Tùy Toàn Thắng liếc nhìn hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai bên cạnh, ánh mắt hung ác, đây là bằng hữu Khương Phàm, nếu như dùng bọn hắn cưỡng ép uy hiếp, Khương Phàm mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở. Nghĩ thông suốt, đáng tiếc, đã muộn. Khương Phàm đột nhiên nói một câu. Cái gì? Tùy Toàn Thắng lập tức cảnh giác. Toàn thân Khương Phàm dâng lên ánh sáng tinh thần, va chạm ra lỗ đen, cuốn đi hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai. Mơ tưởng. Các binh vệ Xích Thiên xuất kích trước tiên, nhấc lên năng lượng, ngưng tụ võ pháp, chấn động không gian, phong tỏa khu vực. Nhưng, đại địa cuồn cuộn, dung nham phóng lên trời. Liệt diễm từ khung trời rơi xuống, tràn ngập lôi uy cương mãnh. Sát khí như thủy triều, ánh sáng đầy trời yêu dị tà ác. Minh hỏa phiêu đáng, giống như ác quỷ ra khỏi u minh. Khương Bá, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Khương Quỳ liên tiếp xuất hiện, nhấc lên minh mông uy thế. Liên thủ lao thẳng đến tinh binh của Xích Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn, chính là người mà Khương Phàm đang chờ đợi trước đó. Khương Phàm vừa rồi chính là đang trì hoãn thời gian. Đối mặt với tập kích đột nhiên xuất hiện, Tùy Toàn Thắng không có chút uy lực chống đỡ nào. Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, đều là cảnh giới bán thánh, riêng mình tượng trưng cho giết chóc cùng tử vong, tùy tiện có thể trấn áp quân trưởng cửu trọng thiên này. Khương Bá, Khương Qua, trên dưới giáp công, dọn dẹp tất cả binh vệ mưu toan chạy trốn. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, tinh binh của Xích Thiên bị vô tình càn quét, hài cốt không còn. Bọn họ là ai? Hướng Vãn Tình sợ hãi thán phục trước bốn vị cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Nên tính là bằng hữu, rời khỏi nơi này. Khương Phàm ra hiệu Bạch Tai khống chế chế các trưởng lão Thiên Trọng Lâu đều mang đi. Mấy chục dặm bên ngoài, Khương Phàm ngừng lại. Đứng dưới một gốc cây già cứng cáp chờ đợi bọn người Triệu Thời Việt. Sau đó không lâu, bọn hắn đã đuổi nơi này, đi tới từ trong rừng rậm mờ tối, hoa dại cành lá nở rộ ra sáng, chiếu lên gương mặt lãnh tuấn của bọn hắn. Tại thời điểm Chu Tước Thần Cung thoát khỏi Thượng Thương Cổ Thành, bọn hắn lần nữa bị khí tức quốc vận nồng đậm đánh sâu vào ý thức. Triệu Thời Việt hoàn toàn tìm tới bọn hắn tại thời điểm này, cũng công bố thân phận của Khương Phàm. Sau đó, bọn hắn một đường truy đuổi, từ trung vực đến Bắc Địa, lại tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, cho đến mấy ngày trước, bọn hắn đã đuổi tới nơi này. Xem ra các ngươi đều đã làm ra quyết định. Khương Phàm nhìn bốn người đi tới. Một mực không có chủ động tiếp xúc cùng bọn hắn, chính là đang chờ đợi chính bọn hắn nghĩ thông suốt, mình làm ra lựa chọn thật sự thuộc về mình. Như thế này ở chung cũng tương đối yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Bốn người lại đều tới toàn bộ. Khương Bá, Khương Qua, Khương Quỳ nhìn nam tử trước mặt mình, trong ánh mắt đều hiện lên chút phức tạp. Thần Hoàng kiếp trước, chủ nhân Thương Huyền, thân phận này vượt rất xa mong muốn mà bọn hắn phỏng đoán trước đó. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với chữ nô trong miệng Diêm Bá còn có kháng cự mãnh liệt, thì sau khi biết thân phận cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bọn họ cũng đều biết bọn hắn không thể nào là nô, thật sự, mà là có quan hệ phức tạp khác, ví dụ như có liên quan trùng sinh với Khương Phàm. Sau khi biết thân phận Khương Phàm, càng giống như ở trước mặt bọn hắn bị kéo ra một bức tranh chiến tranh ầm ầm dậy sóng, một thế giới hoàn toàn mới không có gì sánh kịp. Bọn hắn đi đến, nghênh đón cuộc đời khác nhau, hay trở lại lãnh địa của mình, tiếp tục cầu thả cả đời. Khi Tổ Sơn chính thức tuyên cáo thiên hạ, vào cái ngày đó, trong lòng bọn hắn đã làm ra lựa chọn chân chính. Bọn hắn cần trải qua một đoạn nhân sinh khó có thể tưởng tượng, bọn hắn muốn nghênh đón khiêu chiến khắp thiên hạ. Có thể đi đến chiều cường lịch sử phấn chấn như vậy, cái chết, đột nhiên không phải sợ hãi như thế, chiến tranh, lại là kích tình bành trướng như vậy. Ngươi xử lý hoàng triều như thế nào? Đầu tiên, Khương Phàm hỏi Khương Bá trước. Cục diện Thương Huyền bây giờ đều bị Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc hấp dẫn lực chú ý. Tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo đều phóng tới nơi đó. Chỉ cần thân phận của ta không bại lộ thì không có lý do động đến Hỏa Dương Hoàng Triều. Ta đã đưa tin tức đi, để hoàng thất gây ra hỗn loạn trong vòng nửa năm, tự phế rút lui, bí mật di chuyển. Mặc dù Khương Bá không nỡ từ bỏ Hỏa Dương Hoàng Triều, nhưng so với toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, thậm chí Cửu Châu Thập Tam Hải, cái kia thật không tính là gì cả. Mặc dù không thể nào làm tiếp, trên vạn người. Nhưng Thương Huyền nổi gió lên, đại cục khai mạc, Hỏa Dương Hoàng Triều tựa như một con thuyền nhỏ trước cuồng phong sóng lớn, yếu ớt không chịu nổi, thậm chí lúc nào cũng có thể bị diệt vong.
Rốt cuộc là trong cuồng chiều sắp tới, hèn mọn thủ vững lấy lãnh địa của mình, hay là kiêu ngạo đứng ở phía trước nhất, nghênh kích sóng lớn. Hắn, đương nhiên lựa chọn cái thứ hai. Khương Qua, Khương Quỳ bọn hắn tương đối đơn giản hơn rất nhiều, một là đều không có lo lắng đặc biệt gì, hai là khát vọng đột phá võ đạo. Bọn hắn truy cứu cả đời, đều đang tìm kiếm thời cơ đột phá, khát vọng đỉnh cao võ đạo. Mà khi thân phận Khương Phàm được công bố, một khắc này, bọn hắn giống như tìm được chuyện còn kích thích hơn so với cái kia, càng đáng để mong chờ hơn, khiêu chiến thiên hạ. Nếu như trước đó, đây tựa như là chuyện cười, thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến vấn đề kia, bây giờ lại thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, giống như một cánh cửa lớn rộng rãi, ầm vang rộng mở ở trước mặt. Vậy còn chờ gì? Bọn hắn thậm chí từng lên tiếng hô to từ sâu trong nội tâm, Thiên Khải, ta tới đây. Đồ ở trong Thiên Trọng Lâu, đi thôi. Khương Phàm đang muốn chào hỏi bọn hắn rời khỏi, Triệu Thời Việt lại nói. Trừ chúng ta ra, còn có, đồng bạn, khác không? Khương Diễm, cốc chủ ác nhân cốc, bây giờ đã là thánh nhân cảnh, bồi tiếp Kiều Vô Hối tiến vào hải vực. Còn gì nữa không? Không có. Chúng ta đã nhận ra mới cảm ứng. Truy đuổi qua, nhưng không phải ngươi. Khương Phàm nhìn chằm chằm Triệu Thời Việt. Lúc nào? Đang ở Thiên Đãng Sơn Mạch này. Ở đâu? Giống như là U Linh, thoáng hiện khắp nơi. Không thể nào, Diêm Bá nói. Khương Phàm chợt nhớ tới, bên trong tất cả kim thai có hai người mất tích. Lấy năng lực đặc biệt của Thiên Mục, điều tra không được bất kỳ tung tích nào. Một người biến mất hơn 100 năm, một người biến mất hơn 70 năm, hẳn không phải là đã ẩn nấp, mà là bị bắt. Lúc này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bị cưỡng ép áp đến đây? Trước tiên cứ mặc kệ hắn. Ta đi Thiên Trọng Lâu, các ngươi lại đi tìm người giúp đỡ. Khương Phàm chần chờ, không tiếp tục để ý. Hắn đã có 4 người Triệu Thời Việt trợ giúp, không cần lại ứng phó một phân thân không phân rõ thiện ác. Thiên Trọng Lâu. Bạch Tai khống chế 3 vị trưởng lão máu me khắp người chạy về đến, còn không có tiến vào lãnh địa của ám hắc ma lang liền bắt đầu cao giọng la lên. Không xong rồi, chúng ta gặp phải mai phục. Xích Thiên Thần Triều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Phát khởi tập kích đối với chúng ta. Ám hắc ma lang quần thương vong thảm trọng, trưởng lão gặp nguy cơ. Tiếng la thảm thiết vang vọng trong rừng già thâm thúy, kinh động đàn ma lang ẩn núp ở giữa núi cao. Từng đôi mắt xanh mơn mởn sáng lên, lít nha lít nhít, trong bóng đêm giống như là minh hoa nở rộ, để cho người ta dùng mình. Bạch Tai, Khương Phàm, Hướng Vãn Tình, theo sát ở phía sau, cũng lo lắng nói. Chúng ta là trưởng lão yêu huyết cung. Liều chết giết đi ra. Số lượng lớn ám hắc ma lang từ trong cánh rừng xông tới, nhận ra 3 vị trưởng lão Thiên Trọng Lâu. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi nhanh đi, gần ngũ trọng sơn đông bắc bộ. Trên đường phải đi qua lãnh địa Ô Kim Viên, ngàn vạn lần phải lách qua. Nhanh đi, nếu như kinh động đến Ô Kim Viên, rất có thể bọn chúng sẽ liền muốn giết qua. Một vị trưởng lão còn làm ra dáng vẻ ho ra máu, thúc giục đàn sói. Nhắc đến Ô Kim Viên, đàn sói nhanh chóng bạo động, không lo được kiểm tra bọn hắn, lên tiếng chu dài, điều động đàn sói xông ra lãnh địa, tràn vào rừng rậm. Khương Phàm được 3 vị trưởng lão dẫn đầu thuận lợi xuyên qua lãnh địa đàn sói, đi đến nơi núi rừng được ánh sáng chiếu rọi. Cảnh tượng phía trước mỹ diệu lộng lẫy, tựa như tiên cảnh bên trong hắc ám vô tận, cây rừng tươi tốt, phồn hoa cẩm thốc, phiêu đãng năng lượng, mê vụ nồng đậm. Ngô trưởng lão, Lâm trưởng lão, Đồ trưởng lão, các ngài làm sao thế này? Các đệ tử tuần sát bên ngoài vội vàng chạy tới. Đám hỗn đản Xích Thiên Hoàng Triều kia phục kích chúng ta. 3 vị trưởng lão ứng phó một câu đơn giản, biểu hiện đau đớn lại tức giận, vội vã đi đến. Các đệ tử muốn hỏi bọn họ một chút 3 người phía sau là ai, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của các trưởng lão, bọn hắn đã không còn dám loạn xen vào. Nếu là Xích Thiên Thần Triều phục kích bọn hắn, chính là chuyện lớn dính đến tôn nghiêm của Thiên Trọng Lâu, khẳng định phải báo cáo lâu chủ trước. 3 vị trưởng lão mang theo bọn người Khương Phàm xông vào lãnh địa, lấy lý do đau đớn suy yếu, rất nhanh đã dừng lại nghỉ ngơi. Khương Phàm sờ lấy chìa khóa trên cổ áo, yên lặng cảm nhận vị trí phần thiên chiến vực. Hướng phía trước, bên phải, đại khái, chừng trăm dặm, nơi đó là nơi nào? Bạch Tai khống chế bọn hắn trả lời. Nơi đó đều là diễn võ trường trong Kim Lâu, là chỗ trưởng lão chỉ đạo đệ tử tu luyện.
nếu như ta phải đi sâu xuống dưới đất, làm sao có thể không kinh động trấn thủ? Cần trưởng lão trấn thủ chỉ dẫn. Cảnh giới của trưởng lão trấn thủ. Niết bàn cảnh nhị trọng thiên đến ngũ trọng thiên không giống nhau, cách phụ trách hơn 30 dặm, nếu như chỉ cần đến phía dưới, có bọn hắn dẫn dắt là được. Nhưng muốn phá hư cấm chế, chắc chắn sẽ kinh động bọn hắn. Khương Phàm nói, ta chỉ cần tự do hoạt động, Bạch Tai, lại khống chế một trưởng lão trấn thủ. Hướng Vãn Tình âm thầm than thở, mỹ nhân đồ xác thực là đồ tốt, thật thua lỗ khi có nó, nếu không thì không biết sẽ thêm bao nhiêu phiền phức. Rất nhanh, ba vị trưởng lão đã thành công lừa gạt một vị trưởng lão nhị trọng thiên đến cho bọn hắn, tùy tiện bị Bạch Tai khống chế. Bạch Tai, khống chế ba người bọn hắn tìm lâu chủ, dùng chuyện nghiêm trọng nhất, kích thích bọn hắn xuất động, tốt nhất là kích thích thánh nhân bọn hắn ra ngoài. Sau khi an bài ba vị trưởng lão mau chóng đi thông báo lâu chủ Thiên Trọng Lâu, bọn người Khương Phàm, Bạch Tai mang theo mới trưởng lão khống chế, lặng lẽ tiềm nhập vào lòng đất. Dưới mặt đất bị Thiên Trọng Lâu bố trí dòng giã 12 tầng phong ấn, các loại hình thức đều có. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như Thiên Đãng Sơn này, nhiều loại yêu ma đều có, không phòng ngự làm tốt, đi ngủ đều không nỡ. Giờ khắc này, lâu chủ Nhiếp Kinh Luân đang tiếp đãi một vị quý khách. Sau khi tinh nhuệ Xích Thiên Thần Triều đi đến liền thẳng đến Thiên Đãng Sơn Mạch, các ngươi lại không điều tra, chỉ liều mạng mấy lần cho thấy mình không dễ chọc coi như xong. Man khôi của man hoang chiến tộc giống như cự thú đứng trong cung điện nguy nga, thân thể hùng tráng màu đỏ như máu tràn ngập khí tức sát phạt kinh khủng. Hắn nhìn chằm chằm bọn người Triệu Phong Niên tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, lúc đầu chuẩn bị mấy trận đại chiến. Nhưng để hắn tức giận là, Triệu Phong Niên lại mất tích. Sau khi tiến vào thiên quốc không đến trăm dặm liền thần bí biến mất không còn bóng dáng. Man Khôi suy đoán khẳng định là dùng một loại vũ khí thần bí nào đó. Khi biết tinh binh của Xích Thiên xuất hiện Nam Bộ Thiên Đãng Sơn Mạch, hắn lập tức đuổi đi theo, vốn định cùng Thiên Trọng Lâu hiểu rõ chút tình huống, kết quả bọn ngu xuẩn này lại hoàn toàn không biết gì cả. Xích Thiên Thần Triều tập trung hỏa lực tại Tây Bộ. Không phải chính là muốn đuổi bắt Khương Phàm sao? Lẻn vào đến Thiên Đãng Sơn, đương nhiên cũng là bởi vì Khương Phàm, cái này còn cần điều tra sao? Nhiếp Kinh Luân mặt ngoài cúi đầu, nhưng ngữ khí lại tương đương có khí phách. Bên trong Đọa Lạc Thiên Quốc tất cả đều là cuồng đồ, càng là thế lực tầng cao nhất càng như vậy. Bọn hắn có thể tôn trọng Hồng Hoang Man tộc, nhưng chưa bao giờ có cúi đầu xưng thần. Cho nên đối mặt với sự trách cứ của Man Khôi, hắn rất là khó chịu. Đương nhiên là bởi vì Khương Phàm, nhưng tại sao lại là nơi này? Ngươi đã điều tra xong sao? Man Khôi bước đến phía Nhiếp Kinh Luân, thân thể khôi ngô cao 30 mét, khí tức sát lục tàn bạo, đều mang cho Nhiếp Kinh Luân áp bách cường đại. Tha thứ ta nói thẳng, ta đối với cái tên Khương Phàm gì kia không có hứng thú, càng không muốn cùng Xích Thiên Thần Triều đánh nhau sống chết. Nếu như bọn hắn mang đến thánh nhân, cơ nghiệp mà Thiên Trọng Lâu chúng ta thật vất vả mới gây dựng lên liền muốn phế đi. Nhiếp Kinh Luân ngạnh kháng áp bách cường đại, trực diện với Man Khôi. Không nghĩ tới lâu chủ đương đại của Thiên Trọng Lâu lại là một kẻ hèn nhát. Xích Thiên Thần Triều dám hủy Thiên Trọng Lâu sao? Nếu như bọn hắn thật sự làm như vậy liền sẽ khiến cho Thiên Quốc tức giận, đừng nghĩ sẽ được ở lại tại Thiên Đãng Sơn Mạch này. Bọn hắn chỉ phô trương thanh thế, lại dọa sợ ngươi. Thiên Trọng Lâu các ngươi tự xưng chủ nhân Thiên Đãng Sơn, vậy mà lại nhu nhược không chịu nổi như thế. Giọng Man Khôi càng ngày càng cao, hai cánh bỗng nhiên mở rộng, không gian đều sụp ra vết nứt màu đen, dường như sấm sét lan tràn từ phía. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu bỗng nhiên đứng dậy, giằng co với Man Khôi. Bọn quái vật man hoang chiến tộc toàn bộ lộ nhe ra răng nanh dữ tợn, căm tức nhìn bọn hắn. Nơi này là Thiên Trọng Lâu. Nhiếp Kinh Luân vừa muốn mở miệng, Man Khôi đột nhiên một phát bắt được cổ của hắn, bỗng nhiên giơ lên giữa không trung, miệng đầy răng nanh. Ngươi ngay cả Xích Thiên Thần Triều cũng không dám liều sống chết, ngươi còn dám kêu gào với ta. Ầm ầm. Nhiếp Kinh Luân tức giận, kinh khí toàn thân giống như gỡ mìn nổ ra, chấn mở sự trói buộc của Man Khôi. Thiên Trọng Lâu là tôn chủ thiên quốc, không phải phụ thuộc man hoang chiến tộc các ngươi. Ngươi tới làm khách, chúng ta hoan nghênh, nhưng ngươi muốn làm chủ nhân khoa tay múa chân, bản lâu chủ không hầu hạ. Dưới sự khẩn trương này, ba vị trưởng lão máu me khắp người lại vọt tới lầu chính, biểu hiện ra bộ dáng bi phẫn đau đớn, lo lắng hô to. Lâu chủ, không xong rồi, chúng ta bị phục kích,
tinh anh hai đại quân Đoàn Dạ Lang và Thánh Kiếm liên hợp tại Đông Bắc Bộ, vây bắt với chúng ta, còn giống như có thánh nhân ẩn núp, muốn một lưới đả kích chúng ta. Cái gì? Lâu chủ bỗng nhiên biến sắc. Lâu chủ, nhanh đi, bọn người đại trưởng lão đã sắp không chịu đựng nổi nữa, nếu như không phải có yêu huyết cung, Thanh Quỷ Điện đang giúp đỡ, khả năng chúng ta đã bị diệt toàn quân. Nhưng cục diện đối với chúng ta rất bất lợi, một khi yêu huyết cung thấy tình thế không ổn sẽ muốn rút đi, đại trưởng lão bọn hắn liền. Liền, Thiên Lang đâu? Nhiếp Kinh Luân nghĩ đến Nhiếp Thiên Lang đầu tiên. Sinh ra một cái thiên phẩm quá khó khăn, nếu như chết trong tay Xích Thiên Thần Triều, địa vị Thiên Trọng Lâu bọn hắn sẽ đứng trước khảo nghiệm to lớn. Hắn, nói chuyện, chúng ta chính là nhìn thấy hắn, bị thương nặng, mới giết ra đi cầu cứu. Nói rõ cho ta, là chết, hay là bị thương. Chúng ta đều nhìn thấy hắn bị đánh lén, nhưng không thể xác định là chết hay sống. Nhiếp Kinh Luân gầm thét cuồng bạo, muốn rách cả mí mắt. Xích Thiên Thần Triều, các ngươi dám giết truyền nhân của ta, ta và các ngươi không đội trời chung. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu đang ngồi đều lên cơn giận dữ, gương mặt dữ tợn. Nói đều nói đến cái này, rất có thể là giữ nhiều lành ít. Nếu như Nhiếp Thiên Lang thật sự chết rồi, địa vị tôn chủ mà Thiên Trọng Lâu bọn hắn vừa mới ổn định liền sẽ nhận khiêu chiến nghiêm trọng, ngay cả ám hắc ma lang đều có thể sinh ra dị tâm, thậm chí phản bội bọn hắn. Các trưởng lão la lên thúc giục. Lâu chủ, nhanh đi, chúng ta liều mạng giết ra tới, đàn sói đen đã xuất động, ngài mau đi đi. Nhiếp Kinh Luân tức giận hô to. Nhị trưởng lão, thay ta tiễn khách, tam trưởng lão, an bài trưởng lão cung phụng tập kết. Tứ trưởng lão, đi tiếp ám hắc ma lang vương, ta đi cầu xin thánh tổ xuất quan. Thiên Trọng Lâu rất nhanh đã náo nhiệt lên, quần tình xúc động lại tức giận, tiếng kêu giết nổi lên bốn phía. Nơi này là Thiên Đãng Sơn Mạch, là lãnh địa của bọn hắn, lại bị kẻ ngoại lai khi dễ. Chẳng quan tâm ngươi có phải là hoàng đạo hay không, Nhiếp Thiên Lang là mệnh căn của bọn hắn, ai dám đụng, bọn hắn thà rằng liều mạng. Rất nhanh, Thánh Tổ Thiên Trọng Lâu đã thức tỉnh xuất quan, thét lên ra lệnh Nhiếp Kinh Luân ở lại trấn thủ Thiên Trọng Lâu, hắn tự mình mang theo số lớn trưởng lão cung phụng, còn có đến hàng vạn con sói, lao tới chiến trường. Man Khôi cảm giác hẳn là có điểm kỳ quặc, cũng đi theo muốn đích thân bắt tinh binh của Xích Thiên, tra hỏi tình huống. Đàn sói hơn vạn bạo động, cùng Thánh Linh Thiên Trọng Lâu ra tay bá đạo, nhanh chóng kinh động đám cuồng đồ cùng mãnh thú dọc đường. Bởi vì khoảng cách ngắn nhất cần thông qua Ô Kim Viên lãnh địa, Thánh Linh Thiên Trọng Lâu đã cường thế đè tới, hình thành chấn nhiếp cường đại, khiến cho Ô Kim Viên cho đi. Trong rừng đá mờ tối, đám Ô Kim Viên uy mãnh hùng tráng không ngừng hét lớn, nhưng bức bách tại Thánh Linh cùng Lang Vương áp chế, bọn chúng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đương nhiên, nếu như đổi lại là lúc khác, rất có thể Ô Kim Viên cương liệt táo bạo sẽ trực tiếp khởi xướng phản kích, nhưng bây giờ, Vượn Vương bên cạnh nhiều tới bốn quý khách. Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, Khương Qua, cùng Khương Bá, tại thời điểm Khương Phàm thẳng đến Thiên Trọng Lâu, bọn hắn đã đến nơi này. Ô Kim Viên, cũng chính là, giúp đỡ, mà Khương Phàm đã nhắc đến. Hai bên mặc dù không biết nhau, nhưng đều có cùng nhau mục tiêu, bảy ám hắc ma lang. Khi Thánh Linh Thiên Trọng Lâu mang theo hơn vạn đàn sói cường thế xuyên qua lãnh địa Ô Kim Viên, Vượn Vương khởi xướng hiệu lệnh, xuất động toàn thể Ô Kim Viên lao thẳng tới lãnh địa Thiên Trọng Lâu ở bên ngoài 500 dặm. Quân đoàn 30.000 thạch tượng quỷ của Triệu Thời Việt lập tức xuất hiện, phối hợp với Ô Kim Viên khởi xướng cuộc chiến vây bắt tộc ám hắc ma lang. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, hấp dẫn lực chú ý của Thiên Trọng Lâu, bảo đảm Khương Phàm thuận lợi mở ra phần thiên chiến vực. Nửa ngày sau, khi Thánh Linh Thiên Trọng Lâu xuất lĩnh tất cả trưởng lão, cùng hơn vạn đàn sói đến chiến trường, Yêu Huyết Tông và Thanh Quỷ Điện đã bắt đầu cân nhắc rút lui. Bởi vì quân trưởng quân đoàn Thứ Thánh Kiếm 2 đã mang theo 6 chi đội ngũ của hắn đến, hơn 500 tên tinh binh, hơn 500 con liệt dương mãnh hổ, chiến trận hình thành ép ưu thế. Ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn đều lâm vào tuyệt cảnh, đang liều chết giết xông ra ngoài. Thời khắc sinh tử, Thánh Linh giáng lâm, lập tức thay đổi cục diện. Bọn hắn trợ trận, kích thích đám cuồng đồ xung quanh, hơn vạn tên cuồng đồ hô to kêu loạn nhào về phía chiến trường. Tinh binh của Xích Thiên bị vây bắt bi thảm. Như Khương Phàm suy nghĩ, Xích Thiên Thần Triều xác thực rất sớm trước đó đã liền bí mật điều động cường giả chân chính, ba vị thánh tổ hoàng thất. Bọn hắn là mang theo mật lệnh thần tôn,
chờ đợi sau khi phần thiên chiến vực mở ra thì nhúng tay cướp đoạt, rất không muốn bại lộ trước, nhưng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn tinh nhuệ của bọn hắn bị phỉ đồ thiên quốc trà đạp đổ sát. Cuối cùng, một vị thánh tổ cường thế xuất hiện, ngạnh kháng thánh linh thiên trọng lâu, chấn nhiếp chiến trường. Cùng lúc đó, Ô Kim Viên chính thức khai hỏa báo thù ám hắc ma lang tộc. Bọn chúng mặc dù chỉ có hơn 1.000 con, nhưng hình thể cường tráng, nhanh nhẹn dũng mãnh, mạnh mẽ đâm tới trong bầy sói như đại dương, cuồng dã bạo tẩu. Hơn 8 vạn đàn sói chiếm cứ trong quần sơn tiến lên giết tới, đối đãi với thúc địch xâm lấn, bọn chúng thể hiện ra huyết tính cuồng bạo nhất, giống như thủy triều bao phủ lấy Ô Kim Viên. Nhưng, theo 30.000 thạch tượng quỷ từ trong dãy núi rừng rậm giết ra, cục diện đã nhanh chóng thay đổi. Nhiếp Kinh Luân đứng trong thiên trọng lâu nhìn số lượng lớn quái vật rời núi liệt địa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, có phải đã bị ai tính kế hay không? Nhưng hắn suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra những quái vật này thuộc về thế lực phương nào, lại vì sao muốn tập kích thiên trọng lâu bọn họ. Đột nhiên bộc phát chiến trường hai nơi, oanh động hơn 1.000 dặm sơn hà thiên đãng sơn mạch bắc bộ cùng đông bộ, oanh minh kịch liệt, cường quang ngập trời, đều hấp dẫn lấy vô số cuồng đồ tụ tập. Ngoại trừ cái đó ra, đám bích thiềm tam nhãn đang ngủ say tại vùng đất ngập nước đều đã thức tỉnh toàn bộ, cũng sớm triển khai trận đi săn của bọn chúng. Bọn chúng từ phương vị khác nhau xông ra khỏi vùng đất ngập nước, vô tình càn quét xung quanh cánh rừng, để vài trăm dặm khu vực ở phía sâu của thiên đãng sơn mạch bị khí độc vô tận bao phủ. Nhưng cực kỳ hỗn loạn, là 50.000 thao thiết yêu tộc xông vào phía nam thiên đãng sơn từ 2 ngày trước. Bọn chúng hung tàn bạo ngược, thôn vệ khắp nơi, thậm chí tàn nhẫn tiêu diệt thiên thanh xà, một trong những siêu cấp bá chủ của thiên đãng sơn, mấy vạn thanh xà bị vô tình thôn vệ. Về phần yêu ma khác, cùng đám cuồng đồ càng là lọt vào tai ương không có lối thoát. Những nơi 50.000 thao thiết đi qua, cảnh hoang tàn ở khắp nơi, thây ngang khắp đồng. Theo thao thiết yêu tộc tiếp tục xâm nhập, sự sợ hãi đã hình thành lan tràn khắp mọi nơi, kích thích vô số yêu ma điên cuồng chạy trốn, tạo thành mấy chục mảnh thú triều. Hỗn loạn, dần dần bao phủ thiên đãng sơn mạch yên lặng đã lâu. Đội ngũ của Đại Quang Mang Thần Điện đứng ở sâu trong tầng mây đậm như mực, quan sát thú triều lao nhanh, cùng thao thiết yêu tộc cướp bóc 4 chỗ nơi xa. Bọn súc sinh này, một ngày bọn chúng không ăn thì sẽ như chết đói sao? Đại trưởng lão thần điện đứng ở phía trước, sắc mặt âm lãnh. Cho tới bây giờ hắn đều không che giấu nổi sự chán ghét đối với thao thiết yêu tộc, bất luận là tại thiên khải chiến trường, hay là tại hạ giới này. 50.000 thao thiết xuôi nam, 50.000 thao thiết tiến đến thiên quốc, bọn chúng là hai bên đều không thiên vị. Bùi Thiên Lam mặc áo trắng như tuyết, tóc dài tới eo, vẻ anh tuấn không mất đi sự kiên nghị, nét nho nhã càng mang theo vài phần uy nghiêm. Bởi vì là hậu đại trực hệ của điện chủ, sau khi có được thiên phạt kiếm liền theo lệnh dung hợp mà không phải nộp lên tổ địa. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã thành công dung hợp thiên phạt kiếm cùng cánh tay thái võ nhân hoàng, bước lên thánh vương thiên phẩm. Bọn chúng là thuần túy đến làm phá hư sao? Toàn bộ thiên đãng sơn nam bộ đều bị bọn chúng phá hủy hầu như không còn. U Dương Thiên Nhiên cũng vô cùng phản cảm đối với bọn hung thú bạo ngược này. Khương Phàm đang ở nam bộ, nơi đó là trọng điểm. Nơi này không quan trọng, bọn chúng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bùi Thiên Lam lắc đầu. Thiên Lam, bây giờ ngươi còn cho rằng Khương Phàm đang ở nam bộ sao? Đại trưởng lão hỏi. Bùi Thiên Lam trầm ngâm một lát. Xích Thiên phái tinh binh vào ở thiên đãng sơn mạch, tạo nên cục diện tựa như là bọn hắn ở chỗ này chờ đợi Khương Phàm, rất có thể nơi này cũng có bí mật gì đó, nhưng nếu như chỉ là bọn hắn cố ý kiến tạo cục diện thì sao? Chờ tin tức truyền ra, các phương khẳng định sẽ chen chúc tới, càng có thể sẽ để cho các phương nhận định, Xích Thiên thần triều là muốn bắt Khương Phàm, mà không phải là hợp tác. Cứ như vậy, Khương Phàm có thể trốn đến trong đến Xích Thiên thần triều. Ngươi vẫn đang hoài nghi Khương Phàm hợp tác cùng Xích Thiên thần triều. Ta không chỉ có hoài nghi Khương Phàm có hợp tác cùng Xích Thiên, ngay cả Tổ Sơn đều có thể đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cùng Khương Phàm. Sau khi Bùi Thiên Lam biết được thân phận của Khương Phàm liền không có lại coi thường hắn, một vị truyền kỳ như thế này, tuyệt đối không phải hữu dũng vô mưu, cũng khẳng định có tính toán của hắn. Tam trưởng lão thần điện cũng đứng ở phía trước. Trung vực Nam Bộ giải thích như thế nào? Chúng ta vừa mới thu được tin tức, nhân gian ngục đã cùng Khương Phàm khai chiến, Thiệu Gia Minh xác cáo chi các phương, chính là Khương Phàm,
Đám người trầm mặc, trước đó xác thực hoài nghi Xích Thiên có khả năng ở chỗ này chờ Khương Phàm, nhưng Trung vực Nam Bộ khẩn cấp truyền tin tức đến, để bọn hắn hổ đồ rồi. Thiên Đãng Sơn, Bắc Bộ. Cổ Hoa Nhân Hoàng vừa mới đuổi tới, Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung đều đi theo ở hai bên trái phải. Mấy ngày trước bọn hắn vừa mới biết được Thiên Quốc Nam Bộ sao động, trước tiên liền nhanh chóng xuôi Nam. Bọn hắn đứng tại đỉnh một ngọn núi cao, ngắm nhìn Thiên Đãng Sơn mạch lâm vào hỗn loạn. Rất náo nhiệt. Cái này cũng không giống như náo nhiệt, giống như là loạn. Tinh binh Xích Thiên tề tụ tại Thiên Đãng Sơn mạch, hấp dẫn toàn bộ thế lực Nam Bộ, ngay cả tất cả thế lực cấp tôn chủ Thiên Quốc đều tới. Nhiều người xâm nhập như vậy, yêu ma Thiên Đãng Sơn mạch có thể không phản kháng sao? Tại sao tinh binh của Xích Thiên muốn gom lại ở nơi này? Bọn hắn nhìn qua dãy núi mênh mông, thanh âm liên tiếp huyên náo, quanh quẩn giữa núi rừng, u cốc thâm thúy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy số lượng lớn cường quang đang nở rộ trong mây mù. Người của Vô Hoa Cung đâu, còn chưa tới sao? Trong lòng Cổ Hoa Nhân Hoàng dấy lên mấy phần hy vọng, chẳng lẽ Khương Phàm thật sự đã tới Thiên Quốc? Bọn hắn có khả năng đã sớm tiến vào rồi. Người của Huyết Nguyệt Cốc và Băng Tuyết Cung đều không có chú ý. Thêm bọn hắn cũng không nhiều, thiếu bọn hắn cũng không ít, không đợi, đi thôi. Cổ Hoa Nhân Hoàng dẫn đầu vọt vào trong mây mù. Thời điểm ở bên ngoài loạn tung tùng phèo, Khương Phàm thành công tiềm nhập lòng đất, cảm giác được vị trí của phần thiên chiến vực chính xác hơn. Một khối nham thạch không chút thu hút nào, cứ lẻ loi trơ trọi nằm ở trong đất bùn nặng nề như vậy. E là cho dù ai cầm ở trong tay, cũng sẽ không cảm giác ra nó có cái gì khác biệt. Chính là nó. Bạch Tai đều sửng sốt một chút, sôi động chạy tới nơi này, cứ tưởng tượng sẽ là tuyệt thế thần binh rung động cỡ nào, cuối cùng lại là một tảng đá. Đây là cửa vào, dùng để ngụy trang che giấu. Khương Phàm cầm lấy chìa khóa Diêm Bá đưa cho, một khối sắt như ngọc, bóng loáng, bên trong ngẫu nhiên có ánh sáng đỏ hồng lấp lóe. Nhưng không phải chu tước, mà là ấn ký do Thiên Hậu, Tu La, cùng chư vị vương hầu liên hợp bày ra. Hướng Vãn Tình ra hiệu Bạch Tai khống chế tốt trưởng lão cung phụng, cảnh giác địa tầng xung quanh để tránh bị người khác tiếp cận. Loại thời khắc khẩn trương này, ngàn vạn lần không thể lại có chuyện ngoài ý muốn. Khương Phàm hít thở thật sâu, dùng máu tươi thấm vào tảng đá, nhẹ nhàng đụng về phía hòn đá không chút thu hút nào. Keng! Thanh âm yếu ớt lại thanh thúy êm tai, quanh quẩn bên trong tầng đất thăm thẳm. Hòn đá hơi rung nhẹ, truyền ra thanh âm yếu ớt nhỏ bé, phiêu miểu mông lung, giống như là tầng tầng phong ấn xúc động. Lại sau đó, hòn đá an tĩnh, một nguồn năng lượng vô hình, không có chút gợn sóng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, từ bên trong hòn đá lặng yên truyền ra, thuận chìa khóa trong tay Khương Phàm, truyền vào ý thức của hắn. Khương Phàm có thể rõ ràng phát giác được cơn dao động kia đang chảy xuôi trong ý thức của hắn, đang du đãng trong linh hồn của hắn, không chỉ là đang xác minh huyết mạch, linh hồn của hắn, càng là đang dò xét phải chăng hắn nhận khống chế các loại tình huống. Một khi phát giác có vấn đề, hòn đá sẽ triệt để phong tỏa. Hướng Vãn Tình, Bạch Tai không hiểu thấu nhìn chằm chằm hòn đá, lại nhìn Khương Phàm mặt không thay đổi. Chỉ cái này. Xong rồi. Sau khi năng lượng vô hình đang chảy xuôi trong toàn thân, đột nhiên lại nở rộ lên tia sáng vô tận trong đầu. Từng hư ảnh liên tiếp hiện ra, cuồn cuộn hò hét, ầm vang nổ tung. Cung nghênh Ngô Hoàng. Thanh âm cuồng nhiệt, uy nghiêm, cao vút. Phảng phất tái hiện hình ảnh phong vương bái tướng truyền kỳ đã từng có, toàn thể vương hầu chư tướng, quỳ xuống. Toàn thân Khương Phàm nổi lên cảm giác khô nóng mãnh liệt, linh hồn chu tước gáy to, tinh huyết kim hoàng thiêu đốt, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, chìa khóa vỡ vụn, trong chốc lát đã bắn ra tia sáng lộng lẫy, giống như gánh chịu lấy ý niệm của đám người Thiên Hậu, toàn bộ rót vào hòn đá. Hòn đá lắc lư, xuyên suốt hư vô vô tận. Từng tiếng hò hét thật lớn. Từng luồng thần uy cường thế, khuấy động hắc ám, dung chuyển thâm không, gọi phần thiên chiến vực phong cấm trong hư vô minh mông về. Ầm ầm, hòn đá nổ tung, phun ra sóng chiều mãnh liệt, trong nháy mắt đã che mất Khương Phàm, cuốn vào hư không. Người đâu? Hướng Vãn Tình, Bạch Tai giật nảy cả mình. Sau khi Khương Phàm có chút hoảng hốt thì cũng nhanh chóng rõ ràng, hắc ám trước mặt trong nháy mắt đã bị ánh sáng vô tận tràn ngập. Giống như đứng ở trước mặt một viên tinh cầu quang ảnh mênh mông. Oanh! Quang ảnh vặn vẹo không gian, mở rộng một cánh cửa lớn cao ngất nguy nga. Bên trong là ánh sáng mãnh liệt, sáng lạn như đại dương mênh mông,
đó là ngàn anh linh vạn binh tướng của vạn thế hoàng triều đang sắp hàng chỉnh tề. Cờ thưởng cuồng vũ, chiến niệm thức tỉnh. Cung nghênh Ngô Hoàng. Từng tiếng hò hét, thiết huyết sát phạt, chấn động thâm không. Đây là tầng phong ấn đầu tiên, gánh chịu lấy nguyện vọng của tất cả binh tướng, nghênh đón thần hoàng trở về trước hết nhất. Cảm xúc trong Khương Phàm chập trùng, đi đến cánh cửa rộng rãi, xuyên qua con đường có ngàn vạn binh tướng thần phục, đi đến bình chướng thứ hai. Oanh! Không gian lại lần nữa vặn vẹo, phong ấn thứ hai diễn biến ra một cánh cửa hùng vĩ, một tiếng vang thật lớn, cường thế kéo ra. Linh hồn tất cả vương hầu đại tướng thần triều kiếp trước sớm đã xin đợi ở phía trước, anh linh bất diệt, thánh uy vô biên, bọn họ toàn thể ôm quyền, quỳ một chân trên đất, cuồng nhiệt kính sợ. Cung nghênh Ngô Hoàng. Đây là tầng phong ấn thứ hai, ngưng kết huyết hồn của tất cả vương hầu. Khương Phàm lắc lư ánh mắt, nhìn qua từng khuôn mặt quen thuộc, kiêu ngạo lại đau đớn hơn, từng luồng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực mãnh liệt như rời sông lấp biển. Oanh! Không gian rung chuyển, thần uy vô biên, tầng thứ ba phong ấn diễn biến ra thêm một cánh cửa lớn nguy nga. Trước cửa chỉ có một hư ảnh, hùng vĩ thẳng tắp, cao ngạo uy nghiêm, càng tản ra uy lực cái thế. Đó là linh hồn còn sót lại của Tu La, đóng giữ tầng thứ ba phong ấn, chờ đợi chi kỷ trở về. Khương Phàm nhìn về thân ảnh sau cánh cửa lớn nơi xa ấy, cảm xúc chập trùng. Cung nghênh Ngô Hoàng. Tu La giơ hai tay lên với Khương Phàm, linh hồn âm vang, thanh chấn hư không, phong ấn nhấc lên ba động kịch liệt. Khương Phàm gật đầu, đi qua tầng phong ấn thứ ba, tới trước mênh mông quang hải. Quang hải cuồn cuộn, cường quang như mặt trời rơi xuống, chiếu thấu hư không vô tận. Số lượng lớn thú ảnh xê dịch ở bên trong, tiếng thú giống vô tận vang vọng hoàn vũ. Khi Khương Phàm đi đến, thú ảnh giao hội, quang ảnh ngưng tụ, một nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại, mang mũ phượng khăn quàng vai, ngóng nhìn Khương Phàm. Chàng đã trở về. Đây là linh hồn thiên hậu trước khi luân hồi, ở đây đóng giữ đã gần đến ngàn năm. Mặc áo cưới ngày xưa, chờ đợi tình cảm chân thành cả đời của nàng. Ánh mắt Khương Phàm có chút mông lung, dứt khoát đi qua tầng phong ấn thứ tư. Phía trước nhất chính là biển lửa mênh mông như vô biên vô hạn, ầm ầm sóng dậy. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo đất trời, khí thế táo bạo tùy thời có thể chôn vùi nơi này. Mà ở sâu trong liệt diễm, một hư ảnh chu tước che khuất bầu trời, cứ như chúa tể thế giới, quan sát liệt diễm vô tận ở phía dưới. Khương Phàm ngắm nhìn tàn hồn kiếp trước, chậm rãi giơ tay phải lên. Hư ảnh chu tước ngẩng đầu, sau khi cách một khoảng không ngóng nhìn, nó vỗ cánh gáy to, âm thanh chấn đoạn hư không, bổ nhào tới phía Khương Phàm. Toàn bộ liệt diễm đều giống như đại dương mênh mông sôi trào ngay lúc này, lại như những con sóng lớn lao nhanh, thao thao bất tuyệt, uy lực diệt thế mãnh liệt cuồn cuộn. Y phục của Khương Phàm bay phần phật, thừa nhận thần uy tuyệt thế đập vào mặt. Ầm ầm, hư ảnh chu tước ở trước mặt hắn mãnh liệt địa sát, kịch liệt diễn biến, nhấc lên, hội tụ thành thân ảnh uy nghiêm kiếp trước, đón nhận cánh tay Khương Phàm. Đùng, một sự đụng vào rất nhỏ, lại chấn động Khương Phàm cùng linh hồn kiếp trước. Đây là kiếp trước, kiếp này gặp nhau, càng là sứ mệnh giao phó. Tàn hồn, đóng giữ ngàn năm, chỉ chờ giờ phút này. Khương Phàm, tìm kiếm ngàn năm, cũng chính là vào thời khắc này. Hư ảnh bỗng nhiên rút lui về phía sau, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn hội tụ ở phía trước, hình thành cánh cửa phong ấn cuối cùng. Năm lớp phong ấn, toàn bộ đều mở ra. Khương Phàm xuyên qua cánh cửa, cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết chảy xuôi. Linh hồn chu tước trong cơ thể đều đang gáy to sắc nhọn. Phần thiên chiến vực, đã là chiến binh, lại là chiến trường, càng là chiến y, từ khi sinh ra liền bồi bạn với hắn đang lâm chiến trường thiên khải, khiêu chiến bách tộc. Bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ biến đổi, cùng một chỗ đổ sát yêu ma, gào thét chư thiên, cùng một chỗ leo lên đăng thiên kiều, ở trên trời dưới sự chứng kiến của bách tộc nghênh đón thiên phạt, chứng đạo thương thiên. Nhưng... Khương Phàm đứng trước phần thiên chiến vực nóng hổi, bờ môi nhúc nhích, vẻ mặt hốt hoảng, nước mắt mông lung, im ắng trượt xuống gương mặt. Phần thiên chiến vực, vậy mà đã thủng trăm ngàn lỗ, còn lâu mới có được thần uy cái thế, bao la hùng vĩ trong trí nhớ của hắn cường. Ý thức Khương Phàm nhói nhói một trận, hoảng hốt hồi tưởng lại ký ức lẻ tẻ trước khi chết. Thiên phạt khủng bố tràn ngập tiếng thương thiên gầm thét, cuồng oanh loạn tạc đối với thân thể mà hắn kiêu ngạo. Đang ở ngay đỉnh con đường kia, ngay điểm cuối cùng kia,
hắn đau khổ kiên trì 88 đạo thiên phạt trọng kích, Chu Tước yêu thân tiếp tục niết bàn, không ngừng mạnh lên, nhưng phần thiên chiến vực lại bị vô tình đánh xuyên, để lại 88 vết rách thiên phạt. Vẻ mặt hoảng hốt của Khương Phàm nhanh chóng khôi phục trở lại, nhìn chiến binh đã từng là đồng bạn rách nát không chịu nổi, trong lòng nắm chặt đau nhức. Ký ức trùng sinh chỉ nhớ rõ những huy hoàng tươi đẹp nhất của nó, lại quên đi thời khắc bi tráng mà bọn hắn, sinh tử tách rời. Ta sẽ tận hết khả năng, khôi phục ngươi, một thế này, chúng ta tái chiến đăng thiên kiều. Khương Phàm sâu hít một hơi, dẫm lên mặt đất nóng hổi, đi đến chiến vực. Phạm vi chiến vực có hơn 100 dặm, khắc họa lấy chiến trận phức tạp lại cường hãn, vị trí ba trận tâm là ba tòa tế đàn, phân biệt đại biểu cho Chu Tước yêu hỏa, Bát Hoang tuyệt diễm, cùng Cửu Thiên huyền hỏa. Bát Hoang tuyệt diễm, Cửu Thiên huyền hỏa đã ảm đạm, đã mất đi thần uy, chỉ có Chu Tước yêu hỏa còn đang mãnh liệt thiêu đốt, giống như một con Chu Tước hoa lệ đang kiêu ngạo xoay quanh, tản ra trận trận sóng nhiệt. Lúc này, Thanh Đồng tiểu tháp lại nở rộ lên tia sáng mông lung. Hỗn độn nguyên hỏa một mực ở bên trong tiếp nhận, giáo dục vỡ lòng, vậy mà lại bắt đầu sao động, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới gào to. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó phóng tiểu gia hỏa ra. Hỗn độn nguyên hỏa vẫn chỉ lớn chừng ngón tay, tinh tế, linh xảo càng tinh mỹ hơn, thân trên giống như nữ hải nhi 2-3 tuổi, mang theo mái tóc dài màu trắng, thân dưới là đuôi rắn màu trắng thon dài, linh động cuộn lại. Con mắt xinh đẹp của nó ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh đã tập trung vào thần viêm trên ba cái tế đàn. Đó là cái gì? Giọng nói của tiểu gia hỏa rất non nớt, ánh mắt lại lóe ra sự tham lam sáng rực, giống như thấy được mỹ vị để nàng đói khát. Khương Phàm cười khẽ, chỉ đến Cửu Thiên huyền hỏa trên lơ lửng tế đàn. Cái kia, thuộc về ngươi. Hai cái khác thì sao? Một cái là đủ rồi, đừng tham. Được. Tiểu gia hỏa hạ miệng, vèo chạy qua. Ầm ầm, thân thể nho nhỏ, trong chốc lát lại phóng xuất ra liệt diễm mãnh liệt, như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn trào lên, nhấc lên ngập trời, ngưng tụ ra thân thể liệt diễm, mình người đuôi rắn, phía trên là thần nữ xinh đẹp, phía dưới là thân rắn tròn trịa tráng kiệt, hoàn toàn là bộ dáng phóng đại của tiểu gia hỏa. Hư ảnh quay quanh ở Cửu Thiên huyền hỏa, mở cái miệng rộng bắt đầu thôn phệ. Xích Thiên huyền hỏa giống như bị đánh thức trong cơn ngủ say, lập tức bạo động, hình thành ba cái vòng xoáy, tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong, cùng thôn phệ. Ngoan, ngoan ngoãn. Giọng tiểu gia hỏa rất non nớt, trong ý thức ngây thơ không có cái gọi là thiện ác, không có cái gọi là mạnh yếu, nó chỉ biết là, đây là đồ ăn, có thể ăn. Ăn sạch sẽ, không được thừa chút nào. Khương Phàm lạnh lùng nhắc nhở. Đó là huyết mạch nguyên hỏa Xích Thiên thần tôn lưu lại. Mặc dù đã hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng sau khi trùng sinh hắn đã không muốn lại có chút quan hệ nào cùng Xích Thiên thần triều. Mà, tiểu gia hỏa hoàn toàn có thể thay thế nó. Một tòa bệ đá nguy nga đứng vững ở giữa phần thiên chiến vực, liên tiếp với tất cả pháp trận, cùng ba tòa thần viêm tế đài. Phía trên an tĩnh để đó xương sống của hắn, máu tươi chưa hết, thần uy không tiêu tan, giống như mới rút từ trên thân thể ra đi ra. Đây hẳn là do thiên hậu và mọi người liều chết cướp lại, hấp thu năng lượng phần thiên chiến vực, duy trì trạng thái ban sơ. Khương Phàm đi đến trên bệ đá, nhìn xương sống đẫm máu, đáy mắt hiện lên sự tức giận. Chiến khu kiếp trước vậy mà lại chỉ còn có xương cột sống, ngực cùng đầu lâu, những bộ phận khác đều để những hoàng đạo kia phân chia trà sát. Khương Phàm yên lặng thề. Mặc kệ là bị các ngươi cất chứa, hay bị các ngươi luyện, ta đều sẽ tìm từng cái trở về. Tiện thể lấy thi hài của các ngươi. Một sợi tàn hồn lơ lửng trên mặt xương sống, không chừng trôi nổi, suy yếu nhưng anh tư thẳng tắp. Đây chính là tàn hồn còn sót lại của kiếp trước, đang mệt mỏi khống chế phần thiên chiến vực, bảo vệ di cốt an toàn. Khương Phàm xếp bằng ở trên bệ đá, mặc dù rất muốn dung hợp toàn bộ 12 xương cột sống và xương ngực này, nhưng cân nhắc đi bọn người Triệu thời Việt, nên hắn chỉ lấy xuống 5 mảnh. 2 mảnh thu vào Thanh Đồng tiểu tháp, giữ lại cho Kiều Hinh. 3 mảnh tự mình dùng. Chiến khu kiếp trước của hắn tiếp nhận qua thiên phạt tẩy lễ, có thể so với cảnh giới bán đế, càng chảy xuôi máu tươi bán đế, xương sống lại là bộ vị đặc thù nhất, có hiệu quả cao hơn những bộ phận khác, lại phối hợp tàn hồn còn sót lại, hẳn là đầy đủ để cho Khương Phàm biến đổi linh văn. Thánh Vương thiên phẩm. Lòng Khương Phàm đầy chờ mong, đợi tiếp dẫn tàn hồn, xương sống nhập thể.
mặc dù vượt qua Thánh Vương thiên phẩm cực kỳ khó khăn, Hoàng đạo tích lũy tài nguyên trăm năm, đều miễn cưỡng có thể bảo đảm một hai vị thánh phẩm bước lên Thánh Vương, nhưng cơ duyên Khương Phàm lấy được gần đây đều không phải bình thường. Đầu tiên là hai thương thiên truyền thừa, Nhật Nguyệt, tinh thần đại táng, cùng thương sinh tạo hóa, sau đó lại có quốc vận điều dưỡng, linh văn kỳ thật đã tới gần Thánh Vương thiên phẩm, bây giờ có di cốt cùng hồn phách kiếp trước kích thích, hẳn là có thể hoàn thành biến đổi. Mà với tình huống bây giờ, Khương Phàm nhất định phải tiến lên Thánh Vương thiên phẩm. Cái này không chỉ là linh văn mạnh yếu, càng có thể kích thích hắn tu luyện cùng trưởng thành càng nhanh. Bên ngoài Thiên Trọng lâu, ám hắc ma lang cùng Ô Kim Viên đã chém giết đến trạng thái mất khống chế, theo Ô Kim Viên cuồng bạo chém giết, ám hắc ma lang thành toàn chết thảm, nhưng bọn chúng liên hợp thả ra ma uy, vẫn tạo thành cho tổn thương chí mạng Ô Kim Viên. Cũng may có 30.000 thạch tượng quỷ tham chiến, thay đổi cục diện, phối hợp Ô Kim Viên tiếp tục đẩy chiến trường đến trong lãnh địa Thiên Trọng lâu. Số lượng lớn ám hắc ma lang chết thảm phía trước pháp trận phòng ngự của Thiên Trọng lâu, kích thích trưởng lão cùng các đệ tử ở bên trong. Nhiếp Kinh Luân rất muốn đàn sói đưa vào trong chiến trận, liên hợp lại tổ kiến phòng ngự, nhưng bởi vì chiến trường hỗn loạn cực độ, đàn sói càng không tiếp nhận Thiên Trọng lâu chỉ huy, nhiều lần đã thử đều không thể toại nguyện. Mắt thấy đàn sói bị liên miên đổ sát, Nhiếp Kinh Luân thật sự đứng ngồi không yên. Bọn hắn có thể cắm rễ tại Thiên Đãng sơn mạch, chủ yếu bởi vì có đàn sói, nguyên tắc yêu tộc, này kết minh, nếu như bây giờ bọn hắn không làm chút gì, sau đó đàn sói khẳng định sẽ từ bỏ bọn hắn. Tại tình cảnh lưỡng nan, lâu chủ Nhiếp Kinh Luân không thể không cắn răng điều động trưởng lão tiếp viện. Nhưng, cường giả Thiên Trọng lâu vốn đã bị Thánh Tổ điều đi 1/3, bây giờ không ngừng tăng thêm ra phía ngoài, để lực lượng nội bộ nhanh chóng suy yếu. Rốt cuộc, sau 3 giờ bạo phát chiến đấu, Triệu Thời Việt, Khương Quỳ tiềm phục tại chỗ tối cũng xuất hiện, tấn công mạnh vào Thiên Trọng lâu. Cái này lại lần nữa khơi dậy chiến ý trong Ô Kim Viên, thế công tàn bạo cơ hồ muốn diễn biến thành đổ sát. Cùng lúc đó, trên chiến trường Ngũ Trọng Sơn tại Đông Bắc Bộ, 3 vị thánh tổ Xích Thiên Thần Triều đột nhiên giật mình. Ngọc Thạch treo trên cổ tay bọn hắn đột nhiên đã mất đi tia sáng. Đây là tự tay thần tôn giao cho bọn hắn, có thể yếu ớt cảm giác được Cửu Thiên Huyền Hỏa tồn tại bên trong phần thiên chiến vực. Mục đích là bảo đảm thời điểm Khương Phàm vận dụng phần thiên chiến vực, bọn hắn có thể phát giác trước tiên. Bây giờ lại biến mất. Làm sao có thể biến mất? Là có người đụng phải phần thiên chiến vực. Khương Phàm đến rồi. Cha! Hai vị thánh tổ ẩn thân đột nhiên xuất hiện, đuổi giết thánh tổ Thiên Trọng lâu. Tam thánh liên hợp, bạo động trời cao, mấy hiệp ngắn ngủi đã xé sống thánh tổ Thiên Trọng lâu. Chiến trường hỗn loạn bỗng nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người bị một màn đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi. Thánh tổ Thiên Trọng lâu, chết rồi. Thánh nhân, cứ như vậy mà bị xé sống rồi. Mà Xích Thiên Thần Triều lại còn cất giấu hai vị thánh linh. Bọn hắn trà trộn vào Thiên Đãng sơn mạch từ lúc nào? Sau khi yên lặng, dãy núi bừa bộn lại lập tức sôi trào, vô số cuồng đồ giống như nổi điên nhào về phía chiến trường, hai mắt đều tinh hồng tập trung vào huyết nhục thánh tổ vẩy xuống. Máu của thánh nhân. Một giọt có thể bán đi giá trên trời, hôm nay lại đều là đầy trời. Còn có thịt nát, xương cốt của thánh nhân. Bọn hắn thật sự muốn điên rồi. Dừng tay, tất cả dừng tay. Các ngươi đều chán sống rồi sao, đây là huyết nhục của thánh tổ chúng ta. Đi chết đi. Các trưởng lão Thiên Trọng lâu may mắn còn sống sót từ trong lúc khiếp sợ đã liền thức tỉnh, cũng giống như nổi điên xua đuổi đám cuồng đồ xung quanh. Nhưng hơn vạn tên cuồng đồ bạo động, ai còn quan tâm người uy hiếp gì, ngay cả các thế lực như Yêu Huyết Cung hay Thanh Quỷ Điện cũng đều gia nhập vào, cướp bóc các bộ vị quý giá nhất như xương cốt trái tim. Các trưởng lão Thiên Trọng lâu xua đuổi không được, chỉ có thể gia nhập cướp đoạt, tận hết khả năng bảo trụ bộ phận di cốt thánh tổ. Bọn hắn là thế nào? Man Khôi nhìn qua 3 vị thánh tổ đang đi xa, vẻ mặt có chút quái dị. Xích Thiên lại bí mật điều đến 3 vị thánh tổ. Bọn hắn lại không biết chút nào. Cuối cùng hai tên này lại đột nhiên xuất hiện, còn điên cuồng hơn, cơ hồ giống như bạo tẩu liền tiêu diệt thánh tổ Thiên Trọng lâu, ngay cả bọn hắn đều không thể kịp phản ứng. Cường giả chiến tộc ở hai bên nói. Bọn hắn bí mật tới, tất nhiên là vì Khương Phàm. Nếu như không phải thánh tổ Thiên Trọng lâu đột nhiên giết tới, bọn hắn cũng không thể nào xuất hiện. Bây giờ đột nhiên phản ứng như vậy, chỉ có một lời giải thích. Khương Phàm tới.
đáy mắt Man Khôi bắn ra cường quang. Thần hoàng kiếp trước, chủ nhân Thương Huyền Luân Hồi vậy mà lại tới thật. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng hẳn là có liên quan tới Khương Phàm. Hai vị cường giả chiến tộc thể hiện quái dị, trước đó bọn hắn còn suy đoán Khương Phàm không thể nào đến thiên quốc thật, chỉ ít một năm nửa năm cũng sẽ không tới. Man Khôi bỗng nhiên chấn động hai cánh phía sau lưng, hư không vỡ nát, đuổi kịp ba vị thánh tổ Xích Thiên. Xảy ra chuyện gì? Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh cũng xuất hiện từ hư không, kinh ngạc nhìn ba vị thánh linh Xích Thiên đột nhiên rời khỏi. Rốt cuộc Xích Thiên thần triều có bao nhiêu bố trí? Chẳng lẽ ngay cả tinh binh của Xích Thiên vào ở Thiên Đãng Sơn, cũng chỉ là để ngụy trang hấp dẫn lực chú ý? Bọn hắn là muốn bắt Khương Phàm, hay là thứ gì khác? Xa xa, trong mây mù, đại trưởng lão Quy Ẩn của Cửu Thiên Thần Giáo xuất hiện lần nữa, nhìn qua Xích Thiên Thánh Linh đang đi xa. Bọn hắn có thể đã cảm nhận được tung tích của Cửu Thiên Huyền Hỏa, hẳn là phát hiện cái gì đó. Hắn tới rồi sao, so với ta mong muốn còn nhanh hơn. Nam tử lạnh lùng, khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày. Đi thôi, ngươi nên gặp hắn. Hư không xung quanh đại trưởng lão phun trào, nuốt sống bọn hắn. Sâu trong quần sơn, bọn người Triệu Phong Niên đang bí mật lén lút đi, tránh né Man Khôi và các thế lực khác truy tung, cũng đang tìm bóng dáng Khương Phàm. Mặc dù dự đoán tại 10 ngày sau Khương Phàm mới có thể bí mật đến Thiên Đãng Sơn Mạch, nhưng bọn hắn vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, quen thuộc hoàn cảnh các nơi. Khi hỗn độn nguyên hỏa thôn vệ Cửu Thiên Huyền Hỏa, khi Thánh Linh Xích Thiên điên cuồng tìm kiếm vết tích bị biến mất, Triệu Phong Niên cõng lấy hắc đao đột nhiên oanh minh, xông về bầu trời. Hắc đao nặng nề, liệt diễm ngập trời, cường quang sáng chói, chiếu thấu hắc ám, tràn ngập thần uy vô tận. Ở sâu trong liệt diễm, một thân ảnh già nua đang đứng chắp tay, ngắm nhìn rừng rậm mênh mông. Thần tôn! Triệu Phong Niên bỗng nhiên biến sắc, sợ hãi quỳ xuống đất. Đó là thần tôn. Những cường giả khác cũng vội vàng quỳ xuống, lấy đó làm kính sợ, bọn hắn còn không có tận mắt thấy dung mạo thần tôn. Cửu Thiên Huyền Hỏa đã biến mất, hắn đã xuất hiện. Tại phương Bắc, cha, hư ảnh trong liệt diễm xác định đại khái vị trí Cửu Thiên Huyền Hỏa biến mất, trở lại hắc đao, rơi xuống trước mặt Triệu Phong Niên. Triệu Phong Niên tiếp được hắc đao, kinh hồn khó định. Đây là trước khi đi, lão tổ tự mình truyền tặng. Nói là vũ khí đặc thù, muốn thường xuyên mang ở trên người. Trước đó còn tưởng rằng là chân bảo truyền thế của Vô Thượng Vương Phủ, không nghĩ tới bên trong lại cất giấu linh hồn thần tôn. Vì sao thần tôn giấu linh hồn ở chỗ hắn? Chẳng lẽ là tránh cho bị man hoang chiến tộc cảnh giác? Truyền nhân của Kim Luân Vương Phủ, Từ Thát Lỗ nói. Thần tôn nói tại phương Bắc, chẳng lẽ là Khương Phàm tới rồi sao? Hẳn là vậy. Triệu Phong Niên đưa hai tay nâng hắc đao, nhảy vọt lên, chạy tới phương Bắc. Khi Triệu Thời Việt và Khương Quỳ xuất hiện, chiến trường tại Thiên Trọng Lâu nhanh chóng phát sinh bị lệch. Thi hài ma lang chết thảm trở thành vũ khí của Khương Quỳ, lấy máu tươi cổ vũ hỏa thế, ngưng tụ tử vong sát quyền. Chiến trường bạo động, chiến ý dâng cao, càng là năng lượng nguyên tuyền tuyệt hảo cho Triệu Thời Việt. Song song liên thủ, gần như cho thấy uy lực thánh linh. Tiếp tục dung chuyển lấy thiên trọng pháp trận bảo vệ đã mệt mỏi, mang cho bọn người Nhiếp Kinh Luân áp lực thật lớn. Các trưởng lão thiên trọng lâu phối hợp đàn sói hỗn chiến ở bên ngoài muốn trở về tiếp viện, nhưng đã bị chiến trường hỗn loạn ngăn chặn. Ngay cả bầy ám hắc ma lang cũng bị mất đi sự cuồng bạo trước đó, trở nên nóng nảy. Trong nửa giờ, cục diện chiến trường rốt cuộc cũng đã sụp đổ. Ô Kim Viên, Thạch Tượng Quỷ nhanh chóng khống chế cục diện. Triển khai đồ sát đối với đàn sói cùng trưởng lão thiên trọng lâu. Đàn sói và các trưởng lão liên tục chết thảm, cũng dần dần, phóng xuất ra, càng nhiều ô kim viên, thạch tượng quỷ, phối hợp bọn người Triệu Thời Việt tấn công mạnh vào pháp trận thiên trọng lâu. Lại sau nửa giờ, khi đàn sói rốt cuộc cũng chạy tán loạn, trưởng lão ở bên ngoài bị tàn sát hầu như không còn, 800 con ô kim viên sống sót, hơn 1.300 thạch tượng quỷ, toàn bộ để lên pháp trận. Pháp trận đau khổ kiên trì bảo vệ thiên trọng lâu rốt cuộc cũng bị kích phá. Khương Quỳ, Triệu Thời Việt đều như vào chỗ không người, khóa chặt Nhiếp Kinh Luân điên cuồng tấn công. Nhiếp Kinh Luân điên cuồng phản kích, lại bị hai đại bán thánh đẻ ép tháo chạy 200 dặm, chết thảm tại biên giới chiến trường Bắc Bộ. Khi ô kim viên điên cuồng phá hủy các lâu vũ của thiên trọng lâu, cướp đoạt bảo vật, bọn người Triệu Thời Việt đã chìm vào trong đất, tìm được bạch tai. Thiên trọng lâu xong rồi.
thần kinh căng cứng của Hướng Vãn Tình lúc này mới buông lỏng ra. Khương Phàm đâu? Triệu Thời Việt và Khương Quỳ tra xét rõ ràng, hoàn toàn không có tìm được tung tích Khương Phàm. Hướng Vãn Tình chỉ phía trước. Nơi này trước đó một tảng đá, cùng loại với lối vào con đường không gian, Khương Phàm cuốn vào. Đến bây giờ còn không có đi ra. Khương Bá tính thời gian, từ lúc Khương Phàm lẻn vào đến bây giờ, hẳn là đã hơn nửa ngày. Một mực không có động tĩnh, chờ một chút đi. Vừa dứt lời, một mảnh cường quang đột nhiên phun ra ngoài, nương theo giọng Khương Phàm. Vào đi. Bọn người Triệu Thời Việt đại trấn tinh thần, liên tiếp bước vào con đường không gian. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng khi bọn hắn thật sự đối mặt với tầng đầu tiên phong ấn, ngàn vạn binh tướng quy mô như đại dương mênh mông, thiết huyết túc sát, khí thế cường đại, vẫn để bọn hắn rung động thật sâu. Tầng thứ hai là vương hầu đại tướng, tầng thứ ba là sát thần Tu La, tầng thứ tư là thiên hậu thần triều, cùng tầng thứ năm là tuyệt thế Chu Tước, đều mang cho bọn hắn áp bách không có gì sánh kịp. Liên tiếp đi qua năm cánh cửa, giống như đi qua thời không ngàn năm, nhìn trộm đến những huy hoàng đã từng của vạn thế thần triều. Loại trùng kích này, loại rung động này để cảm xúc bọn hắn chập trùng, càng bùi ngùi mãi thôi. Thần triều cường đại như thế, thật sự trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã sáng tạo lên sao? Thần triều rộng rãi như vậy, lại có thể ầm vang sụp đổ trong mấy ngày ngắn ngủi. Trong lúc hoảng hốt bọn hắn cũng có thể cảm giác được tiền triều bao la hùng vĩ, kiêu ngạo, cùng bi tình cùng tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng, sau khi thảm bại thần triều cũng không có như chó vẩy đuôi mừng chủ, kéo dài hơi tàn, mà dứt khoát huyết tế thương thiên, nghịch chuyển luân hồi, đánh cược hết thảy, lần nữa tới qua. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng lúc trước thần hoàng đã từng oai hùng cái thế cỡ nào, mới có thể dẫn dắt được nhiều trung dũng thiên kiêu như vậy, vương hầu tiền triều lại là không cam lòng và tức giận đến cỡ nào, mới có thể y nguyên chịu chết, chỉ vì để đổi một trận, luân hồi báo thù. Trên bệ đá cao ngất, Khương Phàm hóa thân Chu Tước dương cánh bay cao, chiều cao hơn 30 mét, toàn thân kim hồng, tôn quý uy nghiêm, trong đôi mắt hơi mở mang theo lệ khí như biển, khiến cho người ta hồi hộp. Tại bên trong tứ đại chí tôn yêu tổ khai thiên, biểu tượng Chu Tước chính là hủy diệt. Hướng Vãn Tình, Bạch Tai, đều cảm nhận được áp lực giống như nghẹt thở, nhìn qua kia Chu Tước, tựa như ngước nhìn thần linh lâm thế, sợ hãi khẩn trương. Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Bá cảm nhận càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Khương Phàm dung hợp tàn hồn kiếp trước, có được huyết mạch Chu Tước thuần chính, bất luận là từ linh hồn hay là từ huyết mạch, đều mang cho bọn hắn áp bách cường đại. Lần đầu tiên trong đời bọn hắn sinh ra xúc động muốn thần phục lễ bái, cứ không thể tưởng tượng nổi như vậy nhưng lại xúc động mãnh liệt. Hài cốt toàn thân Khương Phàm răng rắc giòn vang, trở lại chân thân. Oai hùng cao lớn, dáng dấp hiên ngang, dưới da lấp lóe kim quang, cứ như khuấy động uy lực diệt thế, bây giờ hắn giống như thần linh, càng giống một sát thần. Linh văn đã chính thức biến đổi đến thánh vương thiên phẩm, cảnh giới càng là vượt qua hai trọng cảnh giới, thẳng tới tứ trọng thiên. Niết bàn cảnh đột phá cực kỳ gian nan, nhất là đột phá từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, là sơ giai bước lên trung giai, cần đầy đủ cơ duyên càng cần thời gian lắng đọng hơn, nhưng dưới sự kích thích của di cốt cùng thần huyết thần hồn kiếp trước, Khương Phàm đã hoàn thành linh văn biến đổi, đồng thời cũng cường thế đột phá lưỡng trọng thiên. Ta có thể bảo chứng các ngươi biến đổi linh văn, thức tỉnh thú linh văn, là bởi vì các ngươi và ta là đồng căn đồng nguyên. Các ngươi đều không phải được phụ mẫu sinh ra bình thường, mà là thân thể trùng sinh kiếp trước của ta. Khương Phàm rơi vào trên bệ đá, nhìn bốn vị kim thai đi tới. Nếu đều muốn quy thuận, cũng nên biết thân thế, từ trên tình cảm sinh ra lòng cảm mến. Bốn người Triệu Thời Việt cùng nhau nhíu mày, không phải phụ mẫu sinh ra. Ta, kiếp trước đăng thiên kiều chứng đạo thất bại, thi hài hồn phách bị hoàng đạo thiên khải điên cuồng đánh cướp. Thiên hậu và chư hầu liều chết tụ tập bộ phận hoàng huyết tàn hồn của ta, trốn ra khỏi bách tộc chiến trường. Lúc ấy thần triều đứng trước 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ xâm chiếm, sinh tử tồn vong, sắp bị diệt tới nơi. Thiên hậu không có lựa chọn chém giết, mà là liên thủ với Tu La, cùng toàn thể đại tướng khai quốc thần triều, cử hành đại điển tế thiên, phong tồn khí vận cuối cùng của hoàng triều, chờ đợi tương lai, mở lại quốc vận, xây lại thần triều. Sau đại điển tế thiên, 36 vị đại tướng dẫn 100.000 cấm quân, toàn thể hóa thạch, lấy vĩnh sinh khí phong ấn Đông Nam Thiên Môn, trầm luân tại cấm khu hoang hải, chờ đợi tương lai tái nhập bách tộc chiến trường, tái chiến đăng thiên kiều.
Tu La chế tạo tuyệt thế huyết quan, phong tồn đầu lâu của ta, bỏ qua cơ thể lao tới Hoàng Tuyền. Lấy hoàn cảnh đặc biệt tại Côn Lôn Quỷ Sơn, liều chết bảo vệ. Bởi vì lúc ấy thân ta đã chết hồn đã diệt, luân hồi đứt đoạn, lại không có cơ hội phục sinh, thiên hậu liền dùng 10 trận chiến Long Lân Đỉnh, giết vào Vạn Long Xào, săn bắt luân hồi Long Hoàng, kéo vào cửu u hư không. Lấy huyết mạch luân hồi Long Hoàng, cắt đứt thiên đạo, nghịch loạn M Dương, lấy sức người ngạnh kháng với trời, vì ta mà chữa trị con đường luân hồi. Dịch Vương, Dương Vương, Cửu U Vương, ba thiên vương bằng vào tàn huyết tàn hồn của ta làm căn nguyên, tế luyện 120 huyết chủng Kim Hoàng, 120 cây Chu Tước Hỏa Vũ. Kim Hoàng huyết chủng, vì ta trùng sinh huyết thai, mai táng 120 chỗ dưới mặt đất linh tuyền tại Thương Huyền, lấy đại địa là phụ mẫu, lấy linh mạch là nguyên, thai nghén cơ thể sống mới. Chu Tước Hỏa Vũ là chuẩn bị cho huyết thai tân sinh, để mà thức tỉnh linh văn, kích phát huyết mạch. Khương Phàm hơi trầm mặc, nhìn bốn vị kim thai. Các ngươi, chính là kim thai, là huyết nhục của thế ban đầu kia của ta, lấy đại địa làm phụ mẫu, thai nghén sinh mệnh. Các ngươi và ta, đồng căn đồng nguyên, các ngươi là phân thân của ta. Bốn người Triệu Thời Việt nhìn qua Khương Phàm, bên trong vẻ mặt phức tạp khó nén chấn kinh. Thiên Hậu, Tu La, Quốc Vận, Thần Triều, Hoang Hải Cấm Khu, Côn Lôn Quỷ Sơn, Long Lân Đỉnh, Vạn Long Xào, cắt đứt thiên đạo, nghịch loạn M Dương, lấy thân kháng trời, chữa trị luân hồi. Đây chính là kiếp trước của Khương Phàm. Hoặc là nói, chính là kiếp trước của bọn hắn. Đột nhiên, bọn hắn hoảng hốt có cảm giác khó mà nói rõ ràng được. Xương sống nơi này còn bảo lưu thần huyết, sau khi dung nhập thân thể các ngươi thì có thể kích phát lực lượng huyết mạch đang yên lặng trong cơ thể các ngươi, dẫn phát biến đổi thăng hoa. Nơi này chỉ có 7 đốt xương sống, là cam đoan biến đổi thành công, ta chỉ có thể chọn 2 người sử dụng. Nhưng trên đời còn di cốt có khác, bị hoàng đạo các phương chiếm lấy, tìm tới bọn chúng không chỉ có thể giúp các ngươi biến đổi đến thiên phẩm, tương lai đều có hy vọng bước lên thánh vương thiên phẩm. Khương Phàm chia tách 7 đốt xương cột sống, 3 khối cho Khương Qua, đây là giao dịch mà hắn đã làm với Khương Qua trước đó, 4 khối cho Triệu Thời Việt, so với Khương Quỳ mà nói. Hắn đương nhiên tín nhiệm vị hung linh hầu này hơn. Mà, Khương Phàm còn cần bí mật quan sát Khương Quỳ, Khương Bá, cũng không thể nào lập tức thỏa mãn cho bọn hắn. Câu một chút, ép một chút, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Khương Quỳ, Khương Bá mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không có nhiều lời. Bọn hắn muốn nhìn trước là có bằng vào mấy khối di cốt liền có thể hoàn thành kỳ tích biến đổi linh văn đến thánh phẩm hay không. Bọn hắn càng phải nhìn. Sau khi dung hợp di cốt có thể sinh ra biến cố ngoài ý muốn hay không, ví dụ như nhận Khương Phàm khống chế. Triệu Thời Việt, Khương Bá lần lượt tiếp nhận thần huyết chảy xuôi từ xương cột sống, đáy mắt đều bắn ra sự nóng bỏng sáng rực. Nếu quả thật như Khương Phàm nói, vậy mấy khối xương sống này tương đương với một bộ phận của thân thể bọn họ, cắm vào thân thể hẳn là có thể hoàn mỹ dung hợp. Mà, đây chính là di cốt sau khi Khương Phàm lên trời chứng đạo thất bại. Tiếp thụ qua thiên phạt rèn luyện, tương đương với cấp bán đế. Hai người đụng đụng ánh mắt lẫn nhau, cầm lấy di cốt dứt khoát hòa tan vào thân thể. Oanh! Sát lục huyết viêm, thiên cương lôi hỏa toàn bộ bộc phát, không bị khống chế, mãnh liệt lao ra. Bọn hắn đau đớn gào thét, máu tươi toàn thân giống như muốn bốc cháy lên, xương cột sống giao hỏa phóng xuất ra thần uy, kích thích bọn hắn hải cốt toàn thân đều vặn vẹo kịch liệt. A! Bọn hắn liên tiếp quỳ chân trên mặt đất, sát lục huyết viêm, thiên cương lôi hỏa đều tiếp tục bạo động, tản ra uy thế thảm liệt. Khương Bá, Khương Quỳ khẽ nhíu mày, đều lui về phía sau mấy bước. Đều cách khá xa chút, chớ bị ngộ thương. Khương Phàm đi xuống bệ đá, nhắc nhở lấy bọn người hướng Vãn Tình. Đó là cái gì, không phải cửu thiên huyền hỏa chứ? Hướng Vãn Tình chỉ vào ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn trên tế đàn nơi xa, cũng không nôn nóng. Lại không có hừng hực nhiệt độ cao, ngược lại có loại cảm giác thuần khiết hoàn mỹ. Hỏa diễm cháy hừng hực, tỏa ra vầng sáng trắng nõn, cẩn thận quan sát, trong vầng sáng lại bày biện ra thay đổi kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi, giống như đang dựng dục thế giới mới, sinh sôi vạn vật chúng sinh. Trong thế giới quang ảnh lại còn có một đại yêu màu trắng đang quay quanh, thân trên là thần nữ với mái tóc dài phiêu giật, thân dưới là đuôi rắn quay quanh núi sông, cứ như cùng thế giới hòa làm một thể. Nó đã là thế giới đã là nó. Nó diễn biến thế giới bởi vì nó mà tồn tại. Nữ nhi của ta,
Khương Phàm nhìn tới nơi đó, trên khuôn lãnh tuấn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái gì? Bạch Tai, Hướng Vãn Tình đều đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm. Nữ nhi của ta, Tiểu Linh Nhi. Khương Phàm vẫy tay về phía tế đàn. Liệt diễm màu trắng đột nhiên phóng lên trời, huỳnh quang tăng vọt, chiếu ánh hơn 10 dặm, tuyệt thế đại yêu từ trong tế đàn phóng lên tận trời, tôn quý thần bí, quang ảnh trùng điệp, bổ nhào tới phía Khương Phàm. Lúc bọn người Hướng Vãn Tình đang muốn kinh hãi lui lại, quang ảnh và liệt diễm đều tiếp tục áp xúc, vọt tới trước mặt Khương Phàm, kích cỡ chỉ còn lại tương đương ngón cái, vèo vèo lẻn đến trên tay Khương Phàm, linh hoạt quấn lên đầu ngón tay, thuận ống tay áo lẻn đến trên vai. Nó nhỏ nhắn xinh xắn lại non nớt đáng yêu, da thịt trắng nõn đều giống như trong suốt, cái đuôi cuộn lại, đưa cái đầu nhỏ, hiếu kỳ đánh giá những người xung quanh. Đây là từ khi nó có ý thức đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quái vật như vậy, vậy mà đều không có cái đuôi, thật kỳ quái. Mẫu thân của nàng là Hướng Vãn Tình thể hiện rất quái dị, Khương Phàm cùng rắn kết hợp rồi. Truyền thừa của thần đúng là cường hãn. Vậy mà lại có thể tạo nên giống loài tạp giao. Mẫu thân của nàng hẳn là cũng rất mạnh, lại có thể bảo lưu trên thân hậu đại một nửa cơ thể. Nàng không có mẫu thân, nàng, không phải sinh ra, là ta ấp ra. Ấp ra đến. Ta nhặt được một quả trứng, ấp ra nó. Nó là yêu vật gì? Hướng Vãn Tình cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, cũng tò mò đánh giá quái vật không đuôi, ở trước mặt. Nó thuộc về hỏa linh. Khương Phàm tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, ngăn cản Hướng Vãn Tình đụng nó. Nó còn không thể khống chế năng lượng tốt, càng không có khái niệm thiện ác, đừng làm bị thương nó. Nó rất mạnh. Hướng Vãn Tình thu tay về. Nó cũng không phải mạnh bình thường. Khương Phàm không giải thích nhiều, mang theo tiểu gia hỏa đi đến trên tế đàn bát hoang tuyệt diễm, hắn muốn chỉ dẫn cỗ thần hỏa này, nhóm lửa cửu hoàng luyện thiên đỉnh lên loại hỏa nguyên thứ tư. Ngọn lửa màu trắng, nghe nói qua chưa? Hướng Vãn Tình hỏi Bạch Tai. Bạch Tai lắc đầu không nói lời nào, mặc dù đảm nhiệm qua vị trí phó cung chủ Vô Hoa Cung, lại là thân ở thế giới dưới đất, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng từ khi theo Khương Phàm, hắn cảm giác mình quá, vô tri có nhiều thứ đừng nói đã nghe qua, thấy đều chưa thấy qua. Thần hoàng chính là thần hoàng, cơ duyên đều không giống với người bình thường, tùy tiện ấp một cô ra trứng, đều có thể ấp ra hỏa linh. Bát hoang tuyệt diễm, vậy mà lại ở chỗ ngươi nơi này. Linh hồn đan hoàng thức tỉnh trong ý thức Khương Phàm, quan sát đến ngọn lửa màu đen yếu ớt thiêu đốt trên tế đàn. Ta tìm tới nó tại Thiên Khải chiến trường, dùng một trận chiến tranh quét sạch ba đại lục tỉnh lại nó. Khương Phàm nhẹ nhàng nâng ngọn lửa màu đen kia lên, hỏa diễm nhấc lên, bên trong chậm rãi mở ra một đôi mắt màu đỏ, thấy được Khương Phàm, nhưng rất nhanh liền mệt mỏi nhắm lại. Bát hoang tuyệt diễm. Quả thật có thể tính vào một loại thần viêm kia, nhưng bản chất lại khác thần viêm khác. Nó không hề giống với phần thiên diệt thế viêm, hỗn độn nguyên hỏa, cửu thiên huyền hỏa được tiên thiên thai nghén như thế, mà sinh ra ngoài ý muốn trong quá trình hậu thiên diễn biến thế giới. Bát hoang tuyệt diễm có rất nhiều xưng hô với ý nghĩa tượng trưng, ví dụ như nguyên hỏa tuyệt vọng, nguyên hỏa chiến tranh, nguyên hỏa hủy diệt các loại. Tương truyền sau thời kỳ hồng hoang, sau khi nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, linh tộc đang phát triển đến cực hạn, sau khi bạo phát thế giới sinh ra chiến tranh quy mô lớn nhất. Chiến tranh kéo khắp thiên hạ, lâm nạn đến dân chúng, tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất. Máu tươi giống như mực đậm bôi chết lấy toàn bộ thế giới, tiếng kêu rên vang vọng đất trời kéo dài mãi không tiêu tan. Sau khi chiến tranh đang kéo dài mấy năm, mãi vẫn không có ngừng lại, ngược lại còn triệt để mất khống chế, cửu thiên sụp đổ, thần ma vẫn lạc, đế quân bại vong. Cuối cùng dẫn phát cửu u thâm không rối loạn, M dương nghịch loạn, cánh cửa quỷ giới xuyên suốt thế giới sinh linh. Tại thời kỳ hỗn loạn nhật nguyệt đồng thiên, sinh tử lưỡng giới vặn vẹo, bát hoang tuyệt diễm ra đời trong sự tuyệt vọng của dân chúng. Nó cùng tâm niệm dân chúng tương thông, tai nạn chiến tranh càng là thịnh vượng, thực lực của nó càng là cường đại, dân chúng tức giận tức tuyệt vọng càng mạnh, thực lực của nó càng khủng bố hơn. Nó không phải do hệ thống thần linh thế giới tạo nên, mà là tử thần do chúng sinh tự mình tạo nên. Từ xưa đến nay, nó đã từng biến mất vô số lần, lại đã từng bị tỉnh lại vô số lần, cơ hồ mỗi một trận chiến tranh lưu danh lịch sử đều có bóng dáng của nó. Ngươi khẳng định muốn nó làm hỏa nguyên thứ tư. Giọng đan hoàng rất bình tĩnh, không có khuyên can, chỉ là hỏi thăm. Sư phụ,
cửu hoàng luyện thiên đỉnh chỉ dùng để luyện đan, có phải thật sự là quá đáng tiếc hay không? Khương Phàm nhẹ giọng đáp lại, dứt khoát chỉ dẫn liệt diễm màu đen tràn vào vòng xoáy thứ tư của cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Ầm ầm, cửu hoàng luyện thiên đỉnh thức tỉnh, oanh minh kịch liệt, tăng vọt mấy chục lần, giống như thần linh thức tỉnh, liệt diễm ngập trời, dẫn phát phần thiên luyện vực oanh minh kịch liệt. Khương Phàm muốn phát huy uy lực cửu hoàng luyện thiên đỉnh đến cực hạn, không chỉ có luyện đan, càng phải luyện tận đại địch cuộc đời, luyện chư thiên thần ma, nhật nguyệt tinh thần. Đan Hoàng âm thầm lắc đầu, thỏa hiệp. Thần viêm như thế này rất không thích hợp để luyện chế đan dược, ngược lại có thể huyết luyện chư thiên. Ở chung cùng Khương Phàm lâu như vậy, đã rất rõ ràng tính cách của Khương Phàm, luyện đan cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ, mục đích thực sự của Khương Phàm là báo thù, cũng là nghênh chiến túc địch cuối cùng. Đan Hoàng không ngăn cản nữa, mà là đổi ý nghĩ. Tai nạn cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, nếu như Khương Phàm gánh không được, hết thảy đều là lời nói suông, nếu như gánh vác, trong lòng Khương Phàm mới có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đến lúc đó lại dốc lòng nghiên cứu đan thuật, cũng không tính là trễ. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Tại thời điểm Khương Phàm kích hoạt cửu hoàng luyện thiên đỉnh, xa xa, Triệu Thời Việt và Khương Qua đồng thời phát ra tiếng gào thét quái dị, liệt diễm toàn thân mất khống chế giống như bạo động. Huyết mạch yên lặng trong cơ thể Triệu Thời Việt rốt cuộc cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Huyết viêm mãnh liệt cuồn cuộn, khí tức sát lục hỗn tạp thảm liệt, khuấy động phần thiên luyện vực. Giống như vô số chiến hồn đang gầm thét, lại như vô số ác linh đang giãy giụa, huyết viêm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, táo bạo cuồng dã. Khương Qua thức tỉnh đến chảy cả mạch máu, uy lực lôi cương bá liệt tràn ngập liệt diễm, dẫn phát tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như vô số lôi đình đang tàn phá bừa bãi, cuồng kích lấy mặt đất tại phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình, bọn người Bạch Tai không thể không lui lại đến tít khu vực ngoài rìa. Huyết mạch thức tỉnh, linh văn muốn biến đổi sao? Kỳ tích làm cho người ta khiếp sợ như thế này, lại như thế rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Mặc dù biết bọn hắn đều là phân thân của thần hoàng, đang thức tỉnh thần huyết, thăng hoa đến thiên phẩm là đương nhiên, nhưng vẫn có loại cảm giác chấn động khó mà tiếp nhận được. Bọn hắn thật sự đang thức tỉnh huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch. Đáy mắt Khương Quỳ, Khương Bá bắn ra cường quang. Đối với nhân tộc mà nói, thức tỉnh huyết mạch là đường tắt tốt nhất để linh văn trưởng thành, nhưng muốn thức tỉnh huyết mạch là khó khăn đến cỡ nào, muốn trùng kích đến thiên phẩm, càng là khó hơn lên trời. Nhưng tất cả những thứ này lại đang phát sinh ở ngay trước mắt bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liệt diễm bạo động tiếp tục tăng cường, thần huyết trong xương sống đang đốt cháy huyết nhục linh hồn của bọn hắn, tiến hành biến đổi thảm liệt giống như là luyện lô. Mà, theo thời gian, hai loại liệt diễm cũng đã bắt đầu xuất hiện diễn biến rõ ràng. Không còn chỉ là biển lửa táo bạo hỗn loạn, mà sâu trong biển lửa đang bắt đầu hiển hiện hư ảnh Phượng Hoàng. Giống như là thai nghén, lại như là niết bàn. Hai huyết mạch Phượng Hoàng hoàn toàn mới, đang thức tỉnh. Chu Tước thường thường lột xác trong nhóm Phượng Hoàng tộc, lấy uy lực vương giả dẫn dắt toàn tộc. Nhưng tình huống bây giờ giống như là trái ngược. Khương Phàm là muốn dùng sức một mình tạo nên Phượng Hoàng yêu tộc hoàn toàn mới. Hướng Vãn Tình nhìn hai loài Phượng Hoàng đang thai nghén bên trong liệt diễm ngập trời, vừa nhìn về phía Khương Quỷ cùng Khương Bá. Tính cả Bất Diệt Thiên Hoàng, Liệt Ngục Yêu Hoàng mà Khương Phàm nhắc đến, bây giờ lại phải xuất hiện thêm hai yêu hoàng, tương lai còn muốn xuất hiện cái mới. Phượng Hoàng yêu tộc đã hiếm thấy bây giờ lại muốn xuất hiện ở trước mặt người đời. Nửa ngày sau, khi Khương Qua và Triệu Thời Việt lần lượt bắt đầu thời điểm biến đổi mấu chốt, ba vị thánh tổ Xích Thiên Thần chiều cuồng sông hơn 1.000 dặm, chạy tới phía trên Thiên Trọng Lâu. Lúc này Ô Kim Viên tộc đang táo bạo phá hủy các Kim Lâu, phát tiết oán hận mà bọn chúng tích lũy mấy trăm năm, cướp đoạt bảo vật chân tàng trong Thiên Trọng Lâu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Từ khi ám hắc ma lang tộc cấu kết với Thiên Trọng Lâu vào Thiên Đãng Sơn Mạch ở, bọn chúng liền bị ép khó mà xoay người. Không nghĩ tới. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà thôi, thế lực phách lối như Thiên Trọng Lâu liền bị diệt, ám hắc ma lang tộc càng là bị tàn sát thê thảm. Ô Kim Viên tộc bọn chúng muốn một cuộc khởi lần nữa. Lúc này, ba thánh linh đột nhiên giáng lâm, thánh uy minh mông tràn ngập đất trời bao phủ xuống phế tích. Đám Ô Kim Viên sao động điên cuồng gào thét, tập kết dưới hiệu lệnh của Vượn Vương. Người đâu? Một vị Xích Thiên Thánh Tổ hùng tráng điêu luyện, cả người đầy khí tức sát phạt. Hắn quan sát Ô Kim Viên Vương, tam đồng luân chuyển trong mắt, tượng trưng cho tử vong, sinh mệnh, thôn phệ,
chết. Ô Kim Viên Vương một chân đạp vỡ một vị trưởng lão Thiên Trọng Lâu còn tại giãy giụa bên cạnh. Ta hỏi là người cùng hợp tác các ngươi. Hai vị thánh tổ còn lại đồng thời bước về phía trước, uy thế bức người như cuồng triều, như núi lở, ép về phía Ô Kim Viên Vương. Ô Kim Viên Vương mở ra cánh tay trắng kiệt, ra hiệu phế tích đầy đất. Mù sao, hết rồi. Đi đâu? Chạy. Chạy đi đâu rồi? Chạy xa. Ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Là ai hợp tác với các ngươi, có mục đích gì, nói rõ cho ta, nếu không ta sẽ để cho Ô Kim Viên tộc các ngươi triệt để biến mất tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Ba vị thánh tổ đồng thời dâng lên cửu thiên huyền hỏa nóng bỏng, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, tràn ngập thánh uy kinh khủng. Bản vương nghe không hiểu tiếng người. Ô Kim Viên tộc bạo ngược cường thế, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng phách lối, lão tử càng không phục. Khốn kiếp, không phải đang nói tiếng người. Chỉ vài câu thế này. Muốn chết. Một vị thánh tổ đưa tay ngẩng đầu lên trời, biểu tượng thôn vệ trong đôi mắt bắn ra cường quang, cửu thiên huyền hỏa xung quanh oanh minh, đinh tai nhức óc, hóa thành vòng xoáy khủng bố, bổ nhào đi qua phía Ô Kim Viên tộc. Giống. Ô Kim Viên tộc vui mừng không sợ, toàn thể gào thét, phóng thích yêu khí cuồn cuộn, tràn vào thân thể Viên Vương. Viên Vương nhúc nhích cơ bắp. Thân thể giống như cương thiết nhanh chóng nhấc lên uy lực băng diệt, ngạnh kháng liệt diễm thôn phệ. Ầm ầm. Bên trong vòng xoáy thôn phệ oanh minh kịch liệt, tuôn ra ngàn vạn sợi xiềng xích, gào thét như lôi đình cuồng kích Viên Vương. Cùng với lít nha lít nhít tiếng vang, cơ thể mà Viên Vương kiêu ngạo đánh đến be bét máu thịt, kêu thảm tháo chạy, ngay sau đó bị cường thế quấn quanh, kéo hướng về phía vòng xoáy. Hống hống hống. Ô Kim Viên Vương giãy giụa kịch liệt, kích ra uy lực huyết mạch. Muốn tránh thoát, nhưng càng bị quấn chặt, cơ hồ không thể động đậy. Đối mặt với thánh nhân truyền thừa hoàng đạo, cái nó gọi là cường hãn căn bản không đáng để nhắc tới. Cửu thiên huyền hỏa là hỏa diễm mạnh nhất đương thời, còn có vốn liếng kiêu ngạo. Trả lời, hay là chết? Xích thiên thánh linh nắm vòng xoáy liệt diễm trong tay, giống như mở ra tai nạn triều dâng, bỗng nhiên nhào về phía Ô Kim Viên Vương. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, không gian sụp đổ. Hai con quái vật hơn 30 mét xuất hiện, hai cánh chấn kích, huy trưởng như đao, cường thế chặt đứt thiên hỏa xiềng xích. Ô Kim Viên Vương tránh thoát, xông về mặt đất, ngẩng đầu lên trời nổi giận gào thét. Man hoang chiến tộc, ba vị xích thiên thánh tổ lập tức đề phòng, con người tượng trưng cho tử vong bên trong đồng mâu bắn ra cường quang, nắm trong tay thiên hỏa của riêng mình. Nơi này là Đọa Lạc Thiên Quốc, không phải xích thiên thần triều của các ngươi, muốn giết Ô Kim Viên. Phải hỏi chúng ta một chút có đồng ý hay không? Man Khôi đánh rách tả tơi không gian, huy động hai cánh khổng lồ, đi tới phía trước hai vị cường giả chiến tộc, trực diện với Xích Thiên Thánh Tổ. Đọa Lạc Thiên Quốc lúc nào đã trở thành lãnh địa của man hoang chiến tộc? Sinh tử nơi này do cường giả quyết định, các ngươi có thể, chúng ta cũng có thể. Một vị thánh tổ rằng co với Man Khôi, hai vị thánh tổ khác cảnh giác ở hai bên, để phòng lại có cường giả man hoang khác xuất hiện. Không tệ lắm, hiểu rất rõ, luật pháp, Đọa Lạc Thiên Quốc. Nếu các ngươi đều đã rõ ràng, chúng ta cũng đừng nhiều lời, ai mạnh thì người đó liền có thể thẩm phán sinh tử. Giết cho ta. Man Khôi ngạo nghễ thét lên ra lệnh. Giống giống. Ô Kim Viên Vương mặc dù là cảnh giới bán thánh, nhưng vẫn hét lớn nhào tới đầu tiên. Hai vị thánh nhân chiến tộc đồng thời vỗ cánh gào lớn, riêng mình khóa chặt mục tiêu giết qua. Một đám quái vật dã man. Chỉ biết chiến đấu thôi sao? Ba vị thánh tổ ra hiệu với nhau, dứt khoát lao thẳng đến man hoang chiến tộc. Bọn hắn hiểu rất rõ những gia hỏa hung tàn này, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều là đánh trước lại nói. Đánh thắng, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, đánh không thắng, mới có thể cân nhắc giao lưu. Giao lưu sao? Bọn hắn lập tức chạy trốn, trở về tìm viện binh, trở lại đón lấy. Thô lỗ, dã man. Hoàn toàn không nói đạo lý. Ngũ thánh và một bán thánh, giống như sáu dòng lũ bỗng nhiên đụng vào nhau, bắn ra năng lượng cuồng chiều ngập trời, xua tan đám mây dày đặc trên bầu trời, chấn động trăm dặm phế tích. Man Khôi lạnh lùng nhìn mấy lần, nghe ngóng tình huống với đám Ô Kim Viên. Người hợp tác với các ngươi trong có ở đây không? Man Khôi đưa tay rũ ra một bức tranh, phía trên chính là vẽ Khương Phàm. Mấy con Ô Kim Viên to con tiến tới nhìn một chút. Dùng sức gật đầu. Chính là hắn. Thật chứ? Man Khôi tinh thần phấn chấn, chăm chú nhìn bọn chúng.
Đám Ô Kim Viên gật đầu lần nữa, thể hiện vô cùng khẳng định. Chính là hắn, bốn người. Cái gì? Man Khôi thể hiện cứng đờ. Bốn người, giống nhau như đúc. Đám Ô Kim Viên hết sức chăm chú. Ở trong mắt của bọn nó, dáng dấp con người đều không khác nhau mấy, tựa như con người thấy bọn nó đều không khác mấy. Khi bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít có chút tương tự Khương Bá đứng ở trước mặt bọn chúng đương nhiên hợp lý thành tứ bảo thai, giống nhau như đúc. Man Khôi hỏi lại. Bọn hắn là mang theo mặt nạ. Không phải, chính là giống nhau như đúc. Các ngươi đang đùa nghịch ta. Không có, chính là giống nhau như đúc. Man Khôi nghiêm mặt nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, chỉ lại mặt mình. Các ngươi nhìn ta, giống người trên bức họa không? Có phải ngươi ngốc hay không? Khẳng định không giống. Ngươi có sừng có cánh, bọn hắn không có. Bọn họ là ai? Là người ta muốn tìm, đi đâu? Chạy. Chạy đi đâu rồi? Không có chào hỏi, tựa như là đào xuống đất. Nói xong, Ô Kim Viên quay đầu quan sát Ô Kim Viên khác, được rất nhiều cái gật đầu đáp lại. Vị trí nào? Nơi đó. Được. Man Khôi vỗ cánh bay lên không, ánh mắt nóng bỏng muốn giết tiếp, kết quả đám Ô Kim Viên liên tiếp đưa tay. Nơi đó, còn có nơi đó cũng thế, nhé nhé nhé, còn có nơi đó. Man Khôi suýt chút nữa té ở trên mặt đất, nghiêm mặt, nắm chặt quyền, hận không thể đánh chết bọn khỉ ngốc này. Đám Ô Kim Viên mồm năm miệng mười nói. Bọn hắn chào hỏi rất nhiều quái vật, đều chui vào dưới mặt đất. Ai, những quái vật kia không khác ngươi lắm. Không giống, đẹp hơn hắn. Hắn không có cái đuôi, không cân đối. Đúng đúng. Những quái vật kia còn có cái đuôi, ta thích cái đuôi kia, so với chúng ta còn rất dài. Chính là làn da không tốt lắm, quá trắng, không sáng ngời bằng chúng ta. Bọn hắn đều rất dũng cảm, giống như chúng ta. Ừm, ta thích bọn hắn. Man Khôi nghe được thì co rúm khuôn mặt, không tín nhiệm được bọn khỉ này nữa. Thậm chí ngay cả có phải Khương Phàm tới hay không, trong lòng hắn đều còn có hoài nghi. Đám Ô Kim Viên nghị luận một lát. Tiếp tục nhìn chằm chằm không trung, hò hét trợ uy cho vương của bọn chúng. Trận chém giết giữa thánh linh cuồng bạo cường thế, tiếng oanh minh kịch liệt truyền đi mấy trăm dặm, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới nơi này. Ầm ầm, Ô Kim Viên vương rất nhanh đã thảm bại, bị đánh rơi xuống, chật vật đánh tới mặt đất. Hai quái vật thánh linh nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bảo vệ đến bên cạnh Man Khôi, trầm giọng nói. Quá mạnh, không đấu lại. Hay là nói chuyện đi. Man Khôi đi đến phía trước. Các ngươi đến tìm Khương Phàm. Biết chuyện, cũng đừng hỏi. Ba vị thánh linh nhìn xung quanh phế tích bừa bộn, cau mày, tại sao Khương Phàm lại muốn tập kích nơi này, chẳng lẽ phần thiên chiến vực ở dưới thiên trọng lâu? Tính toán thời gian, trước sau giày vò đến bây giờ đều đã hơn một ngày, có phải Khương Phàm đã rời khỏi hay không? Nhưng vì sao không có bất kỳ vết tích gì? Đây chính là phần thiên chiến vực. Lấy cảnh giới của Khương Phàm bây giờ, không thể nào không một tiếng động mang đi được. Man Khôi tiếp tục hỏi. Tại sao Khương Phàm lại phải ở chỗ này? Các thánh linh hừ lạnh. Muốn biết, dựa theo truyền thống của các ngươi, đánh trước bại chúng ta. Man Khôi âm trầm sắc mặt. Nói cho ta biết, không phải vậy. Xích Thiên thánh linh hừ lạnh. Không phải vậy thì như thế nào? Tiếp tục đánh cho ta. Nơi này là Đọa Lạc Thiên Quốc. Chúng ta còn có thể để bọn khỉ con không có lông này khi dễ. Man Khôi bỗng nhiên phất tay, chỉ đến tam đại thánh linh ở không trung. Chiến thần phẫn nộ. Hai vị đã hiểu ý tứ Man Khôi, toàn bộ vỗ cánh bay lên không, ngẩng đầu lên trời hét lớn, hai cánh kịch liệt mở rộng, bò đầy vằn đen quỷ dị, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt, từng đường vân thẩm thấu trong đó. Ba vị thánh linh lập tức cảnh giác, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đây là chiến kỹ truyền thừa của man hoang chiến tộc, có thể lợi dụng năng lượng không gian đặc thù tại hai cánh của bọn chúng, cùng các tổ tông bên trong tổ địa xa xôi sinh ra cảm ứng, có thể mượn dẫn thực lực cường đại của các tổ tông. Mỗi một tộc nhân chiến tộc, đều ứng với một tổ tông, đều có thể mượn dẫn lực lượng từ nơi đó. A! À, hai vị thánh linh man tộc hét lớn, vằn đen ở hai cánh nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, khí thế của bọn hắn bỗng nhiên tăng vọt, dữ tợn tà ác, hét lớn như sấm. Răng rắc một tiếng, bọn hắn đánh vỡ nát hư không, đuổi giết tam đại thánh linh. Đánh cho ta. Man Khôi giống to, mẹ nó còn không phục. Đánh tới khi các ngươi chịu phục.
chiến thần phẫn nộ thì như thế nào? Hai đấu với ba, các ngươi cũng quá cuồng. Ba vị thánh linh xích thiên không yếu thế chút nào, ba sinh mệnh trong đồng tử câu thông linh hồn, khí tức sinh mệnh tăng vọt đến cực hạn, ngưng tụ chiến khu mới tại sau lưng, hai đầu bốn tay, chiến lực vô biên, ngang nhiên giết ra ngoài. Nhưng, đang tại thời khắc thánh chiến đỉnh phong sắp bộc phát này, mặt đất đột nhiên xuất hiện dung chuyển yếu ớt lại trong phạm vi lớn, cũng trong nháy mắt đã kinh động đến Man Khôi cùng các thánh linh. Bên trong phần thiên luyện vực, Khương Phàm mở ra hỏa nguyên thứ tư trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh không lâu, sau đó Khương Qua và Triệu Thời Việt đã lần lượt hoàn thành biến đổi, thăng hoa linh văn, đột phá cảnh giới hàng rào. Triệu Thời Việt thức tỉnh thú văn, sát lục huyết hoàng, cảnh giới chính thức bước lên thánh linh cảnh. Khương Qua thức tỉnh thú văn, bá thiên yêu hoàng, cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh bát trọng thiên. Khương Quỳ, Khương Bá kích động lại càng phấn chấn, mặc dù không phải bọn hắn biến đổi, nhưng Khương Phàm đã chứng minh cam đoan cho bọn hắn, chỉ cần mấy khối hài cốt liền có thể sáng tạo kỳ tích, hoàn thành kỳ tích biến đổi từ thánh phẩm đến thiên phẩm, mà di cốt càng đã chứng minh thân phận của bọn hắn, nếu như không phải đồng căn đồng nguyên, há có thể có phát sinh kỳ tích như thế. Mắt thấy mới là thật, cái này so bất kỳ lời nói nào càng có sức thuyết phục hơn. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta phải giết ra ngoài. Khương Phàm lấy ra vĩnh sinh trùng tử, đưa cho Triệu Thời Việt hai viên. Tại thiên đãng sơn mạch này, chúng ta không có bằng hữu, chỉ có kẻ địch, nhìn thấy bất cứ vật sống gì, giết cho ta. Sau giết ra thiên đãng sơn mạch thì muốn đi đâu? Triệu Thời Việt tiếp nhận vĩnh sinh trùng tử, trực tiếp ngậm trong miệng, tùy thời chuẩn bị vận dụng. Sau khi phóng thích phong ấn, năng lượng hẳn là có thể san thiên đãng sơn mạch thành bình địa, giết chết đa số yêu ma kẻ địch, nhưng không bài trừ còn có người sống sót. Chúng ta thừa dịp loạn phá vây hướng Bắc, đi đường vòng rời khỏi từ biên giới Bắc Bộ Thiên Quốc. Các ngươi dừng lại xuất hiện ngắn ngủi hai lần tại địa giới Đông Bắc, hấp dẫn lực chú ý các phương, sau đó bí mật tiến về Xích Chi Đại Liệt Cốc ở Tây Bộ, tiến vào luân hồi bí cảnh hiệp trợ thiên hậu. Ta sẽ dến thần dụ chi hải, đến hải thần đảo nơi đó đại náo một trận, hấp dẫn lực chú ý các phương di chuyển đến hải vực, sau đó bí mật lẻn về Tây Bộ, tiến vào luân hồi bí cảnh cùng các ngươi tụ hợp. Mục đích ban đầu của Khương Phàm đúng là chế tạo các loại giả tượng, hấp dẫn lực chú ý, phân tán tinh lực cùng lực lượng của cường tộc các phương, tận hết khả năng kéo dài thời gian hắn trực diện quần hùng thiên hạ. Thần dụ chi hải, ta hiểu rõ nơi đó, cùng ngươi đi qua. Khương Qua chủ động tỏ thái độ. Đã được đột phá cảnh giới, biến đổi linh văn như ý nguyện, hắn cần báo đáp Khương Phàm. Khương Qua, Bạch Tai, các ngươi đều cùng ta đi qua. Những người khác đến luân hồi bí cảnh, nơi đó có khả năng cùng dính líu liên quan chí tôn kim thành, các ngươi tận lực phối hợp với thiên hậu. Khương Phàm khống chế phần thiên chiến vực, đặt vào thân thể, chìm vào khí hải. Toàn bộ 5 tầng phong ấn bảo vệ hơn ngàn năm sinh ra cảm ứng, từ tầng trong đến tầng ngoài cùng đều nhanh chóng an tĩnh, nhưng trong chớp mắt, 5 tầng phong ấn lần lượt dẫn bạo. Tầng đầu tiên, ngàn vạn binh tướng cuồng dã hò hét, chấn động khủng bố khuấy động thâm không, dung chuyển địa tầng. Lấy điểm dưới mặt đất tại thiên trọng lâu hơn 3.000 mét làm trung tâm, khuấy động dãy núi, phấp phới địa tầng, phạm vi ảnh hưởng không chỉ có thiên đãng sơn mạch rộng lớn, còn có hoang dã xung quanh. Bất luận là Xích Thiên Thánh Linh cùng man hoang chiến tộc đang chém giết, hay là đang tán tu truyền bá tin tức đến Bắc Bộ, bất luận là bọn người Triệu Phong Niên đang đuổi theo tới nơi này, hay là các thế lực như Đại Quang Mang Thần Điện đang nhìn ra xa, bất luận là Thao Thiết Yêu Tộc đang phát cuồng, hay là Tam Nhãn Bích Thiềm tàn phá bừa bãi các nơi. Phạm vi mấy ngàn dặm Sơn Hà đều rõ ràng đã nhận ra sự ba động kỳ lạ này. Trong ba động mang theo uy lực và năng lượng thần bí để bọn thần hồn hắn kinh hãi, thấp thỏm lo âu. Thiên đãng sơn mạch náo nhiệt oanh động tại một cái chớp mắt đã lâm vào bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Lúc bọn hắn đang kỳ quái nhìn ra xa các nơi, suy đoán đã xảy ra chuyện gì, địa khu thiên trọng lâu đã phát sinh bạo tạc kinh khủng. Ầm ầm, 3.000 mét địa tầng trong nháy mắt đã bị lật tung, chiều dâng vô tận giống như ngàn vạn quân chiều giết ra từ dị độ không gian, khuấy động bốn phương tám hướng, lấy uy thế giống như áp đảo nhấc lên địa tầng, đạp đổ núi cao, cây rừng vỡ nát, xua tan hắc ám, lấy tốc độ nhanh đến cực hạn, từ gần thiên trọng lâu thẳng tới hoang dã bên ngoài mấy ngàn dặm. Có thể bạo động số lượng lớn, triệt để đánh tan mây đen đầy trời. Tất cả yêu ma cuồng đồ chỗ rừng sâu, toàn bộ đều nhận phải trùng kích, có một số đã bay về phía bầu trời,
mất khống chế, có một số thì bị chôn vùi tại chỗ. Tầng thứ hai, vương hầu chư tướng thần triều cao giọng hò hét, giống động càn khôn, thánh uy cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, theo sát ba động cường thế va chạm đất trời, không gian vặn vẹo, mang cho toàn bộ sinh linh trong thiên đãng sơn mạch vòng trùng kích thứ hai. Không có một khắc nào ngừng lại, tầng thứ ba, Tu La phóng thích sát uy, tầng thứ tư, thần uy thiên hậu theo sát phía sau, còn có chu tước yêu hỏa kinh khủng nhất tại tầng thứ năm. Liên tiếp năm cơn trùng kích, giống như ông trời đang tức giận, núi cao đã từng nguy nga che trời triệt để đứt gãy, rừng rậm nguyên thủy đã từng, hùng bá, thiên quốc Nam Bộ triệt để phá hủy, còn tầng mây nặng nề chôn vùi thời gian vô tận bao phủ thiên quốc, càng nổ ra mấy ngàn thước, quét sạch tuyệt thế hố sâu hơn 5.000 dặm, dư ba càng là truyền khắp Nam Bộ, thậm chí bên ngoài thiên quốc đều có chỗ cảm ứng. Chu tước yêu hỏa bá đạo đốt cháy, lấp đầy hố sâu, phế tích hóa thành biển lửa cuồn cuộn. Lửa cháy bừng bừng, mãnh liệt thông thiên, cường quang chiếu thấu đất trời, toàn bộ vạn dặm đại địa tại phía Nam Thiên Quốc đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Lên tới tán tu, xuống đến yêu ma, trong mấy hơi ngắn ngủi đều chết thảm hơn 30 triệu chúng sinh. Mà hơn 30 triệu sinh linh bỗng nhiên tử vong, thậm chí đã dẫn phát sinh tử lưỡng giới xúc động, chấn động luân hồi đại đạo, cửu u thâm không. Đây chính là uy hiếp. Khương Phàm muốn uy hiếp, chớ chọc ta. Thiên Trọng Lâu trở thành di tích, là nơi có năng lượng bạo tạc kinh khủng nhất. Không gian vặn vẹo, cường quang dâng lên, bọn người Khương Phàm, Triệu Thời Việt liên tiếp xuất hiện trong liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Đây là chu tước yêu hỏa, khuấy động hủy thiên diệt địa uy thế bá đạo, nhưng đối với bọn hắn mà nói là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khương Phàm, chết tiệt, người đã làm cái gì? Ba thân ảnh liên tiếp giết tới, chính là Tam Đại Thánh Tổ Xích Thiên Thần Triều. Bọn hắn toàn thân rách dưới, hai cốt đứt gãy, khối lớn thịt nhão treo ở trên thân, đã không nhìn ra hình người. Bọn hắn sống đến bây giờ đều không có chật vật qua như vậy, bởi vì, sinh mệnh, bên trong tam đồng đại biểu là khí tức sinh mệnh vô tận. Bọn hắn có thể từ không ngừng liên tục diễn biến ra khí tức sinh mệnh từ bên trong cửu thiên huyền hỏa, bình thường có thể bảo chứng tinh lực thịnh vượng, lúc chiến đấu càng nhanh chóng bất tử bất diệt. Bọn hắn thậm chí còn có được tuổi thọ cao hơn nhân tộc bình thường. Nhưng, bạo tạc vừa mới xuất hiện đột nhiên lại kéo dài, suýt chút nữa đã nổ chết bọn hắn. Xích Thiên Thần Triều. Khương Phàm chú ý tới con người đặc biệt của bọn hắn, lão tặc Xích Thiên lại phái tới ba thánh linh, còn không có thánh vương. Là lo lắng thánh vương khí tức quá mạnh, mang theo thánh vương của man hoang chiến tộc sao. Triệu Thời Việt đứng ở phía trước, rằng co với ba vị thánh linh đang nổi giận nhưng chật vật. Ngươi và Xích Thiên Thần Triều liên quan. Khương Phàm tàn nhẫn nói, mặc kệ là nơi này, hay là ở bên ngoài, gặp được người của Xích Thiên Thần Triều, có thể phế, tuyệt đối không thả đi, có thể giết, tuyệt đối không phế bỏ. Ầm ầm, không gian bạo động, hai vị thánh linh của man hoang chiến tộc cũng xuất hiện. Mặc dù tại đợt nổ đầu tiên đã lập tức ẩn vào hư không, nhưng chấn động khủng bố đã chấn động đến không gian, đã dẫn phát bạo động không gian hiếm thấy, mà còn nổ bọn hắn phế một nửa. Khương Phàm, rốt cuộc cũng gặp mặt. Man Khôi được hai vị thánh linh bảo vệ đi ra từ sau lưng bọn hắn, hoàn hảo không chút tổn hại, hung ác tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm nhìn trước sau xuất hiện năm vị thánh linh, có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Phong ấn lực lượng cuối cùng cũng chỉ là phong ấn, có thể chống cự xâm nhập có thể ẩn nấp bản thân, nhưng thế công vẫn kém một chút, lại không có nổ chết toàn bộ các ngươi. Ngươi phải chết. Tam đại thánh linh Xích Thiên và thánh linh man tộc giận tím mặt, cơ hồ giận dữ đến hét lên. Còn ngại không có nổ chết. Bọn hắn đều là thánh nhân siêu thoát xác phàm. Mà Xích Thiên Thần Triều chính là sinh mệnh cường thịnh, có thể không ngừng cuồn cuộn từ cửu thiên huyền hỏa diễn biến khí tức sinh mệnh. Chiến tộc càng là có thể ẩn vào hư không, còn liền giấu vào trước tiên. Kết quả hai bên đều là nửa sống nửa chết, vô cùng thê thảm. Có hơi thất vọng. Khương Phàm lắc đầu. Chẳng quản ngươi có tình huống như thế nào, nhưng không có nổ chết thì thật sự là đáng tiếc. Không có nổ chết, vậy thì giết chết. Triệu Thời Việt hóa thân thành sát lục huyết hoàng, vỗ cánh gáy to, cao gần 100 mét, toàn thân đỏ hồng, lông đuôi tung bay giống như đại biểu cho xiềng xích ý chí giết chóc của thương thiên, sát khí cuồn cuộn giống như biển gầm sôi trào, để không gian bị liệt diễm đốt cháy đều run rẩy lên. Đó là loài phượng hoàng gì? Ba vị thánh linh Xích Thiên đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được sát ý cực đoan,
phảng phất có thể câu thông tuyệt vọng cùng sợ hãi từ sâu trong ý thức của bọn hắn, kích thích huyết khí toàn thân bọn hắn cuồn cuộn hơn, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn lập tức phóng xuất ra cửu thiên huyền hỏa, mãnh liệt nhấc lên, dưới sự khống chế của tam đồng mà tụ ba cái vòng xoáy, riêng mình diễn biến ra tam đại bí thuật đặc hữu là sinh mệnh, tử vong, cùng thôn phệ của cửu thiên huyền hỏa. Vòng xoáy sinh mệnh không ngừng liên tục chế tạo khí tức sinh mệnh, tràn vào toàn thân bọn họ, vòng xoáy tử vong phóng thích uy lực hủy diệt, ngừng tụ các thức võ pháp, mà vòng xoáy thôn phệ, thì thôn phệ hết thảy thế công. Đây chính là chỗ kinh khủng của cửu thiên huyền hỏa, có thể xưng là vô địch. Triệu Thời Việt nháy mắt bạo kích, đuổi giết tam đại thánh linh. Huyết phiêm mãnh liệt như biến thành núi thây, biển máu, sát ý mênh mông cuồn cuộn, như tràng giang đại hải bành trướng. Trước xử lý hắn, lại bắt Khương Phàm. Ba vị thánh linh xích thiên cố nhịn đau đớn và suy yếu, kích phát chiến ý, ngang nhiên giết qua. Một người phía trước, hai người ở bên, kéo ra phạm vi mấy ngàn thước, hình thành vòng vây, đồng thời khống chế vòng xoáy thôn vệ của riêng mình, hóa thành cơn lốc đánh về phía Triệu Thời Việt. Triệu Thời Việt mãnh liệt địa sát, lông đuôi phía sau sôi sục, diễn biến ra mấy trăm sợi xiềng xích giết chóc, giống như gánh chịu lấy pháp chỉ ý chí giết chóc của thương thiên, chủ động nghênh kích ba vòng xoáy. Ầm ầm, xiềng xích hoành kích, đánh đâu thắng đó, cuồng bạo xuyên thủng vòng xoáy. Không chỉ có sắc mặt của ba vị thánh linh xích thiên đại biến, ngay cả thánh linh man tộc nơi xa đều thất kinh. Đây chính là vòng xoáy thôn vệ của cửu thiên huyền hỏa, danh xưng có thể ngăn cản hết thảy các loại năng lượng võ pháp, trực tiếp thôn vệ thành năng lượng. Lại bị đánh xuyên, mà còn là sức một người đánh xuyên ba cái. Mặc dù ba vị thánh linh xích thiên thương thế nghiêm trọng, trạng thái không tốt, nhưng cũng không thể bị tùy tiện đánh xuyên như thế được. Rầm rầm, xiềng xích tăng tốc bạo kích, giống như ba tử thần, lao thẳng đến ba vị xích thiên thánh linh. Ba vị xích thiên thánh linh lập tức rút lui, nhưng xiềng xích đột nhiên thay đổi phương hướng, toàn bộ đánh về phía một kẻ bên trong, tàn nhẫn quấn chặt lấy. A! À, vị thánh linh kia kêu gào thảm thiết, ý thức trong nháy mắt đã bị xâm nhập, bị ý niệm sát lục xông ra, càng bị tỉnh lại ký ức tuyệt vọng nhất. Trong nháy mắt này, cửu thiên huyền hỏa của hắn đã mất đi khống chế. Phốc phốc, Khương Quỳ giống như quỷ ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, bàn tay có thể so với lợi kiếm huyền thiết, trong chốc lát đã xuyên thủng lồng ngực đã rách ngướp của hắn, bắt lấy trái tim đang bành trướng nhảy lên ở bên trong, từ phía trước ngực dò xét ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Những con mắt của xích thiên thánh linh lắc lư kịch liệt, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xuống. Khương Quỳ bỗng nhiên rút bàn tay mang đầy máu ra, nhét trái tim rầm rề máu vào trong thân thể mình. Trong nháy mắt, huyết khí thánh linh bành trướng quán chú toàn thân, khuấy động mạch máu hài cốt, thực lực lập tức phát sinh tăng vọt không thể tưởng tượng nổi, vô hạn đến gần thánh linh cảnh. Đây là uy lực đặc biệt của thanh minh ác hỏa, sinh tử cực biến, nó có thể cướp đoạt khí tức sinh mệnh của những sinh linh khác, diễn biến thành thực lực cường hãn của mình. Trái tim thánh linh, sinh mệnh nguyên lực, tự nhiên có thể sinh ra diễn biến càng cực hạn. Trái tim của ta, trả lại cho ta. Thánh linh xích thiên phát cuồng, muốn cướp lại trái tim, nhưng xiềng xích siết chóc quấn quanh toàn thân đột nhiên bị kéo căng, hắn bỗng nhiên dẫn đầu không trung, hiện lên hình chữ đại định ở nơi đó. Ngay sau đó, huyết phủ tràn ngập đất trời, vô tình xuyên qua thân thể, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Khí tức sát lục huyết phủ tàn phá linh hồn mệt mỏi của hắn. Để hắn kêu gào thật thảm thiết, đau đến không muốn sống, sau khi xuyên qua thân thể càng là cướp đoạt ra gần như toàn bộ máu tươi, để thánh khu đã sắp chết nhanh chóng suy yếu. Khương Quỳ lại lần nữa giết tới không trung, thực lực tăng vọt, trọng quyền xuất kích, răng rắc, đầu hắn nổ ngay tại chỗ. Thánh khu rách dưới không đầu ầm vang rơi xuống, máu tươi đã mất hết, linh hồn bị tàn phá, cơ hồ không có dư lực để dãy giụa. Khương Quỳ rơi xuống. Một phát bắt được thánh khu không đầu, ném đến Khương Bá Khương qua đang ẩn núp nơi xa. Không, hai vị thánh linh khác liên tiếp phanh lại, con người tử vong chiếm cứ chủ đạo, khống chế vòng xoáy huyền hỏa ngay phía trước, lần lượt diễn biến ra võ pháp cường đại. Một vòng xoáy được ngưng tụ, tiếp tục nghiền ép huyền hỏa, tuôn ra một cây giáo nặng nề như là tuyệt thế chiến binh đang ra khỏi vỏ, cuồng dã bạo kích, mang theo liệt diễm cuồn cuộn. Lấy uy lực và năng lượng phá diệt vạn tộc cường hãn đuổi giết Khương Quỳ. Một vòng xoáy nhanh chóng phóng đại, bỗng nhiên xô ra một bàn tay khổng lồ, liệt hỏa vần quanh, uy áp khung trời,
tựa như bàn tay từ Xích Thiên Thần Tôn cách hư không nhô ra bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, cuồng bạo đánh ra. Hai loại thánh uy thiên pháp cuồng bạo, trong chốc lát đã lay động đất trời, xua tan yêu hỏa đầy trời. A! À, Khương Quỳ không sợ hãi, hắn cuồng loạn gầm thét, là khiêu khích, là phát tiết, càng là điên cuồng, hắn phóng thích toàn diện trái tim bành trướng vừa mới thôn phệ, chân chính thể hiện ra uy lực thánh nhân, ngang nhiên đón nhận cây giáo huyền thiên dẫn đầu giết tới kia. Ầm ầm, cây giáo xoay tròn, ở phía sau hình thành liệt hỏa kinh khủng, giống như như vòi rồng, uy thế tuyệt luân, lao thẳng đến Khương Quỳ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, huyết viêm hoàng vũ sắc bén tinh hồng lại lần nữa bộc phát, xuyên thủng chu tước yêu hỏa đang cuồn cuộn ở giữa đất trời, như vạn tên cùng bắn, giống như cuồng lôi bạo kích, bộ phận trùng kích, vô tình oanh tạc, một bàn tay kích xạ, cuồng dã dẫn bạo. Bạo tạc mãnh liệt quét sạch biển lửa, huyết viêm, yêu hỏa, huyền hỏa, ba loại liệt diễm sôi trào không dứt. Tại trong hải dương chu tước yêu hỏa này, thánh linh Xích Thiên bị trọng thương cuối cùng cũng khó mà chống cự được đòn tấn công của sát lục huyết hoàng. Giết, giết, giết. Đôi mắt của hai vị Xích Thiên thánh linh đỏ ngầu, chiến ý dâng cao, bọn hắn kích phát ra cuồng tính, giờ khắc này quả quyết bỏ qua đồng tử sinh mệnh trong tam đồng, toàn bộ tinh lực ngưng tụ đồng tử, tử vong. Vòng xoáy liệt diễm tăng vọt quy mô, nhanh chóng diễn biến ra võ pháp thiên phẩm cường hãn. Nhưng, bọn hắn quên mất một người, chính là, Gia Hỏa, vừa mới xông tới từ trong bạo tạc trước đó kia. Trong tiềm thức bọn họ nghĩ vừa mới khẳng định bị tạc bay, thậm chí đã nổ chết. Nhưng, Khương Quỳ lại hoành hành không trở ngại, mượn nhờ trái tim thánh nhân kích phát thánh uy, xuyên qua liệt diễm bạo động, ngang nhiên lao thẳng đến một vị thánh linh Xích Thiên. Ngươi! Vị kia thánh linh Xích Thiên giật mình trước nguy hiểm, lập tức muốn thay đổi vòng xoáy liệt diễm, muốn chặn đánh, nhưng vẫn chậm một bước. Khương Quỳ đã giết tới gần, hắn trông giống như ác quỷ, hắn diễn biến toàn bộ năng lượng của trái tim thánh linh, ngưng tụ thánh uy tại trọng quyền, cánh tay phồng lên, thánh huyết cuồn cuộn, đánh ra một kích khủng bố đến thánh linh Xích Thiên. Trọng quyền u, tràn ngập uy lực minh hỏa, uy lực thánh huyết. Bành! Thánh linh Xích Thiên mang theo vết thương chồng chất bị đối diện đánh bay, tiếp tục bay ra mấy ngàn thước. Cùng lúc đó, Triệu Thời Việt dương cánh đuổi giết vị thánh linh khác đang bị kinh động kia. Một tiếng gáy to sắc nhọn, khuấy động không gian, trùng kích hải dương yêu hỏa. Đây không phải sóng âm bình thường, mà là tràn ngập sát niệm đặc hữu của sát lục huyết hoàng. A! À, vị thánh linh kia bị sóng âm đánh trúng, toàn thân cứng ngắc, kêu gào thê thảm. Ý thức bị giết chóc vô tận tràn ngập, thất khiếu đổ máu tươi, thân thể, huyết khí bị cưỡng ép giam cầm, kịch liệt nhấc lên. Triệu Thời Việt phát ngang trời cao, tiếp tục gáy to với thánh linh, sóng âm như thủy triều, liên miên bất tuyệt, bá đạo thảm liệt. A! À, vị thánh linh kia kêu rên thê lương, thân thể vặn vẹo quái dị, máu tươi không ngừng từ vết thương ra phun ra. Trước đó từ bỏ con người sinh mệnh, đúng là sai lầm lớn nhất của hắn. Giờ khắc này, ý thức hắn càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào khống chế được cửu thiên huyền hỏa làm bất cứ cái diễn biến gì. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, một tiếng bạo tạc kịch liệt, hắn tàn phá thân thể thánh linh nổ thành huyết cốt đầy trời, ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa đã bị chôn vùi. A! Thánh linh Xích Thiên trước đó bị Khương Quỳ đánh lui đứng ở phía xa muốn rách cả mí mắt, bi phẫn gầm thét. Bọn hắn là thánh linh cao quý, càng là thánh linh của hoàng thất Xích Thiên thần triều, tôn quý cường hãn, uy lẫm trung vực, vậy mà hôm nay lại bị săn giết giống như con mồi. Khương Quỳ đâu để ý đến ngươi có đau đớn hay không, một khắc cũng không ngừng giết qua hắn. Toàn thân cuồn cuộn minh hỏa, xua tan huyết nhục bên phải, hoặc là đốt cháy huyết nhục của chính mình, hóa thành đầu lâu tái nhợt. Huyết nhục thiêu đốt, tiềm lực kích phát, thực lực đầu lâu thẳng bước đến thánh linh. Trong lúc hắn phóng tới thì bỗng nhiên hành động, tay trái thiêu đốt minh hỏa, tượng trưng cho tử vong, tay phải quấn quanh huyết văn, tượng trưng cho mục nát. Chém giết gần người, thẳng tiến không lùi. Triệu Thời Việt, phun chết, thánh linh sau đó chấn động hai cánh, nhấc lên liệt diễm, cũng đuổi giết vị thánh linh cuối cùng kia. Khương Bá, Khương Qua đang khống chế thánh khu không đầu, trao đổi ánh mắt khiếp sợ. Biết hai vị, ca ca, trầm mặc rất cường hãn, nhưng thật sự bọn hắn không nghĩ tới nhanh nhẹn dũng mãnh đến loại trình độ này. Mặc dù thánh linh Xích Thiên bị phong ấn nổ gần chết, nhưng trung quy vẫn là thánh linh cao cao tại thượng, là vấn đề thế nhân ngưỡng vọng, giờ phút này lại bị vô tình săn giết. Nhanh cản bọn họ lại.
hai vị thánh linh man tộc rốt cuộc cũng có phản ứng. Chỉ mới không đến nửa phút mà thôi, vậy mà bọn hắn đã săn giết được hai vị thánh linh. Mà còn là tổ hợp một thánh một bán thánh. Không được, nhất định phải ra tay, nếu không chờ một lúc nữa sẽ liền muốn săn giết bọn hắn. Nhưng, thánh linh man tộc vô ý thức muốn rời khỏi, cũng đều cưỡng ép dừng lại, bởi vì tiểu man vương còn đang bên cạnh bọn họ đây. Các ngươi cứ việc đi. Khương Phàm, ngươi có dám cùng ta đánh một trận công bằng? Ta, Man Khôi, thánh vương thiên phẩm, vương của man hoang chiến tộc, có tư cách làm đối thủ của thần hoàng ngươi đây. Man Khôi hét lớn một tiếng, cuồng tính đại tác, ngang nhiên đuổi giết Khương Phàm. Ta tiếp ngươi chiến một trận. Khương Phàm tiếp chiến, đôi mắt ngưng tụ, tinh huyết kim hoàng sôi trào. Cảnh giới linh văn đều vừa mới đột phá, vừa vặn dùng vị vương này kiểm tra đo lường thực lực. Hai thánh linh man tộc nhìn hai người đạt thành ước chiến, quả quyết rút lui, nghĩ cách cứu viện Xích Thiên Thánh Linh. Một kẻ là thánh vương thiên phẩm, một người là thần hoàng kiếp trước, nếu ước chiến liền không khả năng dở trò lừa bịp. Khương Phàm, ta chỉ dùng một phần lực lượng, cho ngươi chiến một trận công bằng. Man Khôi lao thẳng đến Khương Phàm, đang muốn kiêu ngạo tuyên cáo, lại đột nhiên phát giác được chạm mặt tới khí thế cực mạnh từ Khương Phàm. Có lời đồn rằng Khương Phàm vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh tại Thượng Thương Cổ Thành, hẳn là chỉ là nhất trọng thiên mới đúng. Cái này là nhất trọng thiên. Nói đùa gì vậy chứ? Khương Phàm nhanh chóng tiêu xạ, hài cốt toàn thân giòn vang, hóa thân thành chu tước yêu thể, cùng khắp nguyên hỏa thế giới cộng minh, vỗ cánh lăng tiêu, thế như cuồng lôi, thẳng đến tiểu man vương Man Khôi. Ngươi thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Man Khôi chấn kinh nhưng không hoảng loạn, không giữ lại chút thực lực nào, bắp thịt toàn thân giống như cự mãng đang nhúc nhích, thân thể hơn 30 mét cuồng lực cuồn cuộn, ném ra một quyền, không gian đổ sụp. Keng! Quyền chảo giao kích, tiếng oanh minh chói tai vang vọng trong liệt diễm, mấy trăm vạn cực cảnh bộc phát bắn ra để cho người ta mang theo sự tuyệt vọng. Va chạm trong chớp mắt, Khương Phàm khép kín móng vuốt, giữ chặt nắm đấm tráng kiện. Hắn há mồm gáy to, một loại chu thước yêu hỏa thuần chính nổ bắn ra, đánh về phía đầu Man Khôi. Liệt diễm giống như một tiểu chu tước áp xúc, lại khuấy động linh hồn chu tước, lệ khí vô biên, sát ý nghiêm nghị. Man Khôi bị bắt lại trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai cái sừng nhọn xuyên trời tăng vọt ánh sáng, huy động ra ma uy ngập trời. Đây là vũ khí cường đại bẩm sinh của bọn hắn, có thể dung chuyển càn khôn, đánh xuyên cửu thiên. Ầm ầm, hai nguồn năng lượng dẫn bạo trời cao. Sóng xung kích cường liệt chấn động khắp nơi, bọn hắn đều bị đẩy lui. Trận giao phong ngắn ngủi, thế lực ngang nhau. Chiến ý, nhiệt huyết, đột nhiên tăng vọt. Khương Phàm, để cho ta xem thực lực mà ngươi đã từng chinh chiến Thương Huyền. Man Khôi gào thét, ma huyết sôi trào, thân thể tăng vọt, năng lượng cùng thực lực đều giống như tăng cường thêm mấy phần. Ma khí thao thao bất tuyệt, thế như chiều dâng, mãnh liệt đánh thẳng vào biển lửa vô tận. Như ma vương lâm thế, kinh hồn nhiếp phách. Man Khôi không có sử dụng hai cánh không gian phía sau lưng, mà là trực tiếp lao thẳng đến Khương Phàm, khẩn thiết trùng kích, cơ thể tranh phong. Thân hình khổng lồ so với sơn nhạc còn nặng nề hơn, nhưng tốc độ di chuyển so với cuồng phong lại còn muốn tấn mãnh hơn, nhấc lên uy lực phá diệt cường đại không có gì sánh kịp, cứ như có thể khinh thường cái gọi là võ pháp. Khương Phàm không có điều động yêu hỏa xung quanh, không có kích phát bát cấm thánh thiên quyết. Chỉ là đơn thuần chính diện nghênh chiến. Móng vuốt và hai cánh giống như bốn tay cuồng kích, không thể phá vỡ, tuyệt không thể đỡ. Bành bành bành. Xung quanh, biển lửa đều vỡ nát, như là hai ngôi sao đang kéo dài va chạm, dư ba cuồn cuộn, đất trời run rẩy, âm thanh ù ù không dứt ở bên tai. Man Khôi càng đánh càng cuồng, cũng cảm nhận được tức giận, man hoang chiến tộc mạnh nhất là chiến khu, vậy mà lại ép không được con hỏa điểu này. Hống hống hống. Man Khôi hét lớn táo bạo, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể khổng lồ, thân thể to con tựa như lò luyện, bắt đầu đốt cháy huyết nhục hài cốt, mỗi một tế bào đều bắn ra uy thế siêu cường. Trong chớp mắt, trình độ bền bỉ của cơ bắp lên gấp bội, lực lượng bộc phát cũng tăng vọt đến ngàn vạn cực cảnh. Ầm ầm. Hai cánh Khương Phàm giao nhau, ngạnh kháng trọng quyền, nhưng trong chớp mắt đã liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hỏa vũ liệt diễm như hoa rơi đầy trời. Xương cánh đều giống như tách ra. Bành! Man Khôi bỗng nhiên chấn kích hai cánh, trong chốc lát hư không đã vỡ nát, vượt qua hơn ngàn mét, xuất hiện ở phía sau con đường mà Khương Phàm đang tháo chạy.
để cho ngươi lĩnh giáo man hoang chiến khu vô địch của chiến tộc ta. Man khôi xuất hiện trong chốc lát, hét lớn như sấm, ma khí cuồn cuộn, dùng toàn lực vung lên trọng quyền giống như là tinh thần phi nhanh, thẳng đến sau gáy Khương Phàm. Giờ khắc này, quyền uy vượt qua ngàn vạn cực cảnh, đủ để băng toái cường giả niết bàn ngũ trọng thiên, càng có thể xuyên qua cái gọi là năng lượng võ pháp. Khương Phàm giật mình trước nguy hiểm, quyền uy kia còn không có tới, cũng đã thấm vào linh văn để ý thức thần kinh đều khẩn trương sợ hãi. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm bỗng nhiên cúi đầu, hung hiểm dịch ra nắm đấm. Tại trọng quyền sát qua cái ót, đồng thời hai cánh hắn mãnh kích, thân thể lấy phương thức xoay tròn không thể tưởng tượng nổi, chính diện nghênh hướng Man Khôi, Bác Thiên Thuật vận sức chờ phát động ầm vang dẫn bạo. Sau khi đạt được di cốt cùng thần hồn, uy lực truyền thừa đã đạt tới cực hạn của cuộc đời. Từ trốn tránh đến phản kích, chỉ là một hơi mà thôi, đặc sắc tuyệt luân. Bành! Lồng ngực Man Khôi lọt vào trọng kích, thân thể cao lớn màu đỏ như máu bay ngang ra ngoài, ngực đổ sụp, xương vỡ vụn, để lại vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tư vị như thế nào? Khương Phàm nhanh chóng khép hai cánh lại, ở trên trời lộn một cái, tốc độ nhanh đến như chớp giật, đuổi giết Man Khôi. Tốt, rất tốt, ngươi cũng tới lĩnh giáo truyền thừa của man hoang chiến tộc chúng ta đi. Man Khôi không có tức giận, ngược lại càng kích động, vừa mới né tránh phản kích thật sự đặc sắc. Chiến đấu như vậy mới đáng để ra tay chứ. Giống. Man Khôi mở to miệng, phát ra tiếng ma hống, không gian bị chấn động mà sụp đổ, biển lửa cuồn cuộn, sóng âm cuồn cuộn, giống như biển lớn đang tức giận, đối diện đánh về phía Khương Phàm. Ngay sau đó. Giống. Giống. Man Khôi căng cứng toàn thân, tiếp tục gào thét. Bên trong sóng âm cuồn cuộn tràn ngập ma đạo pháp tắc, có vô số kỳ quang lấp lóe, có thể phá hủy núi sông, chôn vùi thần hồn. Mặc dù phía trước có thiên quân vạn mã, trăm dặm sơn hà, đều có thể bị tùy tiện phá hủy. Đây chính là man hoang chiến kỹ, quét sạch thiên quân. Khương Phàm hiện ra uy lực phục thiên, người khoác hỏa vũ, như cầu vồng kinh thiên, một cái nháy mắt đã liền xông tới, xuyên qua sóng âm cuồn cuộn dễ như trở bàn tay, nghênh kích kỳ quang bên trong pháp tắc. Phách tuyệt thiên địa, giết tới gần. Giống. Ngực bụng Man Khôi cuồn cuộn, sóng âm nháy mắt đã tăng vọt thêm mấy lần, bên trong như có lôi đình trùng kích, xiềng xích tiêu xạ cường thế bao phủ Khương Phàm, cưỡng bức ép lui. Răng rắc. Man Khôi chấn vỡ nát không gian, đuổi giết Khương Phàm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Vừa rồi là chu tước truyền thừa sao? Rất không tệ, lại lần nữa. Khương Phàm bay lên nhấc mãnh liệt địa sát, cuồng dã nghênh kích. Chính diện chém giết. Cùng lúc đó, liệt diễm toàn thân hắn tiếp tục sôi trào, phóng xuất ra hỏa vũ đầy trời, số lượng đạt tới 7.000 sợi. Hỏa vũ tứ tán nhanh chóng diễn biến thành lít nha lít nhít hư ảnh chu tước, phân tán đến mấy ngàn thước xung quanh, bao vây chiến trường của Khương Phàm và Man Khôi. Ngươi muốn lĩnh giáo, như ngươi mong muốn. Móng vuốt và hai cánh của Khương Phàm toàn bộ hiện ra đỏ thiên thuật, cùng với bạo tạc mãnh liệt, bức lui Man Khôi. Ngay sau đó hắn vỗ cánh bay đi, thẳng tới trời cao, nhanh chóng khống chế liệt diễm chu tước, diễn biến tuyệt thế luyện lô. Chu tước, liệt ngục thuật. 7.000 liệt diễm chu tước vỗ cánh bạo kích, hình thành luyện lô nguy nga, bao phủ Man Khôi. Yêu hỏa cuồn cuộn trong lò luyện, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, uy thế hủy diệt đất trời ở bên trong hiện ra đến cực hạn. Sắc mặt Man Khôi hơi biến đổi, lập tức đã nhận ra nhiệt độ cùng uy thế đáng sợ, quả quyết muốn đánh rách tả tơi hư không. Lại phát hiện không gian đều bị giam cầm trong lò luyện. Nhìn xem da thịt ngươi cứng rắn, hay là chu tước yêu hỏa ta càng mạnh. Khương Phàm thôi động toàn lực, luyện lộ ù ù xoay tròn, bên trong tuôn ra từng đạo hỏa tiên, giống như là từng đóa hoa đầy trật tự, càng giống như ánh sáng thiên phạt, bạo kích Man Khôi. Man Khôi hét lớn, bị đánh đến da chóc thịt bong, thân thể hùng tráng giống như muốn tan chảy. Hỏng bét, chủ quan. Chu tước yêu hỏa còn có cách gọi khác, diệt thế yêu hỏa, phần thiên liệt diễm, kiếp trước Khương Phàm tức được xưng là phần thiên thần hoàng, bởi vậy mới có thể thấy được uy lực đáng sợ của chu tước yêu hỏa, cơ hồ có thể phần diệt hết thảy. Hình thái luyện lô tại thời khắc này, tương đương với trong yêu hỏa lĩnh vực hắn phong cấm. Ta đang chờ chiến thần phẫn nộ của ngươi. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong luyện lô khổng lồ. Ngươi đang lăng mạ ta. Man Khôi đột nhiên gào thét, gân xanh nổi cao. Lời này hiển nhiên là Khương Phàm còn không có dùng toàn lực, chính là đang so đấu luận bàn, sau đó cảm giác đánh chưa hết hứng,
muốn lĩnh giáo lực lượng mạnh nhất của man hoang chiến tộc. Bên ngoài tất cả đều là chú tước yêu hỏa, từ đầu đến cuối ta đều không dùng, ngươi còn không cảm thấy. Ngươi giết ra khỏi tòa luyện lô này, hiện ra chiến thần phẫn nộ, sau đó chịu chết. Giết không ra, chết ở ngay chỗ này đi. Khương Phàm vỗ cánh gáy to, luyện lô bỗng nhiên ngưng thực, nhiệt độ bên trong tăng vọt thêm mấy lần, vô số đòn sau giống như trường tiên lại như xiềng xích, đổ ập xuống đập tới. Chu tước liệt ngục thuật là ngưng tụ nên luyện lô, càng là luyện ngục. Bất luận sinh linh hay là vũ khí đều có thể hủy diệt hòa tan. Giống giống. Man Khôi bị hỏa tiên đánh đến huyết nhục mơ hồ, chiến khu cường hãn hoành hành thiên khải chiến trường lại muốn bắt đầu nóng chảy. Hắn đau đớn lại càng tức giận, hai cánh vỗ mạnh, ngẩng đầu hét lớn, ma khu đặc biệt bộc phát ra ánh sáng kinh thiên. Giờ khắc này, trên trán của hắn xuất hiện linh văn mà con người mới có, là đường vân mê vụ màu đen. Linh văn, hư vô. Đây là thời đại hồng hoang, hai vị đế quân của bọn hắn tạo nên linh văn đế quân trong nhân tộc, hư vô linh văn, có thể khiến càn khôn chôn vùi, vạn vật trở về với hư vô. Một mảnh hắc ám tĩnh mịch mãnh liệt lao ra, nhanh chóng hoắc loạn chu tước luyện lô, bất luận là liệt diễm hay là hỏa tiên đều bị hắc ám chôn vùi. Hư vô thiên văn, lại gặp mặt. Khương Phàm thôi động linh hồn chu tước, toàn lực khống chế luyện lô, 7000 hư ảnh chu tước ở bên trong tập thể thét dài, sóng âm cuồn cuộn. Phóng thích liệt diễm càng cường mãnh. Nếu ngươi biết hư vô linh văn, hẳn phải biết uy lực của nó mạnh hơn chu tước truyền thừa của ngươi. Man Khôi hét lớn, hắc ám tĩnh mịch tăng vọt, cuồng bạo nuốt hết liệt diễm, ăn mòn luyện lô. Khương Phàm cực lực áp chế, sau đó quả quyết từ bỏ. Hắc ám mất đi áp chế, lập tức cuồn cuộn trùng kích, quét sạch bốn phương tám hướng, hơn 50 dặm không gian đều biến thành hư vô, trực tiếp quán thông cùng hư không thâm thúy. Khương Phàm, lại để cho ngươi ôn lại trí nhớ kiếp trước, lĩnh giáo chiến kỹ cấm kỵ của man hoang chiến tộc ta, chiến thần phẫn nộ. Tiên tổ tổ từ, người hầu trung thành nhất của ngài, mong mỏi lực lượng hồng hoang từ ngài, diệt sát cường địch, bảo vệ vinh quang của man hoang chiến tộc. Man Khôi vỗ mạnh hai cánh, đường vân màu đen lan tràn toàn thân, trong chớp mắt, hắc ám bạo động thật mạnh, năng lượng vô hình khuấy động thâm không, sinh ra liên hệ cùng tổ từ bên trong tổ địa của man hoang chiến tộc. Bất luận người thừa kế thiên phẩm nào cũng đều có tư cách lựa chọn những tổ tông mạnh nhất trong tổ từ kia ký kết liên hệ, ký kết lực lượng. Man Khôi là thánh vương thiên phẩm, trước đó chính là ký kết với một tôn tổ tông cảnh giới thánh vương. Nhưng theo tiên tổ trở về, hắn trở thành tộc nhân đầu tiên được chọn, thành công ký kết ước hẹn với tiên tổ. Hắn từ đầu đến cuối đang mong đợi thể nghiệm năng lượng thiên tổ, giờ khắc này, vừa vặn cầm Khương Phàm ra thử một chút. Khương Phàm sẵn sàng chiến đấu, hắn vừa đề phòng lại càng chờ mong. Gia hỏa này hẳn là đã ký kết với Thánh Vương, xem hắn có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhanh, sâu trong bóng tối vô tận, tại điểm cuối cùng của hư không minh mông, một nguồn năng lượng kinh khủng khôi phục, không nhìn không gian ngăn trở, cơ hồ trong chớp mắt đã mãnh liệt lao tới. A, à, toàn thân Man Khôi cứng ngắc. Gánh chịu lấy uy lực tiên tổ, khí tức hồng hoang, thực lực tiếp tục tăng vọt, càng có uy áp tràn ngập đất trời, ngay cả chu tước yêu hỏa xung quanh đều nhận lấy từng cơn sóng to lớn vỗ tới. Trận chém giết kịch liệt nơi xa chính là nơi nhận lấy ảnh hưởng ngay đầu tiên, hai vị thánh linh man hoang xúc động, đó là khí tức tiên tổ. Man Khôi như đột nhiên tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, từng sợi xiềng xích kỳ dị bao quanh toàn thân. Tung bay trong hư không tối tăm để hư không yên lặng đều vì hắn mà phát ra tiếng oanh minh, đủ loại tia sáng kỳ dị từ hư không hiển hiện, im ắng rủ xuống, giống như là đang cúng bái đại đế vô thượng. Không đúng. Khương Phàm lập tức cảnh giác, đây là khí tức gì? Cũng không phải Thánh Vương có thể truyền đến. Nhưng xem như kiếp trước, hắn đều không có nhìn thấy qua dị tượng kỳ diệu như vậy. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Man Khôi cảm nhận được khí tức chảy xuôi trong cơ thể, kích động lên tiếng hét lớn, thân thể càng to lớn hơn, cái sừng nhọn trên trán phun trào thiên uy vô tận. Một loại khí tức cổ chi đại đế, tràn ngập trong hải dương yêu hỏa vô tận, truyền khắp cửu thiên thập địa. Mặc dù bộ dáng Man Khôi vô cùng cuồng bạo dữ tợn, nhưng lại tràn ngập khí thế lại uy nghiêm tôn quý không gì sánh được, cứ như nếu vẫy tay một cái, chúng sinh cúng bái, sau một tiếng gào thét, chư thiên yên tĩnh. Khương Phàm. Cảm nhận được không? Ha ha, cảm nhận được không?
Man Khôi kích động đến mức đều đang run rẩy. Tiên tổ thật sự đã truyền đến lực lượng cho hắn. Lực lượng tiên tổ. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu chưa bao giờ có qua, giống như cùng thế giới giao hòa, bao trùm phía trên dân chúng vạn linh. Tiên tổ. Man Hoang Thánh Linh sợ hãi quỳ xuống đất, thành kính lễ bái. Trong lòng bọn họ trách cứ Man Khôi, dù sao tiên tổ cũng vừa mới trở về, còn rất yếu ớt, sao có thể nào tùy tiện quấy rầy. Nhưng bọn hắn càng hâm mộ Man Khôi, đây chính là uy lực bất hủ của tiên tổ, có thể thể nghiệm một lần, chết đều đáng giá. Nhưng, bọn hắn nơi này kinh sợ bái lạy, Thánh Linh Xích Thiên như dầu hết đèn tắt lại điên rồi. Không có bọn hắn kéo dài kiềm chế, yêu hoàng cùng đầu lâu giết đỏ cả mắt đều bổ nhào qua phía hắn. Bọn ngu xuẩn các ngươi, đang đánh nhau, chăm chú chút. Sắc mặt Thánh Linh Xích Thiên đột nhiên biến đổi, không lo được mặt mũi hốt hoảng mà rút lui. Hắn bị thương cực nặng, chỉ có thể ở bên cạnh phối hợp tác chiến, không thể nào lại trực diện chiến đấu. Nhưng hai vị Thánh Linh Man Hoang đâu nào để ý sống chết của hắn, đối mặt với tiên tổ giáng lâm, bọn hắn từ linh hồn đã sinh ra kính sợ. Khương Phàm, tiếp ta một kích. Man Khôi phát động chiến ý vô địch. Trùng kích hư không minh mông, quét sạch hải dương yêu hỏa. Khương Phàm cảm nhận được cảm giác áp bách khiến cho linh hồn mình hồi hộp, nhưng càng kích thích lên chiến ý bành trướng. Oanh! Rầm rầm rầm! Thái Tổ Sơn xông ra thông thiên tháp, dâng lên cường quang, tổ uy cuồn cuộn, mặt đất bừa bộn đều đột nhiên chìm xuống mấy chục mét. Mà nương theo bụi mù cuồn cuộn, uy lực và năng lượng nặng nề, 81 ngọn núi bị giam cầm đồng thời xuất hiện. Trong biển lửa cuồn cuộn, trên phế tích bừa bộn, Thái Tổ Sơn giống như trụ trời, chấn áp sơn hà, uy lực và năng lượng cuồn cuộn chấn hồn nhiếp phách, 81 ngọn núi viễn cổ thì giống như sơn thần thức tỉnh, dắt tay bảo vệ Thái Tổ. Mặc dù bọn chúng còn quấn quanh lấy xiềng xích phong ấn, nhưng tại thời khắc một lần nữa tiếp xúc đến đại địa chân thực này, phảng phất từ trong cơn ngủ mê vô tận thức tỉnh, tránh thoát không xiềng thời không. Ầm ầm. Đại địa mẫu khí đáp lại, giống như mẫu thân cổ lão gặp được hài tử đã từng mất đi. Cái sự cộng minh kia, cái mảnh thủy triều kia, cơ hồ đã lan đến gần toàn bộ mấy vạn dặm Sơn Hà Đọa Lạc Thiên Quốc. Sơn Hà, Đại Táng. Khương Phàm đứng ngạo nghễ trên Thái Tổ Sơn, khống chế 81 ngọn núi viễn cổ to lớn, ý thức triệu hoán đại địa mẫu khí, hò hét với Man Khôi đang ở không, nhấc lên triều dâng lao về hư không vô tận. Giết! Hai cái sừng trên đầu Man Khôi tăng vọt ánh sáng, chiếu thấu hư không, xiềng xích quái dị tràn ngập toàn thân đều dâng lên, bao quanh ánh sáng, đánh ra thâm không hư vô, lao thẳng đến Khương Phàm. Giờ khắc này, uy lực và năng lượng kinh hãi càn khôn, như gánh chịu lấy ý niệm của cổ chi đại đế, muốn chôn vùi cả vùng đất trời này. Mai Táng. Khương Phàm dẫn dắt khí tức đại táng cuồng bạo bay lên trời, như ngân hà đảo ngược, như đại dương mênh mông. Thái Tổ Sơn chiếu thấu ánh sáng vô biên, tất cả núi lớn viễn cổ đều đang gào thét, đại địa mẫu khí dung chuyển các đại lục. Ầm ầm, một cơn bạo tạc kinh khủng dẫn bạo tại hiện thực cùng hư không trong nháy mắt, thanh âm cũng không điếc tai, mà là ngột ngạt đến quái dị, để cho người ta sợ hãi, để cho người ta tuyệt vọng, cứ như cuộc chiến giữa thần linh để dân chúng run rẩy. Nhưng theo sát phía sau, bạo tạc vang vọng đất trời, năng lượng tuôn ra, vén lui yêu hỏa, không gian chập trùng như đại mạc. Hư không nhấc lên vết nứt vô tận. Hai vị Thánh Linh Man tộc đón lấy chiều dâng đập vào mặt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin vào mắt mình. Khương Phàm đưa tới năng lượng gì, sao lại có thể chống cự được khí thức đại đế mà Man Khôi mượn tới từ tiên tổ nơi đó. Khương Bá và Khương Qua càng khiếp sợ, chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, Khương Phàm lại hiện ra uy lực Thái Tổ Sơn đến trình độ như vậy. 81 ngọn núi cao lại có lai lịch gì? Rõ ràng chỉ cao mấy trăm mét, nhưng lại cho người ta uy thế thiên nhạc nguy nga nặng nề, mà mỗi một ngọn núi đều là như vậy. A, à, trong hư không, vẻ mặt Man Khôi trở nên quái dị, nhíu mày nhìn núi lớn đứng vững trong liệt diễm cuồng triều ở phía dưới. Hắn nghe nói qua đã Khương Phàm đạt được Thái Tổ Sơn của Thái Võ Nhân Hoàng, nhưng giống như chỉ có một, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã sinh ra nhiều núi nhỏ như vậy. Khương Phàm sử dụng tiểu niết bàn thuật, trở lại đỉnh phong. Nghiêm trọng nhìn qua Man Khôi bên trong thâm không. Rốt cuộc tên quái vật này mượn đến lực lượng gì? Chiến thần phẫn nộ mặc dù rất cường đại, nhưng năng lượng mượn dẫn chung quy vẫn chỉ là mượn dẫn, đừng có trực tiếp liên hệ tới sức chịu của cơ thể, liền xem như Thánh Vương chân chính cách thâm không vô tận nhường đến, cũng không thể nào cường đại như vậy.
lại đến một kích, tiên tổ a. Man Khôi không cam tâm, lần nữa kích phát huy lực truyền thừa, hò hét với tổ tử ở xa xôi. Nhưng, giữa một cái chớp mắt này, ý thức của hắn hoảng hốt, giống như trong lúc bất chợt đã bị thứ gì đó khống chế ý thức, vẻ mặt từ cuồng nhiệt dữ tợn trở nên tà ác lạnh nhạt, hắn vừa hất đầu lên lại chậm rãi cúi đầu xuống. Giống như thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng nhìn Khương Phàm ở phía dưới. Khương Phàm cảnh giác, tình huống này là như thế nào? Man Khôi, thu liếm khí tức, nhưng thật giống như càng khủng bố hơn, hắn chậm rãi đi ra từ trong thâm không, toàn thân tỏa ra huyết quang sáng chói, tràn ngập khí tức uy nghiêm, phảng phất cùng thâm không giao hòa, cùng đất trời cộng minh, hình thành một loại khí thế để chúng sinh đều muốn quỳ bái. Tiên tổ, hai vị thánh linh man hoang quỳ gối xuống đất, ngay cả hai cánh cao ngạo đều rủ xuống dưới, mặc dù là thánh linh, nhưng giờ phút này lại vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy. Đây không phải Man Khôi, càng không phải năng lượng mượn dẫn, hiển nhiên là ý thức tiên tổ cách hư không vô tận thẳng đến khống chế Man Khôi. Có ý tứ, ngươi lại chọn một tiểu chu tước. Miệng, Man Khôi, đầy răng nanh, tà khí lẫm nhiên, giống như đang lầm bầm, lại như đang nói cho ai nghe. Khương Phàm cảnh giác nhìn Man Khôi, sẵn sàng trận địa, chỉ là hắn không có chú ý tới, hỏa vũ bao trùm phía sau lưng lại nổi lên từng đường vân, đang tỏa ra tia sáng yếu ớt. Thôi, cho ngươi chút mặt mũi đi, nhưng lần sau gặp lại, ta cũng không khách khí. Man Khôi, cười lành lạnh, lui về hư không, chào hỏi hai vị thánh linh. Rời khỏi nơi này. À, vâng. Hai vị man hoang thánh linh lập tức bay lên không, một mực cung kính bảo vệ ở hai bên, Man Khôi, đi đến trong bóng tối. Khương Phàm nhìn qua bầu trời đang dần dần khép lại, cau mày, không nghĩ ra rốt cuộc Man Khôi làm sao. Nhưng bất luận là mượn năng lượng, hay là thay đổi quỷ dị sau cùng, đều rất không tầm thường. Cứu ta! Ngoài trăm dặm, thánh linh Xích Thiên kêu gào đau đớn. Hắn từ bỏ tôn nghiêm, cầu khẩn thánh linh man hoang, nhưng, không có người nào tới cứu hắn. Sát lục huyết hoàng tế ra sát lục kiếm gào thét tới, chém chết thiên hỏa đã yếu ớt, chặn ngang thành hai đoạn. Phốc phốc! Khương Quỳ từ phía sau xuất kích, không nhìn đến khí tức sát lục còn đang mãnh liệt, một tay đánh xuyên phía sau lưng thánh linh Xích Thiên, cầm lấy trái tim đang bành trướng nhảy lên kia. Sát lục huyết hoàng dương cánh bay đi, nhào về phía thân thể nửa đoạn dưới còn muốn giãy giụa, huyết viêm bạo kích xiềng xích, vô tình đánh xuyên, cưỡng ép khống chế. A à, linh hồn thánh linh Xích Thiên còn đang gào thét, thân thể tàn phế rách dưới phóng liên tục lấy mãnh liệt thánh uy. Khuất nhục, tức giận. Hắn làm cho Xích Thiên Hoàng thất hổ thẹn. Ba vị thánh linh, vậy mà lại đều bị xử tử ở chỗ này. Triệu Thời Việt rút ra thánh hồn, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa, tăng thực lực lên. Khương Quỳ tước đoạt toàn bộ máu tươi thánh khu, rót vào trái tim đang bành trướng nhảy lên kia, sau đó cưỡng ép dung nhập cơ thể mình. Đều luyện đi, sau đó chúng ta mau rời khỏi. Bọn người Khương Phàm chạy tới nơi này, giao linh hồn suy yếu của hai vị thánh linh trước đó cho Triệu Thời Việt, để hắn tiếp tục luyện hóa hấp thu. Chỉ có luyện linh hồn, xử lý sạch trái tim, thánh nhân mới có thể chết thật sự, nếu không thì vẫn có cơ hội phục sinh. Dù sao cũng là thánh nhân, sớm đã siêu thoát cơ thể phàm trần. Linh hồn mệt mỏi của hai vị thánh linh Xích Thiên đau đớn dẫy giụa, nhưng rất nhanh đã tiêu vong trong huyết viêm cuồn cuộn, biến thành nguyên lực thánh hồn rót vào thân thể Triệu Thời Việt. Liên tiếp thôn vệ ba thánh hồn, thực lực Triệu Thời Việt gần như bạo tăng. Bây giờ đừng nói là đối mặt với thánh linh nửa sống nửa chết, xem như thánh linh ở trạng thái toàn thịnh đều có hy vọng săn giết. Khương Phàm phá giải ba bộ thánh khu, giao toàn bộ máu tươi cho Khương Quỳ. Kỳ thật hắn rất bất ngờ với thực lực của Khương Quỳ, vậy mà lại có thể từ thánh huyết diễn biến ra thánh uy, nếu như thế, vậy thì cứ giao toàn bộ máu tươi cho hắn. Thịt xương còn lại thì trấn áp bên trong tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp, một ít giao cho bọn người Hướng Vãn Tình. Bạch Tai mặc dù đã chết lặng, nhưng nhìn đến thánh nhục thánh cốt đang không ngừng vẩy xuống, hắn vẫn cảm thấy hốt hoảng, cảm giác giống như đang nằm mơ. Chu Thanh Thọ một bên cướp thánh nhục, một bên thúc giục. Chớ ngẩn ra đó, nhanh chọn mấy khối hài lòng, thực sự không được thì toàn đổi xương cốt của mình. Cầm Thú, người cũng đã dung hợp thần cốt, còn quan tâm chút thánh nhục ấy. Hướng Vãn Tình ở bên cạnh lắc đầu. Ta là ăn uống no đủ, trong nhà không phải còn có một vị tiểu nương tử còn bị đói sao? Ôi, tính ra ngươi còn có chút lương tâm. Hắc hắc,
cái này gọi là sớm chứa đựng hảo cảm, tương lai ngày nào đó phạm sai lầm, có thể dùng để khẩn cấp. Ta trách oan ngươi. Hướng Vãn Tình rất bất đắc dĩ. Thời điểm bọn người Khương Phàm đang khẩn trương xử lý, một thanh hắc đao đã vạch phá yêu hỏa mãnh liệt, dường như sấm sét đột nhiên oanh đến gần đó. Hắc đao oanh minh, chấn động không gian, phóng xuất ra cửu thiên huyền hỏa ngập trời, cường thế xua tan chu tước yêu hỏa xung quanh. Phần thiên thần hoàng, rốt cuộc cũng gặp mặt. Huyền hỏa cuồn cuộn dâng trào, ngừng tụ ra bóng người mơ hồ, ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Phàm, bộ dáng mặc dù thấy không rõ, nhưng ánh mắt này lại thật giống như thực sự tồn tại, một mắt tam đồng, sinh tử luân chuyển. Khương Phàm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cười. Lão tặc, ngươi lại đích thân đến, trách không được không có thấy Thánh Vương xuất hiện, ta nói ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, đường đường là thần tôn, lại tự mình ra tay bắt một niết bàn cảnh là ta đây. Huyền hỏa cuồn cuộn, thân ảnh Xích Thiên thần tôn vặn vẹo lay động, thanh âm lại rõ ràng lọt vào tai, lực thấu linh hồn. Cửu U Thâm không giá lạnh không dễ chịu nhỉ, ngươi chịu khổ rồi. Khương Phàm cười nói, tàn hồn mà thôi, không có ý thức, không cảm giác được đau đớn. Ngược lại là ngươi, nằm trong quan tài ngàn năm, mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng hãi hùng, rất dày vò nhỉ. Ngươi, mới chịu khổ. 1000 năm, thời gian ngươi trở về so với ta mong muốn còn dài hơn. Thế nào, không kịp chờ đợi phải chết, vậy cũng chớ thất thần, trở về chết đi. Chết ngay tại trước Xích Thiên thần cung các ngươi, tìm một sợi dây thừng chắc, mặt hướng về vạn thế thần triều ta. Treo cổ. Thiên hậu đâu, nàng trả ngươi lại, bản thân mình đã hoàn hảo. Ngươi chưa thấy qua nàng sao? À, có thể là sợ dơ bẩn con mắt mình, cố ý trốn tránh ngươi. Ngàn năm không gặp, vẫn như cũ nhỉ. Nếu như ngươi lại có thể ổn trọng chút, năm đó cũng không chết thảm tại Đăng Thiên Kiều. Lão tặc, già nên hồ đồ rồi. Năm đó ta có thể chết ở nơi đó, không phải đều là nhờ ngươi ban tặng sao? Mới ngủ 1000 năm, đều quên rồi. Ha ha, không nôn nóng, ta sẽ để cho ngươi từ từ suy nghĩ lại. Ngươi muốn xưng hoàng, làm đệ nhất hoàng đạo, ta có thể cùng ngươi uy hiếp Thương Huyền. Nhưng ngươi muốn xưng đế, đó là tự chịu diệt vong, ta không thể nào đánh cược hàng tỷ sinh linh Xích Thiên thần triều, vì ngươi điên cuồng không sợ mà chôn cùng. Ngươi thả chó cái rắm. Khương Phàm giận đến tím mặt, nụ cười lui sạch, mặt đầy dữ tợn, hắn chỉ vào Xích Thiên thần tôn giận dữ mắng mỏ. Thời điểm Vạn Thế và Xích Thiên vừa mới kết minh, ngươi đã biết mục đích của ta. Là tốc độ ta trưởng thành và thực lực ta hiện ra, để cho ngươi thành vật làm nền, lão tặc ngươi không muốn. Là đế quân tám phương thừa dịp loạn bố cục, uy hiếp đe dọa, dọa nát gan chó của ngươi. Ngươi sợ, ta có thể chấp nhận, ngươi muốn rời khỏi, ta có thể chấp nhận. Nhưng ngươi giết nữ tử của ta, huyết tế chiến kỳ, thừa dịp ta chinh chiến thiên khải, làm loạn vạn thế thần triều ta, dùng cái này để tỏ thái độ với đế quân tám phương, mẹ kiếp, ngươi chính là tên xúc sinh vô tín vô nghĩa. Ngươi tiết lộ năm nơi ta bí mật bố trí tại thiên khải chiến trường, mưu đồ đông nam thiên môn của ta. Khương Phàm đang mắng lại đột nhiên ngừng, hít một hơi thật sâu, khôi phục tỉnh táo, cười nhạt nói. Suýt nữa quên mất. Lão tặc ngươi đây không có tình cảm bình thường, không biết xấu hổ. Hư ảnh Xích Thiên thần tôn vặn vẹo trong liệt diễm rào rạt, tràn ngập thần uy như đại dương. Chúng ta đây coi như là tục cũ đã xong, giao phần thiên chiến vực cho ta đi, hôm nay có thể tạm thời tha mạng của ngươi, ngươi có thể tiếp tục chạy trốn. Lão tặc ngươi thật hài hước, tha mạng ta, ngươi là chờ ta đi tìm thiên hậu, một mẻ hốt gọn thì đúng hơn. Ta nói, ngươi thế nào cũng đều là một thần tôn. Sống chân thành chút, đừng dối trá như vậy. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giao phần thiên chiến vực cho ta, ta sẽ thả ngươi rời khỏi. Còn chơi như thế này, ta giao phần thiên chiến vực cho ngươi, chuyện ngươi làm đầu tiên chính là phế đi ta, bởi vì giao dịch của ngươi chỉ là để cho ta rời khỏi, không nói để cho ta hoàn chỉnh rời khỏi. Cái lão già hèn hạ ngươi, chúng ta ai còn không hiểu rõ ai sao, cũng đừng lại chơi loại mưu kế dối trá này. Trực tiếp bắt đầu biểu diễn cái sự không biết xấu hổ của ngươi đi. Ngươi từ chối giao dịch. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu đã như thế này. Hư ảnh tiêu tán, hắc đao run run mãnh liệt, thần niệm phong tồn ở bên trong thức tỉnh, cửu thiên huyền hỏa chân chính như cuồng chiều mãnh liệt lao ra. Ầm ầm. Khung trời đang run rẩy, phế tích đang rạn nứt, phạm vi yêu hỏa trong vòng trăm dặm đều bị đuổi tản ra hầu như không còn. Hắc đao khí thế cường thịnh không gì sánh được,
phảng phất có thể tùy tiện đổ sát thánh linh, chém chết hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Sát lục huyết hoàng đứng ở phía trước Khương Phàm, trực diện lấy cửu thiên huyền hỏa bàng bạc minh mông. Hắn cuồn cuộn sát ý, không có chút sợ hãi nào, huyết phú toàn thân chảy xuôi huyết quang, lông đuôi phía sau càng giống như xiềng xích xiết chóc, tạo nên khí tức sát phạt vô tận. Nhưng, hắc đao không có lập tức ra tay, mà rằng co với sát lục huyết hoàng. Hai mắt sát lục huyết hoàng đỏ lên, cảnh giác hắc đao, cuồn cuộn sát khí giống như biển gầm sôi trào, như lưỡi dao, như móng vuốt dùng sức mở rộng, chuẩn bị giết qua bất cứ lúc nào. Bọn người Khương Quỳ Bồi ở bên cạnh Khương Phàm, vừa cảnh giác lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, hắc đao đang chờ cái gì, chẳng lẽ muốn dùng uy lực thần hoàng khiến cho Triệu Thời Việt e ngại sao? Sát lục huyết hoàng, sát lục huyết viêm thật đúng là có liên quan, càng là cường thế càng điên cuồng, huyết viêm càng thịnh vượng, nếu như mình đều e ngại, huyết viêm rất khó thể hiện ra uy thế chân chính. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, lấy thực lực Xích Thiên Thần Tôn, hoàn toàn không cần thiết phải lao lực như vậy. Chẳng lẽ đang chờ đợi viện quân? Càng không thể. Xích Thiên Thần Tôn cao ngạo còn không đến mức luân lạc tới loại trình độ đó. Lúc này, liệt diễm nơi xa hoành kích trời cao, giống như một con sông lửa lao nhanh, phá tan yêu hỏa cuồn cuộn, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Con người của Khương Phàm có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn họ là ai? Khương Quỳ ý thức dò xét qua đi, một vị bán thánh, hai vị niết bàn cao giai, đây là người phụng dưỡng hắc đao sao? Ba người liên tiếp dừng ở nơi xa, kinh ngạc nhìn cả người lấp lóe hỏa văn quỷ dị. Những hỏa văn này đột nhiên xuất hiện, không hiểu sao lại dẫn dắt bọn hắn xuyên qua biển lửa đến nơi này. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Là ai sớm khắc ở trên người bọn họ sao? Vậy mà lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bên trong hắc đao truyền ra giọng Xích Thiên Thần Tôn. Ngươi giết ba hậu tự của ta, một mạng đổi một mạng, ta sẽ xử tử ba hậu tự ngươi. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên biến đổi. Lão tặc, ngươi muốn chút mặt không? Người của ngươi là tới giết ta, tài nghệ không bằng người khác, chết chưa hết tội, người của ta đã không có đi giết ngươi, càng không có ngỗ nghịch ngươi, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì giết bọn hắn. Dựa vào giữa chúng ta là kẻ địch. Xích Thiên Thần Tôn ném Hoang Nguyên Vương qua đến, chính là muốn Khương Phàm tiếp xúc với bọn hắn. Thông qua huyết văn bí mật lưu trên người Hoang Nguyên Vương, xác định vị trí Khương Phàm, kịp thời truy tung đến vị trí phần thiên chiến vực kỹ càng hơn. Nhưng không nghĩ tới, Khương Phàm lại nhẫn tâm không để ý Hoang Nguyên Vương, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Bọn hắn đã không còn là hậu tự của ta nữa, giữa chúng ta không có chút quan hệ nào. Không thừa nhận. Không có nghĩa là không liên quan. Huyết thống ở đó, quan hệ cũng ở đó. Giao phần thiên chiến vực cho ta, ta không chỉ có thể thả ngươi rời khỏi, còn có thể tha mạng cho ba người bọn hắn. Đây là điều kiện cao nhất ta có thể đưa ra. Nếu như ngươi từ chối, ba người bọn hắn phải chôn cùng ngươi, ngươi cũng đừng hòng lại rời khỏi. Ba người Hoang Nguyên Vương nhìn trận rằng co trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong hắc đao lại là linh hồn thần tôn. Nam tử được bảo vệ phía trước kia, chẳng lẽ chính là phần thiên thần hoàng sao, là tiên tổ của bọn hắn. Mặt Khương Phàm lại, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sở dĩ không tiếp xúc với bọn hắn, chính là không muốn lại có liên lụy, để Xích Thiên Thần Triều nhìn thấy hắn, không quan tâm, nhưng không nghĩ tới lão tặc so với lúc trước lại còn ác độc hơn, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Đan Hoàng rất không nguyện ý nhúng tay loại chuyện này, nhưng vẫn để tỉnh được trong ý thức Khương Phàm. Ba người kia không giống như là tự mình đuổi tới, hẳn là bị khống chế. Nếu Xích Thiên Thần Tôn có thể khống chế thân thể bọn họ thì có thể khống chế sinh tử bọn họ. Ngươi giao ra phần thiên chiến vực ra, một khắc này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, coi như thật sự giao cho ngươi, cũng không thể nào sẽ được sống bao lâu. Bọn họ kỳ thật coi như đã là người chết, nếu như bây giờ ngươi thỏa hiệp, chẳng khác nào cho Xích Thiên Thần Tôn thấy, ngươi còn quan tâm lấy Hoang Nguyên Vương phủ. Vì ba tộc nhân liền nguyện ý giao phần thiên chiến vực ra. Hắn có khả năng lợi dụng càng nhiều tộc nhân ở lại thần triều, uy hiếp người bại lộ chỗ thiên hậu ẩn thân. Khương Phàm, người nhất định phải tỉnh táo cho ta, không nên vọng động. Đan Hoàng rất khinh thường cách làm của Xích Thiên Thần Tôn, nhưng không thể không thừa nhận, vị minh hữu kiêm túc địch kiếp trước này hiểu rất rõ Khương Phàm, trực tiếp liền tóm lấy chỗ yếu. Bên trong hắc đao lại truyền ra giọng của Xích Thiên Thần Tôn.
ta không muốn giết ngươi hôm nay, cho nên mở ra điều kiện, cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như ngươi từ chối cuộc giao dịch này, bọn hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi, những người bên cạnh ngươi này, đều sẽ chết ở trước mặt ngươi. Khương Phàm cắn răng nói. Lão tặc, ngươi cũng chỉ biết dùng loại hèn hạ này sao? Lúc đầu ta đã nhắc nhở qua ngươi, không nên tùy tiện rêu giao thiện ác. Cách đạt thành mục tiêu, chỉ cần nhìn nó có hữu hiệu hay không, không cần thiết phải dùng cái mình gọi là thiện ác đi cân nhắc. Giết chóc, chinh phục, dụ dỗ, bức hiếp, đều là phương pháp, không phân cao thấp. Khương Phàm nhìn về ba người nơi xa, do dự, dẫy dụa. Đan Hoàng tiếp tục nhắc nhở Khương Phàm. Đây không chỉ là một trận giao dịch, càng là đọ sức. Hắn muốn phá vỡ niềm tin của ngươi, để cho ngươi thỏa hiệp, để cho ngươi tức giận, để cho ngươi lần đầu tiên mặt đối với hắn sau bao nhiêu năm liền sinh ra cảm giác bất lực. Ta biết người của Hoang Nguyên Vương Phủ rất đáng thương, nhưng bọn hắn đã bị khống chế, bọn hắn đã là người chết. Giọng của Xích Thiên Thần Tôn lại truyền ra từ Hắc Đao. Hoang Nguyên Vương, để cho tiên tổ các ngươi, biết tên của các ngươi. Vẻ mặt của Hoang Nguyên Vương rất phức tạp, chần chờ mở miệng. Ta là gia chủ đương đại của Hoang Nguyên Vương Phủ, Khương Khấu. Hai vị lão nhân ở hai bên nói. Chúng ta là thúc thúc Khương Khấu, Khương Triều, Khương Lan. Khương Phàm có chút há mồm, đang muốn hỏi thăm tình huống của bọn họ, thì hỏa văn trên người ba người lại đột nhiên bắn ra cường quan chói mắt. Ầm ầm. Khương Khấu, Khương Triều, Khương Lan, toàn bộ bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe, liệt diễm tuôn ra. Ba người dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, bị Xích Thiên Thần Tôn dẫn bạo ngay tại chỗ. Khương Phàm như bị sét đánh, cứ thế mà trực tiếp bị định tại chỗ. Bọn người Khương Quỳ cau chặt lông mày, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nếu ngươi đã từ chối giao dịch, thật đáng tiếc, bọn hắn chỉ đành phải chôn cùng vì ba hậu tự của ta. Xích Thiên Thần Tôn đoán được Khương Phàm là muốn cắt đứt quan hệ với Hoang Nguyên Vương Phủ, đã không còn ràng buộc, vậy coi như nổ chết trước mặt của hắn, để Khương Phàm áy náy, tức giận, một lần nữa sinh ra ràng buộc cùng Hoang Nguyên Vương Phủ. Hai vị tộc nhân Khương gia để lại trong Xích Thiên Thần Triều, cũng còn có thể phát huy tác dụng. Đối đãi loại người bá đạo tàn khốc như Khương Phàm, đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Khương Phàm kinh ngạc nhìn huyết nhục hài cốt vẩy xuống đầy trời, thanh âm hơi run. Lão tặc, nhớ kỹ ta, trở về khắc vào trong quan tài, hôm nay ngươi giết ba hậu tự của ta, tương lai ta đổ ba vạn giảm Xích Thiên ngươi. Còn lại bốn kẻ, trước khi ta giết hết bọn hắn, hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý, chủ động giao phần thiên chiến vực ra. Hắc đao tranh minh, âm thanh chấn động hoàn vũ, ánh lửa sôi trào chiếu thấu đất trời, để vạn vật ảm đạm. Xích Thiên Thần Tôn khống chế hắc đao, lao thẳng đến sát Lục Huyết Hoàng, lưỡi đao sắc bén. Liệt diễm tuôn ra, tràn ngập thần uy. Khương Quỳ, dẫn bọn hắn lui ra. Sát Lục Huyết Hoàng dương cánh thét dài, huyết phiêm kịch liệt cuồn cuộn, ở trên không ngưng tụ sát lục huyết kiếm, dài đến trăm mét, sắc bén thấu xương, khuấy động khí tức sát lục vô tận, chỉ là loại cảm giác này liền có thể để cường địch tuyệt vọng, linh hồn buồn bã rung động. Keng! Đao kiếm va chạm, thiên chấn địa động, giống như là hai viên sao chổi đụng vào nhau. Huyết kiếm tán loạn tại chỗ, đao khí huyền hỏa hỗn tạp khủng bố, cuồng lôi đối diện đánh bay sát lục huyết hoàng. Máu tươi nở rộ, hài cốt vỡ vụn, sát lục huyết hoàng be bét máu thịt, vô cùng thê thảm. Bọn người Khương Quỳ đang lui lại bỗng nhiên biến sắc. Không chịu nổi một kích. Hắc đao oanh minh kịch liệt, bay thẳng lên trời, ánh sáng mãnh liệt để nhật nguyệt tinh thần đều muốn ảm đạm, đao khí mạnh mẽ, huyền hỏa cuồn cuộn, lại lần nữa bổ về phía sát lục huyết hoàng. Thanh đao này là do Xích Thiên Thần Tôn tự mình tế luyện ở bên trong thần cung, bên trong không chỉ có thần niệm mà hắn khắc xuống, càng có hỏa chủng huyền hỏa mà hắn tự mình dung luyện, đủ để tùy tiện diệt sát thánh linh. Hắc đao bá đạo, liệt diễm càng là thần viêm chân chính. Sát lục huyết hoàng mãnh liệt nhấc lên, cưỡng ép ổn định lại, đối mặt với thần uy cuồn cuộn, hắn ngược lại càng tăng vọt chiến ý, vỗ cánh gáy to, lông đuôi sôi sục, hóa thành xiềng xích xiết chóc. Bao quanh trật tự giống như uy thế khủng bố, về phía trước cuồng dã xen lẫn. Lông đuôi đã là năng lượng mạnh nhất của sát lục huyết hoàng, càng truyền thừa từ trật tự hủy diệt mà Chu Tước khống chế, tại thời khắc bạo tẩu, tại thời điểm sát niệm đạt tới cực hạn, có thể hoàn mỹ hiện ra uy lực Chu Tước. Thương thương thương, những trận nổ rung trời vang vọng đất trời, lông đuôi cơ hồ vỡ vụn toàn bộ,
nhưng hắc đao mà Xích Thiên Thần Tôn khống chế lại cưỡng bức đậu ở chỗ đó. A! À, Xích Thiên Thần Tôn trong hắc đao đều có chút kinh ngạc, bình thường hai đao liền có thể đánh chết Phượng Hoàng, vậy mà lại bị đỡ được hai lần. Nhưng, chỉ thế thôi. Hắc đao bộc phát uy lực và năng lượng, dung chuyển trời đất, thần uy kinh khủng nương theo uy lực, tử vong, của Xích Thiên Huyền Huyễn, mở ra không gian, gây nên từng vết rách, đuổi giết sát Lục Huyết Hoàng. Triệu Thời Việt, lùi xuống cho ta. Rốt cuộc Khương Phàm cũng hoàn hồn, điên cuồng gào thét, liệt diễm toàn thân bạo động cuồn cuộn. Phần Thiên Chiến vực xô ra khỏi khí hải, nâng Khương Phàm phóng tới không trung. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc cuồn cuộn, Phần Thiên Chiến vực trải ra trăm dặm, hiện ra toàn bộ diện mạo. Mặc dù nhìn tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn còn sót lại dư uy, giống như là thần linh sắp chết hồi quang phản chiếu, tràn ngập vô tận thần uy, không gian vặn vẹo lên, dung chuyển càn khôn, thậm chí kinh hãi lấy uy lực đại đạo. Khương Phàm tọa trấn bệ đá, chỉ tòa tế đàn thứ ba phía xa. Yêu hỏa cháy hừng hực ở phía trên là yêu hỏa còn sót lại tại thời điểm trên đăng thiên kiều lúc trước hướng lên trời chứng đạo, lúc ấy đối mặt thiên phạt thảm liệt, cửu thiên huyền hỏa mờ đi, bát hoang tuyệt diễm suy yếu, nhưng chu tước yêu hỏa bởi vì hắn điên cuồng phóng thích, thịnh vượng đến trình độ mạnh nhất cuộc đời. Mặc dù đã yên lặng ngàn năm, thế nhưng uy lực vẫn bá đạo như cũ. Khương Phàm vốn định giữ lấy nó, chờ đợi thời kỳ đặc thù phóng thích toàn bộ, nhưng giờ khắc này, hắn đã lên cơn giận dữ. Lão tặc, để cho ngươi chu tước yêu hỏa có dư vị thuần chính nhất, cảm tạ ta đi. Khương Phàm dữ tợn, ngẩng đầu lên trời hét lớn, triệt để thả ra chu tước yêu hỏa trên tế đàn. Ầm ầm, tế đàn lắc lư, dung chuyển cửu thiên thập địa, không gian vô tận đều đang chấn động kịch liệt, mấy ngàn dặm phế tích đều đang run rẩy. Chu tước yêu hỏa phun trào ngập trời, giống như chu tước lâm thế, bá liệt hung ác, dương cánh cuồng kích. Ầm ầm, cỗ này yêu hỏa còn mang theo sự tức giận lúc ở trên đăng thiên kiều, lộ ra cực kỳ nóng nảy, đối diện đụng bay hắc đao. Hắc đao run rẩy kịch liệt, điên cuồng phóng thích cửu thiên huyền hỏa ở bên trong. Hai loại thần viêm chân chính tại thời khắc này đang chính diện giao phong, giống như hai thiên thần đang gào thét, lại như đại dương mênh mông vô tận đang va chạm. Đinh tai nhức óc, thiên địa loạn động. Triệu Thời Việt nắm chặt thời gian nuốt vào một viên vĩnh sinh trùng tử, khí tức sinh mệnh mênh mông đang tràn ngập cơ thể, tinh khí thần mệt mỏi đều nhanh chóng thịnh vượng lên, mặc dù không đến mức hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong thời gian ngắn có thể hồi phục một nửa đã khó có được. Hắn nhanh chóng rơi xuống bên trên Phần Thiên Chiến vực, chặn lại được trước mặt bọn người Khương Quỳ, chống cự lại liệt diễm mãnh liệt. Lão tặc, để cho ngươi ăn đủ. Khương Phàm gào thét dữ tợn, không giữ lại chút nào phóng thích toàn bộ, chu tước yêu hỏa trên tế đàn. Liệt diễm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, giống như biển cả đang giận dữ, lại như chu tước đang tức giận với cửu trọng giới. Thần uy kinh khủng. Tiếng gáy to chói tai, đủ để cho thánh linh tuyệt vọng, chúng sinh sợ hãi. Ầm ầm, hắc đao kịch liệt nhấc lên, tháo chạy hơn 10 dặm, bay thẳng ra Phần Thiên Chiến vực. Khương Phàm cao giọng la lên. Triệu Thời Việt, ta cho ngươi tiêu hao cửu thiên huyền hỏa của hắn, ngươi đốt sạch thần niệm bên trong cho ta, thanh hắc đao kia, ta chắc chắn phải có được. Năm nào tháng nào đó, ta phải dùng thanh đao này, chặt đầu lão tặc xuống. Chu tước yêu hỏa trọn vẹn bộc phát mười mấy phút, không chỉ có tiêu hao cửu thiên huyền hỏa phong tồn bên trong hắc đao, càng thương tổn tới thần niệm bên trong. Linh hồn Xích Thiên Thần Tôn suy yếu đau đớn, nhưng nhìn thấy Phần Thiên Chiến vực xuất hiện, chiến ý lập tức tăng vọt. Trước đó không dám cứng nhắc cướp đoạt, chính là sợ Khương Phàm có chiêu gì, bí mật di chuyển Phần Thiên Chiến vực đi, dù sao đó là do Thiên Hậu Tu La liên thủ bố trí, không thể không có 10.000 cái cẩn thận. Nhưng bây giờ Phần Thiên Chiến vực còn ở lại chỗ này, ở ngay trên người Khương Phàm, hắn không cần thiết lại phải lo lắng nữa. Keng! Hắc đao vang lên, long trời lở đất, thần uy mãnh liệt xua tán đi yêu hỏa cuồng bạo, hóa thành một đạo thần hồng bất hủ, đuổi giết Triệu Thời Việt. Triệu Thời Việt dương cánh gáy to, toàn thân sôi trào tinh khí, cơ thể sáng chói chói mắt, phóng xuất ra toàn bộ thực lực, ngưng tụ sát lục huyết kiếm, mở ra đất trời, đối diện va chạm hắc đao. Lại là một trận bạo tạc kịch liệt, huyền hỏa, huyết viêm, mất khống chế tuôn ra. Nhưng lần này, hắc đao đã bị đánh tan, mặc dù chỉ là mấy chục mét, nhưng biểu thị hắc đao xác thực đã không còn bằng trước đó. Giết! Triệu Thời Việt hét lên một tiếng, chiến ý như thủy triều, cuồng bạo lao thẳng đến hắc đao.
Triệu Thời Việt, giết hắn, nếu không chúng ta ai cũng không thể rời khỏi Đọa Lạc Thiên Quốc này. Khương Quỳ, Khương Bá, Khương Qua, cùng hô to lên, khích lệ cho Triệu Thời Việt. Triệu Thời Việt thiêu đốt huyết khí, thế công tăng vọt. Mặc dù Hắc Đao không nói gì, nhưng Xích Thiên Thần Tôn ở bên trong vẫn đang tiếp tục kích ra uy thế của Hắc Đao. Ầm ầm, Triệu Thời Việt cùng Hắc Đao chém giết kịch liệt, không ngừng va chạm, như tuyệt thế phượng hoàng nhuốm máu đang tung hoành bên trong liệt diễm đao khí vô tận, chém giết với Hắc Đao. Bọn hắn từ trên cao giết tới phế tích, vỡ nát địa tầng, lại từ dưới mặt đất giết tới khung trời. Máu tươi vẩy ra, thần hồn gầm thét, cuồng dã lại càng khốc liệt hơn. Hắc Đao còn lâu mới có được mệt mỏi như Khương Phàm dự đoán, linh hồn bên trong xác thực bị thương nặng, nhưng không có hoàn toàn bị chôn vùi, chất liệu Hắc Đao lại càng là không thể phá vỡ, có thể so với thần binh. Triệu Thời Việt cảm nhận được chênh lệch cực lớn, bất luận là khí tức hay là uy thế kia, đều để hắn tuyệt vọng. Nếu như không phải trước đó vừa mới luyện hóa ba thánh hồn, chỉ sợ bây giờ đã bị mất mạng. Nhưng, hắn càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, có thể chiến một trận cùng thần tôn, vô cùng kiêu ngạo. Đây không phải là trận chiến đấu mà hắn đã từng vô số lần khát vọng sao? Giống. Trong Hắc Đao đột nhiên truyền ra tiếng Xích Thiên Thần Tôn gầm nhẹ, dâng lên cửu thiên huyền hỏa diễn biến kịch liệt, giống như đang bị tử vong chi đồng, khống chế, tuôn ra một trọng quyền. Hỏa quyền bạo kích, có ấn ký của thần, tuyệt sát thiên địa. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, hỏa quyền liên tiếp xông ra từ liệt diễm. Triệu Thời Việt run rẩy, bị vô tình đánh bay ra ngoài, máu tươi, lông vũ vẩy ra, vô cùng thê thảm. Đây cơ hồ không phải một vấn đề chiến đấu. Nhưng, Triệu Thời Việt lại đại phóng cuồng tính, vỗ cánh gáy to. Huyết hoàng truyền thừa, huyết nguyệt sát lục. Ầm ầm, huyết khí vô tận từ trong thân thể của hắn dâng lên, đây không phải năng lượng, mà là máu tươi thật sự của hắn, thao thao bất tuyệt, cơ hồ muốn rút khô hơn phân nửa. Máu tươi của sát lục huyết hoàng, không thể nghi ngờ chính là kịch độc thế gian, mỗi một giọt máu tươi đều tràn ngập khí tức sát lục, mỗi một giọt máu tươi đều có chi ý điên cuồng. Huyết khí cuồn cuộn, ở trên không ngưng tụ một ánh trăng máu yêu dị. Mặt trăng máu nở rộ tà ác tia sáng, rọi khắp mấy trăm dặm phế tích. Bất luận là Khương Phàm hay là bọn người Khương Bá đều lập tức hoảng hốt, cứ như đang đặt mình vào trong chiến trường tử vong rộng lớn, đát trời tung bay máu, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, chỗ gần là thi hài đầy đất, nơi xa là giết chóc không dứt. Ý thức của bọn hắn nhói nhói, giống như muốn bị ánh trăng chôn vùi, dòng máu của bọn hắn sôi trào giống như muốn bạo thể mà chết. Đây là truyền thừa kinh khủng nhất của sát lục huyết hoàng, diễn biến trật tự sát lục đến cực hạn. Nơi ánh sáng đi tới, vạn vật trầm luân. Thần niệm mệt mỏi trong Hắc Đao lập tức chịu ảnh hưởng, xuất hiện hoảng hốt. Sát lục huyết hoàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy lông đuôi quấn đi qua. Thương thương thương. Lông đuôi cứng cỏi như huyền thiết, quấn chặt lại tại đó, khí tức sát lục minh mông che mất Hắc Đao. Muốn đánh tan Hắc Đao hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có thể xử lý linh hồn ở bên trong. Linh hồn thần tôn cưỡng ép thức tỉnh, kích phát Hắc Đao, âm vang tranh minh, đao thể bộc phát đao khí thảm liệt, điên cuồng tàn phá lông đuôi, huyền hỏa cuồn cuộn diễn biến ra vòng xoáy thôn phệ, toàn bộ bao phủ sát lục huyết hoàng. Một kích nổi giận tại giờ khắc này, suýt chút nữa đã miểu sát sát lục huyết hoàng. Nhưng, sát lục huyết hoàng lại điên cuồng hung tàn hơn, tại thời khắc sống còn, hắn kéo lấy Hắc Đao nổ bắn ra trời cao. Một tiếng gáy to thảm liệt, lông đuôi quăng tới ánh trăng máu trên bầu trời. Keng! Toàn bộ Hắc Đao cắm vào ánh trăng máu kia, ý niệm sát lục bên trong lập tức xâm nhập Hắc Đao, thẳng đến linh hồn mệt mỏi của Xích Thiên Thần Hoàng ở bên trong. Linh hồn lại lần nữa bị thương nặng, nhưng, linh hồn giận dữ, Hắc Đao dẫn bạo đao khí kinh khủng, trong chớp mắt đã chấn vỡ nát mặt trăng máu kia. Triệu Thời Việt kêu thê lương thảm thiết, từ trên cao rơi vào bên trên phần thiên chiến vực. Máu tươi chảy ngang, gần như sắp chết. Nhưng, trong miệng hắn đang ngậm lấy hạt giống vĩnh sinh thần thụ thứ hai, trước tiên liền ăn vào, nhanh chóng khôi phục huyết khí, hắn không có một khắc nào ngừng lại, dương cánh gáy to, đuổi giết không trung. Keng! Hắc Đao bị trọng thương, nhưng vẫn rất mạnh, một tiếng vang thật lớn, từ không trung lao thẳng xuống đến sát lục huyết hoàng. Khương Phàm nhíu mày, có chút ngoài ý muốn với thực lực của Hắc Đao. Xem ra tên hỗn đản Xích Thiên Thần Tôn kia đã làm nhiều lần tay chân ở phía trên. Nếu như không phải lo lắng năng lượng quá cường hãn,
khả năng kích thích man hoang chiến tộc cảnh giác, mang theo cướp đoạt, thì hắn đã còn có thể rót vào càng nhiều năng lượng hơn. Đối với phần thiên chiến vực là tình thế bắt buộc của lão tặc. Bọn người Khương Quỳ âm trầm sắc mặt, đầu tiên là yêu hỏa bạo kích, sau đó lại là giết chóc xâm nhập, linh hồn lại còn ở đó. Không hổ là thần linh. Nhưng, thời điểm hắc đao đang bổ về phía sát lục huyết hoàng, bầu trời lại lần nữa hiển hiện một ánh trăng máu mới, càng mạnh hơn so triệu thời Việt. Cường quang chiếu rọi khắp nơi, bọn người Khương Phàm đều suýt chút nữa đã trầm luân. Hắc đao vội vàng không kịp chuẩn bị, thần niệm suy yếu ở bên trong lại lần nữa hoảng hốt, lần này là hoảng hốt trọn vẹn 5 giây. Sau khi hắn khôi phục, lại đột nhiên lại hoảng hốt, không phải bởi vì chịu ảnh hưởng, mà là... Bên ngoài làm sao lại có hai sát lục huyết hoàng? Không chung một cái, phía dưới một cái. Rầm rầm. Hai cái sát lục huyết hoàng vỗ cánh bổ nhào, trên dưới đối kích, đồng thời vung lên lông đuôi, quấn chặt lấy hắc đao. Không chỉ có Xích Thiên Thần Tôn sửng sốt một chút, ngay cả Triệu Thời Việt cũng đều sửng sốt một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, sát lục huyết hoàng ở phía trên đã kéo lấy hắc đao lao thẳng đến mặt trăng máu trên bầu trời, linh hồn thức tỉnh trong hắc đao, muốn triển khai phản kích, đồng thời hung hăng đi tra xét. Bọn người Khương Phàm liên tiếp hoàn hồn, nhưng một màn ở không trung để bọn hắn kinh ngạc. Hai sát lục huyết hoàng. Ảo giác sao? Năng lượng phân thân sao? Không đúng. Cảm giác kim thai đều ở đây, vậy cũng là sát lục huyết hoàng thật sự, không phải năng lượng phân thân. Chẳng lẽ là phương thức diễn biến loại khác của năng lượng niết bàn? Triệu Thời Việt nghiêu bức thật, xác thực nghiêu bức. Triệu Thời Việt rất bất ngờ, ở đâu ra thêm một sát lục huyết hoàng. Ầm ầm, mặt trăng máu ở không trung trực tiếp bị con sát lục huyết hoàng kia dẫn bạo, tàn nhẫn tàn phá huyền hỏa hắc đao thả ra, cũng lại lần nữa trọng thương thần niệm Xích Thiên ở bên trong. Lần này, hắc đao thật sự là đã bị thương nghiêm trọng. Hai con sát lục huyết hoàng liên tiếp giết tới, triển khai bạo kích thảm liệt đối với hắc đao. Hắc đao không cam lòng, dâng lên đao khí vô tận, tràn ngập cửu thiên huyền hỏa, cùng hai đầu phượng hoàng chém giết. Khương Phàm và bọn người Khương Quỳ cũng hơi nhíu mày. Không đúng. Đó không giống như là thân niết bàn. Giống như mạnh hơn Triệu Thời Việt, mà ý chí còn hoàn toàn tự chủ. Cái này nếu như là bí thuật truyền thừa, thì không phải nghiêu bức mà là nghịch thiên. Thế nhưng, ở đâu ra thêm một con sát lục huyết hoàng? Trên đời còn có con thứ hai. Trùng hợp như vậy lại tới đây. Còn liên hợp với Triệu Thời Việt. Thể hiện của Khương Phàm dần dần quái dị, hai con sát lục huyết hoàng đều có thể cùng kim thai của hắn sinh ra cảm ứng. Hoặc là, bọn hắn thật sự là một thể, hoặc, chính là kim thai mà bọn người Khương Quỳ cảm ứng được trước đó kia. Ba bên rất nhanh đã giết tới điên cuồng. Đánh vô cùng gian khổ, nhưng đều không mảy may để ý. Hắc đao âm vang tranh minh, không thể phá vỡ, đánh đến hai con huyết hoàng be bét máu thịt, đầy trời đều là máu tươi cùng lông vũ nhuốm máu. Nhưng, sát lục huyết hoàng quá đặc thù, bất luận là huyết viêm hay là tiếng gáy to, đều có thể trực tiếp tàn phá tất cả, cái này chính là chỗ yếu hại cho hắc đao, kéo dài xâm nhập, linh hồn cuối cùng đã suy yếu đến cực hạn. Trước đó Xích Thiên Thần Tôn đã dự đoán các loại ngoài ý muốn, duy chỉ có không ngờ rằng lại là cái này. Ầm ầm, thần niệm trong hắc đao kích phát năng lượng hỏa chủng sau cùng, muốn cùng hai cái phượng hoàng đồng quy vô tận. Phần thiên chiến vực, không lấy được. Nhưng trước khi biến mất nhất định phải diệt trừ hai con phượng hoàng tà ác này. Liệt diễm giống như tràn biển động ngập trời, che mất khung trời. Biển lửa tuôn ra, ngưng tụ thành ba cái vòng xoáy, giống như ba con mắt đang mở ra. Một thứ từ trong vòng xoáy diễn biến khí tức sinh mệnh vô tận, tạo nên tuyệt thế chiến khu, thân cao trăm trượng, hùng vĩ cường hãn, giống như Xích Thiên Thần Tôn đích thân tới. Linh hồn mệt mỏi trong hắc đao kia đã rời khỏi đao thể. Vọt vào chiến khu. Chiến khu, phục sinh, phát ra tiếng gào thét cuồng dã, âm thanh chấn động cửu thiên. Một con mắt diễn biến vòng xoáy thôn phệ, thôn nạp hết thảy năng lượng giữa đất trời mênh mông. Chu tước yêu hỏa trong phạm vi mấy trăm dặm đều nhận phải dẫn dắt, giống như ngàn vạn con sông đổ vào biển, trùng kích tới. Cả phiến không gian này đều nhanh chóng hoang vu, không còn có bất kỳ năng lượng gì nữa. Một con mắt ngưng tụ thành vòng xoáy tử vong. Bỗng nhiên hóa thành hắc ám, tĩnh mịch im ắng, cứ như nối liền với hư không hắc ám vô tận. Vòng xoáy tử vong của truyền nhân thiên phẩm có thể diễn biến võ pháp cường hãn,
nhưng Xích Thiên Thần Tôn lại khống chế chính là thần viêm chân chính, còn người tử vong ứng với vòng xoáy tử vong là pháp tắc thật sự. Mặc dù phóng thích tử vong pháp tắc tiêu hao rất lớn, nhưng một kích cuối cùng, đã triệt để phóng thích đi. Vòng xoáy hắc ám bỗng nhiên ngưng tụ lại, bộc phát ra gợn sóng tử vong vô hình. Sát lục huyết hoàng đang từ đối diện giết tới, muốn cho Xích Thiên Thần Tôn một kích chí mạng, kết quả bị sóng gợn vô hình đánh trúng. Trong chớp mắt, bọn hắn hoảng hốt, linh hồn suy yếu, giống như đặt mình vào trong bóng tối vô tận, muốn triệt để tiêu vong. Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Huyết nhục chiến khu của Xích Thiên Thần Tôn bộc phát thần uy vô tận, nắm đấm đánh về phía hai con sát lục huyết hoàng ở trên không, không chỉ có muốn chôn vùi linh hồn của bọn hắn, mà càng phải đánh nát huyết nhục thân thể của bọn hắn. Oanh! Ầm ầm! Cùng với trận bạo tạc kịch liệt, hai con sát lục huyết hoàng bị vô tình vỡ nát, huyết nhục vẩy ra, huyết phú tung bay, tràng diện thê thảm nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt bọn người Khương Bá kịch biến, khó có thể tin được mà nhìn huyết nhục tàn chi rơi đầy trời. Trước một giây còn muốn tránh thoát sát lục huyết hoàng phản kích, kết quả một giây sau liền bị vô tình oanh sát rồi. Không chết được. Khương Phàm vừa dứt lời, tàn chi mảnh vỡ tàn mát đầy trời đột nhiên bốc cháy lên, huyết viêm rào rạt, càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng hừng hực, hai con phượng hoàng hoa lệ tôn quý lại tà ý, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt bọn hắn, vỗ cánh gáy to, thánh uy cuồn cuộn. Phượng hoàng niết bàn. Khương Quỳ kích động hô to, đều quên mất niết bàn. Chỗ đáng sợ thật sự của bộ tộc Phượng Hoàng, cũng là chỗ để bọn chúng có thể ngạo thị yêu tộc thiên hạ nghịch thiên, ở ngay việc bọn chúng rất khó thật sự bị hủy diệt. Phượng Hoàng niết bàn, trở lại đỉnh phong. Kỳ tích huyết mạch trong truyền thuyết, vậy mà liền hiện ra ở trước mặt bọn hắn như thế. Bọn hắn phấn chấn lại kích động, càng đang mong đợi biến đổi tương lai của chính mình, hóa thân chu tước, không sợ sinh tử. Đáng tiếc. Xích Thiên Thần Tôn cảm thấy thật đáng tiếc. Linh hồn trung quy vẫn quá yếu, không thể thật sự diệt sát hai linh hồn Phượng Hoàng, nếu không mặc cho là chu tước đều khó có khả năng lại có cơ hội niết bàn. Lão tặc, kết thúc, biến mất đi, tiếc nuối sao, người vẫn như lúc trước, làm việc đủ hung ác, nhưng từ trước tới giờ không dám mạo hiểm. Suy nghĩ khắp nơi, coi trọng bày mưu rồi hành động, không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Mưu đồ phần thiên chiến vực lại còn lo trước lo sau. Tầng tầng bố trí, các loại phối hợp tác chiến dẫn dắt. Cuối cùng lại đưa một thanh hắc đao đến, lại còn lo lắng linh hồn quá mạnh gây nên cảnh giác mà khống chế uy lực. Khương Phàm vô tình cười nhạo chiến khu thần tôn ở không trung. Chiến khu thần tôn hao hết năng lượng sau cùng, đang theo huyền hỏa tán loạn mà dần dần sụp đổ. Ta trầm ổn cùng bố cục, bảo vệ truyền thừa vạn năm của Xích Thiên Thần Triều, người mạo hiểm cùng cấp tiến, đổi lấy vạn thế thần triều như phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay nếu như không phải xuất hiện hai con huyết hoàng, người đã bị ta khống chế. Người chỉ là may mắn, không có tư cách chế giễu. Khương Phàm tàn khốc cười lạnh. Trong lời nói giống như có cảm nhỉ. Tranh thủ thời gian biến mất đi, ta muốn bắt đầu săn giết người của ngươi. Bên ngoài thiên quốc, 3 triệu quân đội đang chờ ngươi đấy, đi thôi. Chiến khu thần tôn sụp đổ tốc độ, ngay cả thần niệm đều lơ lửng không cố định. Ta muốn săn giết người. Là cùng người của ngươi tiến đến Thiên Đãng Sơn. Khương Phàm vừa vặn nghĩ đến một điểm mấu chốt. Ngươi đều giấu thần niệm huyền hỏa đến bên trong chiến đao, là muốn tránh khỏi cường giả tầng cao nhất của man hoang chiến tộc dò xét. Nếu đều đã cẩn thận như vậy liền không khả năng vận dụng năng lượng thôi động chiến đao tự mình bay tới nơi này, khẳng định là có người của ngươi mang tới. Ngươi không có an bài 3 thánh linh hoàng thất cõng tới, cũng là vì để tránh hiểm nghi. Nhưng ngươi không thể nào tự mình giao cho người bình thường, bằng không cùng lắm hắn cũng sẽ đi đến biên giới Đọa Lạc Thiên Quốc, càng đi không đến nơi này. Mà ngươi trời sinh tính cao ngạo, tự cao tôn quý, người có tư cách bưng lấy ngươi, tự nhiên cũng có địa vị có thực lực. Ta chẳng cần biết bọn họ là ai, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Lão tặc, ngươi giết 3 hậu tự của ta làm lễ gặp mặt, ta săn giết người phụng đao ngươi, có qua có lại. Huyền hỏa đầy trời tiêu tán. Chiến khu thần tôn chỉ còn mỗi cái đầu, vừa sụp đổ vừa nói. Trước khi đi, nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, giao phần thiên chiến vực cho ta, ta sẽ nhìn thẳng đối với chuyện cũ kiếp trước mà bỏ qua, càng có thể giữ lại huyết mạch hoang nguyên vương phủ, đời đời truyền thừa vương hào. Ngươi rất rõ ràng các ngươi không thể nào lại đứng lên, khả năng 3 năm, 5 năm, cũng có thể là 8 năm, 10 năm, các ngươi liền sẽ rõ ràng,
lần nữa tới chỉ là mong muốn đơn phương của các ngươi, cuối cùng đổi lấy chỉ là kết cục thậm chí càng muốn bi thảm hơn. Ha ha, người yếu thế rồi. Xem ra thân phận người phụng đao không đơn giản nhỉ. Không phải tất cả không cam tâm, đều có thể đổi lấy kết quả không giống nhau. Lúc đầu ta đã nhắc nhở qua ngươi, thứ kinh khủng nhất trên đời này, chính là mộng tưởng xa không thể chạm. Nó quá tươi đẹp để cho ngươi lạc lối, để cho ngươi điên cuồng, nó lại quá vô tình, bởi vì ngươi căn bản không chiếm được nó, sẽ chỉ lần lượt nhìn qua phương hướng của nó dần dần tan rã. Ha ha, ngươi xác thực sợ. Để cho ta đoán xem, người phụng đao là ai? Truyền nhân hoàng thất của ngươi, hay là truyền nhân vô thượng vương áp trận ở Tây Bộ? Trong tiếng cười điên dại của Khương Phàm, chiến khu Xích Thiên Thần Tôn hoàn toàn biến mất. Bọn người Khương Bá nhìn Khương Phàm cười to đến dữ tợn, âm thầm khâm phục, vậy mà lại có thể nghĩ đến, người phụng đao, mà từ trong giọng nói cảnh cáo phía sau của Xích Thiên Thần Tôn có thể suy đoán, xác thực có người phụng đao tồn tại, mà thân phận rất đặc biệt, để Xích Thiên Thần Tôn hối hận tại một khắc cuối cùng. Ngươi là ai? Khương Phàm nhìn lên sát lục huyết hoàng trên bầu trời, hoàn toàn giống nhau như đúc, mà đều có kim thai cảm ứng, đã không phân rõ ai là Triệu Thời Việt thật sự. Khương Quỳ, Khương Bá, Khương Qua, đều nhìn về phía bầu trời, bọn hắn đã đoán được, đây không phải phân thân niết bàn thuật diễn biến mà bọn hắn tưởng tượng, mà là vị kim thai khác kia. Hai con sát lục huyết hoàng liên tiếp trở về thân người, nhưng bọn hắn xác thực quá giống. Đều là hai mắt đỏ hồng, đều là bộ dáng anh tuấn nhưng lại cho người ta cảm giác dữ tợn. Đều là lạnh nhạt an tĩnh, đều là tràn ngập khí tức sát lục để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là một người hơi có vẻ khôi ngô hùng tráng, một người lại hơi có vẻ điêu luyện gầy gò. Bọn người Khương Phàm đều có thể 100% xác định, đây đúng là kim thai khác. Tất cả kim thai bọn há đều có bộ dáng tương tự, sở dĩ kim thai khác nhau lại nhìn giống như không giống nhau, chính là nhận linh văn cùng những ngày trải qua kia ảnh hưởng tới khí chất cùng phát dục. Mà Triệu Thời Việt cùng vị này kim thai đều là thức tỉnh sát lục chi hỏa, trên cảm giác liền càng thêm tương tự. Lại là một sát lục chi hỏa. Cũng đều biến đổi đến huyết văn giết chóc, sau đó biến thành sát lục huyết hoàng. Đây quả thực là kỳ tích. Ta là Khương Uyên, hơn 70 năm trước, Cửu Thiên Thần Tôn tìm được ta. Nam tử mở miệng, lạnh nhạt an tĩnh, nhưng khí thức sát lục tràn ngập so với Triệu Thời Việt còn mạnh hơn chút. Khương Phàm biết, đây là một trong hai kim thai biến mất trong miệng Diêm Bá. Trách không được mãi vẫn không tìm thấy, thì ra bị Cửu Thiên Thần Tôn bí mật giữ lại. Có thể từ sát lục chi hỏa, biến đổi đến sát lục huyết viêm, hẳn là đã được Cửu Thiên Thần Tôn tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể biến đổi đến thiên phẩm, còn bước lên cảnh giới thánh linh, hẳn là đã dung hợp di cốt chu tước mà Cửu Thiên Thần Tôn cướp được từ Đăng Thiên Kiều. Cửu Thiên Thần Tôn phái ngươi tới, lấy tình huống của ngươi, ở tại Cửu Thiên Thần Giáo thậm chí Thiên Khải chiến trường đều rất nổi danh, đột nhiên đi đến chỗ ta, hắn không sợ để cho người ta hoài nghi mục đích của Cửu Thiên Thần Giáo. Người biết ta tồn tại Cửu Thiên Thần Giáo đều không cao hơn 10 người. Ồ, thần tôn ngược lại là nghĩ chu đáo nhỉ. Người qua đây là hỗ trợ, hay là có sứ mệnh khác? Thần tôn bồi dưỡng ta 70 năm, mục đích chỉ có một, nghênh đón số mệnh. Ta từ đầu đến cuối đã biết chuyện ngàn năm trước, ta cũng biết ngươi sẽ trở về, hiệp trợ ngươi trọng trấn vạn thế thần triều chính là số mệnh của ta. Khương Phàm yên lặng nhìn hắn một hồi. Người nguyện ý tiếp nhận cái số mệnh này, hay là đội ơn thần tôn, không thể không tiếp nhận số mệnh. Ta nguyện ý tiếp nhận số mệnh, ta càng đội ơn thần tôn. Tuy nhiên ta có một thỉnh cầu, muốn nói rõ trước khi chúng ta bắt đầu. Nói nghe một chút, ta sẽ chết trên đầu số mệnh này, ta không sợ sinh tử, ta cũng nguyện ý vì số mệnh mà chết. Nhưng sau khi ta chết, ta muốn mai táng đến bên cạnh tổ tử thần tôn. Một câu của Khương Uyên để Khương Qua nổi lòng tôn kính. Khi còn sống là chết vì số mệnh, sau khi chết là mai táng vì ân tình. Cửu Thiên Thần Tôn đã nuôi được một tên đệ tử tốt. Khương Phàm âm thầm gật đầu, người này ngược lại biết được đội ơn. Nhưng, người như vậy rất khó quy tâm, bởi vì tâm đã ở tại Cửu Thiên Thần Tôn nơi đó. Nếu như Khương Phàm thật sự có thể hợp tác cùng Cửu Thiên Thần Tôn, đồng thời hợp tác đến cùng, vậy thì không cần lo lắng cho cái tên Khương Uyên kia, thậm chí còn đáng để đáng tín nhiệm hơn so với những người khác. Nhưng nếu như Khương Phàm và Cửu Thiên Thần Tôn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Khương Uyên chính là tai họa ngầm. Trải qua trận quyết liệt cùng Xích Thiên Thần Triều kiếp trước,
Khương Phàm không thể không nhìn lo cái này. Chúng ta hoan nghênh ngươi. Khi Khương Phàm đang nói chuyện thì đã cùng Triệu Thời Việt đụng đụng ánh mắt, các ngươi đều là sát lục huyết hoàng, tiếp xúc nhiều hơn, hiểu sâu hơn, thuận tiện giám sát chặt chẽ hắn. Người phụng đao của Xích Thiên Thần Triều, hẳn là ở gần đây. Khương Bá đứng ở bên cạnh nói. Trước tiên đi săn giết bọn hắn, sau đó lại rời khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch. Khương Phàm thu hồi phần thiên chiến vực, xông vào chu thước yêu hỏa đầu tiên, thông qua cảm giác yêu hỏa ba động, tìm kiếm người phụng đao. Hai vị sát lục huyết hoàng. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, hư không nổi lên gợn sóng, đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên Thần Giáo đi ra. Mặc dù đã thành công đưa tiễn Khương Uyên, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất phức tạp. Sát lục thánh văn vô cùng hiếm thấy, bồi dưỡng đến sát lục huyết phiêm càng hiếm thấy, mà sát lục huyết hoàng càng là đỉnh cấp thợ săn trong Phượng Hoàng tộc, cổ kim đều là hiếm thấy, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà thần tôn muốn đích thân bồi dưỡng Khương Uyên. Thần tôn giống như đang sáng tạo kỳ tích bồi dưỡng Khương Uyên, càng bị chuẩn bị đại lễ cho phần thiên thần hoàng chuyển thế. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại đã tự mình tạo nên một người. Hai sát lục huyết hoàng, ngẫm lại đều đáng sợ. Tuy nhiên, đổi lại, người sợ hãi hẳn là kẻ địch Khương Phàm rồi. Ra đi, đã sớm chú ý tới các ngươi. Lão nhân thản nhiên khẽ nói. Hư không bên ngoài mấy chục dặm nổi lên gợn sóng, tỉ muội đông hoàng như ảnh mỹ lệ làm rung động lòng người đi tới, cung kính hành lễ. Gặp qua Tổ Gia Gia. Tổ Gia Gia, ngài biết các đệ tử sao? Đông hoàng như yên cảm thấy rất kỳ quái, các nàng là người bên ngoài thiên cung. Chỉ giải rác đến thần giáo mấy lần, không có tư cách gặp đại trưởng lão đã quy ẩn, đại trưởng lão phụng dưỡng thần tôn, cũng đã rất nhiều năm không để ý đến chuyện bên ngoài đi. Lần này ta đi ra, một là đưa một người rời khỏi thần giáo, hai là mang một người về thần giáo. Đại trưởng lão nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt đại trưởng lão. Tổ Gia Gia, ngài chỉ là ta. Ngươi muốn giấu giếm chúng ta tới khi nào? Tổ Gia Gia, ý của ngài là, chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được. Thần tôn đã tiếp cận ngươi rất sớm. Trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh run lên, chuyện gì, chẳng lẽ là chỉ thiên thu vạn cổ? Chuyện gì vậy? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn tỷ tỷ. Đại trưởng lão nói, mặc dù thời gian Cửu Thiên Thần Giáo truyền thừa chúng ta mấy ngàn năm ngắn ngủi, nhưng tổ địa ở Thượng Cổ Thần Đình đã chứng kiến mấy chục vạn năm lịch sử. Để lại vô số tư liệu lịch sử, nên biết chúng ta đều biết. Thần tôn một mực chờ đợi chính ngươi đi qua, nhưng ngươi ngược lại vẫn giữ vững bình thản. Như Ảnh ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, đang nghiên cứu, không nghĩ tới có thể khiến cho thần tôn chú ý. Đông Hoàng Như Ảnh có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt đại trưởng lão. Tình huống thần tôn càng ngày càng tệ, nhưng thần giáo thủy chung không ai có thể chân chính chống lên đại cục. Bây giờ liền đánh cược lên Khương Phàm. Thực sự là hành động bất đắc dĩ, trước khi chết, ngài ấy cần tìm tới chỗ dựa vào cho thần giáo. Nhưng nếu như Khương Phàm thất bại, hậu quả khó mà lường được, cho nên thần tôn cần làm bố trí khác. Trước đó mật lệnh tổ địa, rời đi ra toàn bộ các loại bảo vật như hư thiên kính, cùng các truyền nhân như Lan Nặc của Lan gia, chính là làm chuẩn bị, nhìn xem có thể bồi dưỡng nàng thành tài hay không. Cho đến mấy năm trước, thần tôn lại chú ý tới ngươi, cũng đang một mực quan sát ngươi. Đại trưởng lão thuận miệng nói ra mấy câu để sắc mặt tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên thay đổi. Các nàng không để ý đến trận đánh cược phía sau, Lan Nặc hay các loại bảo vật, toàn bộ lực chú ý đều định tại câu nói đầu tiên. Thần tôn sắp không được. Trách không được thời điểm phụ thân và mọi người ở vương quốc hắc ám lại luôn là siêu tập chút đồ cổ quái kỳ lạ. Đại trưởng lão nói, thần tôn trước đó đã tự mình điểm danh Lan Quỷ bồi dưỡng Lan Nặc, thỏa thuê Lan gia mãn nguyện. Ý chỉ vị trí giáo chủ hạ nhiệm. Phe phái Đông Hoàng bản ý bồi dưỡng Đông Hoàng Lăng Tuyệt, nhưng thần tôn tự mình điểm danh ngươi đi qua, tài nguyên bồi dưỡng vương hầu của phe phái Đông Hoàng sẽ nghiêng toàn bộ đến ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ bái sư Đông Hoàng Hoa Thanh. Nhưng tình huống của ngươi đặc biệt, giáo tôn gặp được quyền hạn của ngươi, có thể tự mình tiếp, thỉnh giáo bí thuật lục đạo truyền thừa. Lục đạo truyền thừa. Rốt cuộc Đông Hoàng Như Ảnh cũng biết được mình là lấy được truyền thừa gì. Mà Tổ Gia Gia tiết lộ bí mật của sinh tử thần tôn, lại nhắc đến giáo chủ kế vị, chẳng khác gì là đang cho nàng ăn định tâm hoàn, để nàng biết không có người nào sẽ cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa của nàng, sẽ chỉ toàn lực bồi dưỡng.
vĩnh hằng lục đạo, chư thiên lục táng, là sự kiện truyền thừa chí cao, dính đến bí mật của thế giới, chờ ngươi đến nơi đó, tự nhiên là đều biết. Chúng ta về thiên cung thu thập, sau khi từ biệt phụ thân, lập tức lên đường tiến về cửu tiêu thiên. Ta cùng các ngươi, nữ tử kia là ai? Trốn đi. Vẻ mặt đại trưởng lão bỗng nhiên nghiêm trọng, xé rách không gian, bỗng nhiên biến mất. Ngoài trăm dặm, một con giả thiên tước dương cánh hơn 10 dặm đang huy động hai cánh to lớn của nó, xuyên qua yêu hỏa hải dương sôi trào. Bóng ma che trời, cuồng phong cuồn cuộn. Một nữ tử gầy gò với sắc mặt tái nhợt, xếp bằng ở trên lưng giả thiên tước, mở ra hai tay mảnh khảnh, cướp đoạt lấy yêu hỏa đầy trời. Đầu ngón tay nhỉ nhắn ẩn hiện mạch máu, lại khuấy động khí thức thôn vệ kinh khủng, dẫn dắt yêu hỏa cuồn cuộn tràn ngập đất trời hội tụ lại, cô đọng thái em mờ cực diễm. Chính là Thiệu Thanh Duẫn. Già thiên tước mang theo nàng từ Trung Nam Bộ Thiên Đãng Sơn Mạch chạy tới nơi này, phi nhanh ngàn dặm, thôn nạp yêu hỏa vô tận, ngưng luyện ra thái em mờ tinh phách trí âm trí thuần, cũng tại lòng bàn tay trái phải hóa thành băng điệp đen kịt, nhẹ nhàng vần quanh. Ông! Niết bàn thạch treo ở cổ áo tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng không phải xác định vị trí Khương Phàm, mà bị yêu hỏa kích thích. Thiệu Thanh Duẫn không thể không cẩn thận cảm nhận niết bàn thạch lay động, dùng cái này suy đoán đại khái vị trí của Khương Phàm. Nhưng đúng vào lúc này, giả thiên tước lại vỗ cánh gáy to, mãnh liệt địa sát. Gần như là đồng thời, khung trời phương xa kịch liệt nhấc lên, giống như sóng biển dâng cao, một mảnh cường quang từ trong hư không mênh mông nổ bắn ra. Giống như sao chổi xẹt qua bầu trời, sáng chói chói mắt, khuấy động thâm không, đại uy không gian, thẳng đến Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn ngưng tụ đôi mắt, tay phải dương nhẹ, ngưng tụ thái M băng điệp vỗ cánh một kích, phạm vi hơn 10 dặm nháy mắt đã đông kết, bao gồm cả liệt diễm cuồn cuộn, càng bao gồm cả không gian. Ầm ầm, cường quang tới trong nháy mắt như sóng dữ vỗ bờ, nổ lên cường quang đầy trời, vết nứt không gian giống như lôi chiều hỗn tạp. Lan tràn cuồng kích về bốn phương tám hướng. Răng rắc, không gian bị thái M băng điệp băng phong thoáng tán loạn. Ngay sau đó, mảnh ánh sáng thứ hai xô ra hư không, mang theo khí tức túc sát, khuấy động uy lực thâm không, thanh thế to lớn, dẫn phát không gian đất trời bạo động mạnh, thẳng đến Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn dương nhẹ cánh tay trái, con thái M băng điệp thứ hai vỗ cánh nghênh đón, chính diện chặn đánh mảnh cường quang nóng bỏng kia. Ầm ầm. Không gian và khí thức thái M như thủy triều chôn vùi lẫn nhau, hình thành một cái lỗ đen đáng sợ, ngay sau đó tuôn ra tám phương, tàn phá bừa bãi đất trời. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt, xung quanh dâng lên bốn mảnh cường quang ngập trời. Cường quang bạo động, năng lượng như sóng lớn, cuồn cuộn khắp nơi. Chu tước hoành không, cự long gào thét, bạch hổ chiến thiên, huyền vũ chìm nổi. Bốn mảnh cường quang chính là bốn khối bảo cốt. Phân biệt hiện ra hình dáng của bốn loại thần thú, hoắc loạn, cầm giữ vùng trời này. Đây là tứ tượng tuyệt sát chân chính. Bảo cốt lấy từ cự long, huyền vũ, bạch hổ, cùng chu tước. Đều là từng lấy được tại thiên khải chiến trường, di cốt chu tước càng là lưu lại tại thời điểm cảnh giới Khương Phàm đã bước tới Thánh Hoàng Niết Bàn. Giống, long hổ tranh bá, quy phượng cùng múa, uy thế vô tận che đậy khung trời. Uy lực và năng lượng mãnh liệt giam cầm không gian. Ai ở đó? Thiệu Thanh Duẫn khống chế tứ tượng tuyệt sát, cảnh giác hư không xung quanh. Trong hư không, đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên Thần Giáo cách hắc ám nhìn chăm chú Thiệu Thanh Duẫn. Đây là vị hoàng phi nhân gian ngục kia. Không phải nàng đang ở Nam Bộ sao, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thanh thế đuổi bắt thật lớn đang phát sinh tại Nam Bộ là nàng, tương kế tự kế, an bài? Giỏi tính toán thật, không hổ là đệ nhất hoàng phi thần triều, nữ tử cạnh tranh cùng thiên hậu. Dám tập kích, không dám lộ diện, là thân phận không tiện. Thiệu Thanh Duẫn đứng dậy, ánh mắt dần dần lăng lệ, giọng nói thanh lãnh, mang theo uy thế thản nhiên. Trách không được hắn có thể thoát thân liên tục, thì ra sớm đã có thế lực hỗ trợ. Có đảm phách như thế, hẳn là hoàng đạo, bát bộ hoàng đạo thân bất do kỷ, tự nhiên là không thể nào. Ngoại trừ Chu Thiên Thần Điện trong Chí Tôn Hoàng Đạo, vậy cũng chỉ có thể là một nữ tử thật khôn khéo. Đại trưởng lão đứng bên trong hư không hắc ám, đưa tay chỉ Thiệu Thanh Duẫn trong thế giới thật ở phía xa. Hắc ám bạo động, năng lượng tuôn ra ở xung quanh không gian tĩnh mịch giá lạnh, ngưng tụ thành cung tiễn không gian giống như cự nhạc, thân cung là hư vô mờ mịt, nhưng mũi tên không gian lại rất chói mắt,
không ngừng liên tục hấp thu lực lượng không gian. Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, hay là Xích Thiên Thần Triều, lại hoặc là một hoàng tộc không biết sống chết nào, muốn đánh cược vận mệnh, mượn cơ hội này đăng lâm hoàng đạo. Thiệu Thanh Duẫn cảnh giác thâm không, cũng đang thử thăm dò hư không ba động, theo thứ tự phán đoán thân phận đối phương. Già Thiên Tước rất táo bạo, đột nhiên vỗ cánh cuồng kích, muốn xông đi ra, nhưng trong chớp mắt, không gian phía trước lại nổi lên gợn sóng, nương theo cường quang sáng chói, mũi tên không gian nổ bắn ra, đuổi giết Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn dương nhẹ đầu ngón tay, bốn khối bảo cốt bên trong tứ tượng tuyệt sát đồng thời gào thét cuồng liệt, như thiên cổ gióng lên, chấn động đất trời. Ầm ầm, mũi tên không gian va chạm sát trận, dẫn phát bạo tạc mãnh liệt. Không gian hoắc loạn, số lượng lớn bạo động giống như muốn chôn vùi vùng thiên địa này. Ánh mắt lăng liệt của Thiệu Thanh Duẫn muốn xuyên thấu qua vết nứt không gian, nhìn đến kẻ địch trong hư không, nhưng thâm không hắc ám, tĩnh mịch bình tĩnh, cái gì cũng đều không nhìn thấy được. Xem ra Khương Phàm ở ngay phía trước, là để ngươi đến ngăn cản ta một chút sao? Ngàn năm, hắn đều không muốn lại gặp ta. Thiệu Thanh Duẫn muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng phong ấn đại táng bí thuật vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không phát huy ra thực lực quá mạnh. Đại trưởng lão giấu ở trong hư không, không dám tùy tiện xuất hiện bại lộ, nhưng cũng hạ quyết tâm muốn kéo dài Thiệu Thanh Duẫn. Đây chính là đệ nhất hoàng phi kiếp trước, đại mộ bí thuật, thái em mờ cực diễm, vừa vặn khắc chế thú linh văn loại yêu hỏa. Nếu bọn người Khương Uyên đối đầu với nàng, chưa hẳn có thể là đối thủ. Khương Phàm không biết Thiệu Thanh Duẫn tới, hắn đang lùng bắt, người phụng đao, của Xích Thiên Thần Tôn trong liệt diễm. Triệu Phong Niên không biết hắc đao đã bị phế, hắn đang lần theo vết tích thần tôn rời khỏi, phóng tới phía trước. Hai bên đang đối diện chạm vào nhau dưới tình huống này. Triệu Phong Niên còn không có nhận ra Khương Phàm, nhưng con mắt đầu tiên chính là nhìn thấy được hắc đao bị người đó kéo trong tay. Khương Phàm chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, không chần chờ chút nào. Hắn liền lập tức hành động, hóa thân thành chu tước yêu thể, dương cánh gáy to, yêu hỏa bốn phương tám hướng mãnh liệt nhận điều động, như cuồng chiều, bổ nhào đi qua để bọn người Triệu Phong Niên trở tay không kịp. Giết cho ta! Làm càn, các ngươi biết chúng ta là ai không? Bá Dương Hầu, Hoàng Lôi Hầu bỗng nhiên lao về phía trước, uy thế kinh khủng xua tán đi yêu hỏa đầy trời. Triệu Thời Việt, Khương Uyên, liên tiếp kích hoạt linh văn, thôi phát huyết mạch, hóa thành sát lục huyết hoàng. Huyết viêm khuấy động khí tức sát lục vô tận, nhào về phía hai vị hầu gia thần triều đương đại. Phượng Hoàng Thánh Linh. Sắc mặt của Bá Dương Hầu và Hoang Lôi Hầu đột nhiên biến đổi, toàn bộ đều hành động, lao thẳng đến hai con Phượng Hoàng. Triệu Phong Niên, mau trốn. Ầm ầm. Toàn thân Bá Dương Hầu nở rộ cường quang, như muốn hóa thân thành kim ô, khí tức bá đạo càng kinh khủng như hồng thủy bộc phát, để xung quanh đều không ngừng rung chuyển. Hoang Lôi Hầu kích phát linh văn, vung mạnh nắm đấm, trong chớp mắt lôi chiều liền bạo động, lôi chiều ngưng tụ ra ngàn vạn trọng quyền, vạch phá khung trời, uy thế vô cùng kinh khủng. Nhưng, cảnh giới bán thánh há có thể ngăn cản sát lục huyết hoàng. Huyết viêm ngập trời, như sông máu lao nhanh, ngưng tụ vô số hỏa vũ sắc bén, huyết khí tùm, giống như là lưỡi kiếm, cuồng chiều che mất lôi chiều. Sát lục huyết hoàng dương cánh cuồng kích, như đang trong hành tẩu lôi hải. Xuyên qua trong ánh sáng, dễ như trở bàn tay, cường thế giáng lâm đến trước mặt Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu. Ngươi là Khương Phàm, thần tôn ta đâu? Triệu Phong Niên quả quyết kích phát linh văn trên trán bắn ra cường quang, lan tràn đạo ngấn lạ thường trên toàn thân. Nhân vương linh văn cổ lão của nhân tộc truyền thừa, linh văn có được uy thế đặc biệt áp chế hắn, còn có thể so với sức mạnh cường hãn của thiên nhân chiến khu. Đạo ngấn nhân vương trải rộng toàn thân, khí chất cả người Triệu Phong Niên đều phát sinh thay đổi, như là một nhân tộc cộng chủ quân lâm thiên hạ, bế nghệ thế gian, nhìn xuyên mặt đất bao la, có một loại tư thái duy ngã độc tôn. Khương Phàm dương cánh giết tới, lửa giận kiềm chế bộc phát tại lúc này, liệt diễm cuồn cuộn diễn biến ra hình ảnh tuyệt thế, phượng hoàng cùng múa, thiên bằng che trời, thanh loan linh điểu các loại hướng thiên thần thần phục. Chu tước phục thiên thuật. Toàn thân Triệu Phong Niên phát sáng. Vung mạnh quyền kích trời, uy thế kinh khủng như sơn nhạc sụp ra, càng giống như biển lớn ngập trời, mênh mông mà cường thế. Ầm ầm. Thánh vương Thiên Văn giao phong chính diện, nhân vương cùng chu tước cuồng dã chém giết. Giống như hai mảnh biển động đối diện va chạm, thanh âm một ngạt đến cực hạn, để cho người ta thấp thỏm lo âu,
còn vương hầu từ thát lỗ và đám tử đệ xung quanh vừa mới kịp phản ứng đã vô tình tung bay ra ngoài. Khương Phàm vỗ cánh, cuồng dã đánh giết, hai cánh móng vuốt khuấy uy lực đỏ với trời. Triệu Phong Niên mang theo ánh mắt khiếp người, mỗi một đạo ngấn trên cơ thể đều dâng lên tia sáng giống như phù văn, phảng phất cùng đại đạo cộng minh, cùng tự nhiên giao hòa, nắm đấm to lớn chấn động chiến trường dễ như trở bàn tay. Sau mấy chục hiệp, hai người cường thế tản ra. Chiến ý như biển, cuồng bạo uy mãnh. Khương Phàm dương cánh gáy to, tinh huyết kim hoàng thiêu đốt toàn thân, khí thế tăng vọt, hỏa vũ giống như áo giáp huyền thiết bao trùm toàn thân, ý lạnh tùm lại khuấy động yêu hỏa diệt thế. Chu Tước, Lăng Thiên Thuật. Khương Phàm thế như cuồng lôi, chân chính rạch ra bầu trời, những nơi đi qua, hai cánh đều để lại khe hở không gian thảm liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã liền giết tới gần Triệu Phong Niên, khí thế kinh khủng kia tuôn ra tràn ngập. Đổi thành những người khác, chỉ sợ đã sắp nứt cả tim gan, trực tiếp quỳ xuống đất mà nhận lấy cái chết. Triệu Phong Niên cảm nhận được áp bách nặng nề, bất luận là tại Xích Thiên Thần Triều hay là tại Thiên Khải Chiến Trường, đều cực ít gặp được cường địch như vậy. Nhưng, phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, hắn dậm chân lên trời, chủ động nghênh kích Khương Phàm, giống như là chủ nhân của nhân tộc chinh chiến trên chiến trường, cái khí thế miệt thị chúng sinh kia không mảy may suy yếu. Răng rác. Nhân Vương và Chu Tước đối diện giết tới cùng một chỗ. Hai cánh Khương Phàm như thiên đao, Triệu Phong Niên vung mạnh quyền như sấm chùy, chém giết kịch liệt bắn ra cường quang vô tận, bao phủ chiến trường, mênh mông vô biên. Mặt mũi bọn người từ thát lỗ tràn đầy chấn kinh, đột nhiên xuất hiện thế công để bọn hắn trở tay không kịp, mà Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu tiếp tục tan tác, cùng Triệu Phong Niên chật vật phản kích, càng làm cho bọn hắn kinh hồn khó định. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần tôn đâu? Không phải đang đi chặn đánh Khương Phàm sao? Thanh hắc đao kia làm sao lại ở chỗ Khương Phàm? Giết! Toàn thân Khương Phàm phát sáng, lấy bản thân làm lò luyện, luyện hóa huyết nhục thần hồn. Trong chớp mắt, thế công của hắn tăng vọt, Bác Thiên Thuật hội tụ tại hai cánh, tốc độ kinh người, mở ra không gian, bỗng nhiên chém giết Triệu Phong Niên. Đây không phải bát cấm thánh thiên quyết, mà là chiến kỹ Chu Tước cường hãn. Triệu Phong Niên hoàn toàn không cách nào so đấu tốc độ cùng Khương Phàm, không có chỗ tránh được, chỉ có thể dùng toàn lực tương đối. Hắn căng cứng hai tay, kích phát đạo ngấn, cùng đất trời cộng minh, nghênh kích hai cánh. Không thể không thừa nhận, sau khi Triệu Phong Niên kích phát Nhân Vương Linh Văn khí thế thật sự quá đáng sợ. Giơ tay nhấc chân đều có một loại khí khái duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng, lấy một loại tư thái khiếp người, muốn chấn áp tên yêu nghiệt Khương Phàm này. Bành! Cuồng bạo đụng vào không trung bộc phát, uy thế càng mạnh càng kinh khủng xa so với trước đó, giống như hai mặt trời nổ tung. Sau một khắc, hai tay Triệu Phong Niên rách dưới, gào thét đánh tới mặt đất. Tiểu Vương gia, Từ Thát Lỗ và đám người sợ hãi kêu lên muốn xông tới, lại bị ba thân ảnh vây lại. Triệu Phong Niên, vận dụng cấm thuật, rời khỏi nơi này. Nơi xa truyền đến tiếng Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu kêu thảm, gần như là đồng thời. Bọn hắn bị hai sát lục huyết hoàng săn giết, chết thảm trên bầu trời. Không! Truyền nhân của Bá Dương Hầu cùng Hoang Lôi Hầu bi phẫn gầm thét. Bành bành bành! Triệu Phong Niên liên tiếp va chạm mặt đất, nổ tung ra hố sâu san sát. Đạo ngấn trên cơ thể hắn lan tràn đến hai tay, huyết nhục nhanh chóng đoàn tụ, uy lực Nhân Vương khôi phục. Vài phút kịch biến ngắn ngủi này còn hơn những gì hắn mong muốn, không có một khắc do dự nào, quả quyết kích phát tinh thạch ngay. Trốn. Cái chữ gần như sỉ nhục này, lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Triệu Phong Niên. Nhưng hắn đã không lo được gì nữa. Hắc đao rơi xuống trên tay Khương Phàm, rất có thể thần tôn đã gặp bất trắc. Khương Phàm lại khi thế tới rào rạt, không chết không thôi, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, còn phải mang theo bọn người từ thắt lỗ. Tinh thạch nở rộ lên ngôi sao đầy trời, bao phủ hơn 10 dặm xung quanh. Tinh quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Đó là tinh không lĩnh vực đặc biệt, có thể cưỡng ép rời khỏi thế giới hiện thực, ẩn nấp đến bên ngoài hư không. Cùng lúc đó, ngực bọn người từ thát lỗ nở rộ ánh sáng tinh thần, phảng phất hóa thân thành tinh thần, khuếch tán dung nhập vào trong lĩnh vực, mà bọn người Khương Phàm thì bị tinh thần lĩnh vực đón đỡ ở bên ngoài. Đây là bảo vật chân tàng của Vô Thượng Vương Phủ, lập tức có thể ở dưới sự nguy hiểm mà sống chết đào thoát, càng có thể ẩn nấp hành tung tại hư không. Triệu Phong Niên mang theo tinh thạch. Tương đương với chủ nhân lĩnh vực,
trên thân những người khác sớm đã làm xong ấn ký tinh thần, liền có thể tại thời điểm kích phát lĩnh vực, bị bao viên đi đến. Nhưng, ngưng kết lĩnh vực trong chốc lát, toàn thân Khương Phàm cũng nhanh chóng nở rộ vô tận ánh sao, cuồng dã giết đến. Sắc mặt Triệu Phong Niên đột nhiên biến đổi, khống chế tinh thạch muốn xua đuổi Khương Phàm. Khương Phàm vỗ cánh gáy to, ánh sao toàn thân hóa thành tinh thần chân chính, lít nha lít nhít, sau đó ngưng tụ thành tinh hà, thẳng cho đến xa xa Triệu Phong Niên. Tinh hà lao nhanh, đặc biệt sáng chói, giống như trên trăm ngôi sao ngưng tụ mà thành. Đây là tinh thần đại táng bí thuật mà Khương Phàm lĩnh ngộ ra, tinh thần ngưng tụ, tinh hà lao nhanh, vượt qua thâm không cường thế giáng lâm đến trước mặt Triệu Phong Niên, sau đó. Ầm ầm, tinh thần sụp đổ, tinh hà chôn vùi, toàn bộ tinh thần lĩnh vực đều run rẩy dữ dội, giống như một trận biển động, như sóng lớn vỗ bờ, rung chuyển trời cao, va chạm thế giới thật sự. Bọn người từ thát lỗ đang muốn tiến đến lại lần nữa bị vô tình tung bay ra ngoài, trở lại yêu hỏa hải dương, chật vật rơi xuống trước mặt bọn người Khương Quỳ. Khương Phàm đi ra từ trong tinh không sụp đổ, móng vuốt màu vàng sắc bén nắm lấy Triệu Phong Niên be bét máu thịt. Triệu Phong Niên, từ thát lỗ và đám người kinh hãi, không dám tin mà nhìn cái người đẫm máu kia. Đó là Triệu Phong Niên, là thiên phẩm thánh văn, là vô thượng vương tương lai được nhân hoàng và vô thượng vương khâm điểm, lại bị khống chế rồi. Quá đột nhiên, bọn hắn sợ hãi lại càng khiếp sợ, đến bây giờ cũng còn không có rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai con phượng hoàng kia là thánh linh sao? Khương Phàm từ nơi nào chiêu mộ được phượng hoàng thánh linh? Thần tôn đâu? Tự mình săn giết Khương Phàm, chẳng lẽ đã thất bại rồi? Trong hắc đao có thần niệm của thần tôn, càng có thần viêm của thần tôn, làm sao có thể thất bại được? Tự báo thân phận. Khương Phàm trở về chân thân, trong tay bóp lấy Triệu Phong Niên đang hôn mê. Ta là Từ Thát Lỗ, tiểu vương gia của Kim Luân Vương Phủ. Ta là Nghiêm Dương, truyền nhân của Bá Dương Hầu Phủ. Truyền nhân của các vương phủ hầu phủ lần lượt báo ra thân phận, cũng đều nhìn hằm hằm Khương Phàm. Chúng ta đều là người thừa kế hạ nhiệm của vương phủ hầu phủ Xích Thiên Thần Triều, tốt nhất ngươi nên thả chúng ta ra, nếu không không chỉ có hai vương phủ năm hầu phủ chúng ta tập kích ngươi, ngay cả vương phủ hầu phủ khác của Xích Thiên Thần Triều, đều sẽ tự mình truy sát ngươi. Thật sao, vậy thì tốt quá, ta ước gì bọn hắn đều đến đây. Khương Phàm dẫn xuất xiềng xích từ bên trong thông thiên tháp, đều kéo bọn người từ thát lỗ vào trong thiết lao tại tầng thứ hai, chỉ để lại một nữ tử. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử đầy cảnh giác. Hoàng Nguyên Vương Phủ có bao nhiêu người? Bọn hắn gọi là Vương Phủ, nhưng không xứng là Vương Phủ, bọn hắn sống càng giống tù phạm, người trong phủ cũng chưa bao giờ vượt qua 5 người. Vượt qua thì sao? Biến mất. Lần này chỉ 3 người, 2 người khác đều là ai? Hai huynh đệ Khương Diệp, Khương Anh, đều là hơn 30 tuổi. Dựa theo truyền thống, Hoàng Thất muốn đưa phối nữ tử cho bọn hắn, bắt đầu sinh dục đời sau. Trạch Thiên Các đâu? Trạch Thiên Các cùng Hoang Nguyên Vương Phủ đồng bệnh tương liên, giữ lấy cung điện rộng rãi, nhưng bên trong người chưa bao giờ vượt qua 10 người, tình huống cụ thể không khác Hoang Nguyên Vương Phủ lắm. Khương Phàm mày nhíu lại, lão tặc, phụ mẫu nó, đây là chăn heo sao? Nữ tử cảnh giác Khương Phàm. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta có thể thả ngươi rời khỏi. Thật chứ? Ngươi trở về chuyển cáo những vương hầu vô thượng vương kia, nghĩ đến truy sát ta, Khương Phàm ta phụng bồi tới cùng. Nhưng, Hoang Nguyên Vương Phủ, Trạch Thiên Các, nếu có bất luận kẻ nào bị thương tổn, ta sẽ lột da của Triệu Phong Niên bọn hắn, làm thành chống trận, đưa đến trong phủ bọn hắn. Vậy ngươi tốt nhất nên chạy thật xa, nếu thật sự bắt được ngươi, thì chính là lấy da của ngươi. Cút đi, chuyển lời đi. Nữ tử cảnh giác lui lại mấy bước, sau khi xác định bọn hắn sẽ không tổn thương mình, thì quay người trốn vào trong ngọn lửa. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm xuống, vốn không muốn lại có quan hệ gì với Hoang Nguyên Vương Phủ, nhưng nhớ tới bọn người Hoang Nguyên Vương bị tạc chết, trong lòng vẫn tràn đầy áy náy. Còn có Trạch Thiên Các. Xích Thiên Thần Tôn giữ lại bọn hắn là vì muốn hấp dẫn Thiên Hậu. Nếu tránh không thoát, vẫn phải nghĩ cách cứu bọn hắn ra. Không thể nào lại bị nhận kiềm chế. Khương Bá hỏi. Ngươi muốn đi Xích Thiên Thần Triều cứu người. Khương Phàm lắc đầu. Ta muốn cứu, nhưng không phải bây giờ, trước tiên phải nhịn một chút. Hắn không thể bị Xích Thiên Thần Tôn nắm mũi dẫn đi, bây giờ càng không thể đến Xích Thiên Thần Triều được.
vẫn là nên dựa theo kế hoạch đã định biến mất một thời gian, chờ sau khi trở về lại nhìn tình huống, rồi quyết định phải chăng nên chui vào Xích Thiên Thần Triều cứu người. Khương Bá gật đầu nói. Chúng ta khống chế những vương hầu tử đệ như Triệu Phong Niên này, trong thời gian ngắn hẳn là Xích Thiên Thần Tôn sẽ không hại Hoang Nguyên Vương Phủ cùng Trạch Thiên Các. Rời khỏi nơi này, Khương Phàm mang theo bọn hắn nhanh chóng đi về hướng Bắc, dựa theo kế hoạch đã định mà rời khỏi Thiên Quốc, nhưng sau vài trăm dặm, lại cùng một chi đội ngũ đón đầu chạm vào nhau. Cẩn thận cảm nhận, bất kỳ vấn đề nhỏ xíu gì cũng đều không cần buông tha. Khương Phàm khẳng định là đã tỉnh lại vũ khí kiếp trước của hắn, mới đã dẫn phát tai nạn lớn như vậy. Yêu hỏa còn không có tản ra, nói rõ Khương Phàm còn đang thử khống chế. Bây giờ hẳn là thời điểm Khương Phàm suy yếu nhất, tìm tới là hắn có thể bắt lấy hắn. Đều đừng để gãy mất đan dược, giữ vững năng lượng phóng xuất ra ngoài, xua đuổi yêu hỏa. Đám yêu hỏa đáng chết này quá mạnh, hơi không chú ý liền có thể bị thiêu chết. Cổ Hoa Nhân Hoàng đang mang theo mười mấy người may mắn còn sống sót, đang tìm kiếm Khương Phàm trong biển lửa cuộn trào. Lúc ấy bọn hắn cách Thiên Trọng Lâu trọn vẹn hơn 700 dặm, nhưng vẫn gặp phải hủy diệt trùng kích. Tại đợt đầu tiên bạo tạc xuất hiện, Nhân Hoàng tế ra thánh khí cường hãn của hắn, kết quả năng lượng cuồng chiều kéo dài càng ngày càng mạnh, cuối cùng thánh khí chấn tộc đã bị chấn đến rách mướp, ngay cả vài trăm người gần đó cũng đều chết thảm, hài cốt không còn. Bọn hắn miễn cưỡng bảo vệ nửa cái mạng, nhưng ai cũng không hề rời khỏi, mà kích động tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì cuối cùng cái cỗ yêu hỏa cực kỳ giống Chu Tước Dương cánh đập vào mặt kia, bọn hắn suy đoán rất có thể đầu nguồn bạo tạc có liên quan cùng Khương Phàm. Chú ý! Cổ Hoa Nhân Hoàng đột nhiên đưa tay, cách yêu hỏa mãnh liệt, cẩn thận cảm nhận. Ba vị tộc lão hoàng thất, cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc lần lượt dừng lại, cảnh giác phía trước. Là phát hiện Khương Phàm rồi, hay là gặp được người của thế lực khác? Phía trước giống như có thánh uy. Cổ Hoa Nhân Hoàng ra hiệu đám người di chuyển phương hướng, nếu như là thánh nhân, khẳng định không phải Khương Phàm, có thể là người của thế lực khác. Hiện nay, người may mắn còn sống sót bên trong yêu hỏa khẳng định đều rất chật vật, cũng rất táo bạo, bọn hắn vẫn không nên gây đến. Nhưng, bọn hắn vừa muốn rời khỏi, cái phần thánh uy xa xa kia đột nhiên mãnh liệt, bổ nhào tới phía bọn hắn nơi này. Chạy mau! Sắc mặt bọn người cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn chạy trốn. Đừng hốt hoảng! Cổ Hoa Nhân Hoàng ngăn bọn hắn lại, trực diện thánh uy đang nhanh chóng tới gần. Nếu bị tập trung vào liền thản nhiên đối mặt. Càng chạy trốn càng có khả năng kích thích đối phương, cuối cùng khó tránh khỏi chật vật làm cho người ta chế nhạo. Mà hắn là Nhân Hoàng danh chấn phương Bắc, là chủ nhân hoàng tộc, thân phận thanh danh vẫn còn có chút lực uy hiếp. Cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc, cung chủ Băng Tuyết Cung thoáng tỉnh táo, cũng đều cố gắng lạnh lùng đứng ở sau lưng Cổ Hoa Nhân Hoàng. Nếu như tới là một vị tôn chủ nào đó của Thiên Quốc, có lẽ bọn hắn có thể nói. Thanh uy mãnh liệt đứng ở phía trước, cách liệt diễm rào rạt cùng rằng co với bọn hắn. Ta là Cổ Hoa Nhân Hoàng, tới đây tìm kiếm Khương Phàm. Cổ Hoa Nhân Hoàng tự giới thiệu, sau bọn người cốc chủ đó Huyết Nguyệt Cốc cũng đều lần lượt báo ra thân phận. Chỉ sau chốc lát, yêu hỏa đã nhấc lên phía trước, hai nam tử bộ dáng tương tự nhau đi ra, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt thảm liệt, cứ như từ trong núi thây biển máu đi ra, hai con mắt tinh hồng càng như biển máu giống đến khủng bố, nhìn bọn chúng tựa như là muốn đi đến trầm luân. Bất luận là Cổ Hoa Nhân Hoàng, hay là bọn người liếm máu trên lưỡi đao là cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc, cũng nhìn không được mà giật mình một cái, sát khí thật sự khủng khiếp, giống như thực chất để cho người ta từ huyết nhục đến linh hồn đều cảm nhận được giá lạnh. Đây nhất định là tôn chủ của Đọa Lạc Thiên Quốc. Nhưng, rất lạ lắm, chưa từng nghe qua thế lực cấp tôn chủ nào lại có hai lão tổ tông khủng bố như vậy. Thật sự là xảo diệu mà, vậy mà lại gặp được ở nơi này. Yêu hỏa trước mặt tiếp tục cuồn cuộn, một thân ảnh quen thuộc mà bọn hắn đi tới. Khương Phàm. Sắc mặt Cổ Hoa Nhân Hoàng đột nhiên biến đổi, lập tức muốn dẫn người rút lui, nhưng bên trong yêu hỏa xung quanh liên tiếp đi tới ba nam tử, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Không tệ lắm, lại còn sống tới mười mấy người. Trên mặt Khương Phàm hiện ra nụ cười tươi quái dị, dáng vẻ nhìn chằm chằm Cổ Hoa Nhân Hoàng cực kỳ giống ác lang đang nhìn thấy thịt mỡ. Vậy mà lại gặp được Cổ Hoa Nhân Hoàng, thật sự là một niềm vui mừng ngoài ý muốn mà. Thánh tổ Cổ Hoa thứ hai xuôi nam, còn mang theo hai vị bán thánh. Bây giờ Cổ Hoa Hoàng thành chỉ có thánh tổ đầu tiên trấn thủ, chính là thời điểm suy yếu nhất,
Mặc dù các gia tộc đang tích cực phối hợp, duy trì bảo vệ pháp trận, nhưng nếu như bọn hắn khống chế nhân hoàng, chẳng lẽ có thể tùy tiện lừa gạt, thẳng đến hoàng cung? Cổ Hoa nhân hoàng cảnh giác Khương Phàm, càng cảnh giác hai vị thánh linh trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói thánh linh Kiều gia đã chạy đến hải vực sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai người khác? Khương Phàm càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện. Xin thỉnh giáo nhân hoàng một sự kiện. Đừng giả khách khí, muốn mạng của ta, cứ tới lấy. Nhân hoàng cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngàn năm trước, nhân hoàng Cổ Hoa hoàng thất cầm tù Kiều huynh kia, còn có đó là thánh tổ của bọn họ, xương cốt đều còn đang trong tổ tư. Nhắc đến tiên tổ, ta không có bất kính, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ ta thật cảm giác năm đó các vị tổ tiên quá nhân từ, lại không có trực tiếp chém Kiều huynh, đồ Kiều gia. Nếu như được quay lại, ta thật sự hy vọng các vị tổ tiên có thể giết hết mỗi một tiện mệnh Kiều gia, làm cho cả huyết mạch đều triệt để biến mất. Đám lão gia hỏa kia nhân từ sao? Sai, bọn hắn là không dám. Ngươi không ở thời đại kia, không biết phân lượng bốn chữ của vạn thế thần triều, loại kính sợ kia đã chìm ở trong lòng tiên tổ các ngươi. Cho đến hơn 10 năm sau đó, loại kia kính sợ mới hơi giảm bớt, mà thời điểm đó bọn hắn lại không kịp chờ đợi bức chết Kiều huynh. Chết chưa hết tội, hừ, ngươi muốn báo thù sao? Rất đáng tiếc, ngươi khả năng không có cơ hội kia. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tình cảnh bây giờ, còn không dám đến Cổ Hoa hoàng thành báo thù, chờ ngày nào đó ngươi có thực lực, chỉ sợ đã bị hoàng đạo khác liên thủ trấn áp. Cổ Hoa hoàng thành sẽ từ từ khôi phục nguyên khí, tiếp tục tiếu ngạo phương Bắc, mà ngươi, như phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn biến mất. Nói thật, ngươi không nên lại phục sinh, đỉnh lấy vinh quang kiếp trước, nhìn rất tôn quý, nhưng nghênh đón ngươi tất cả đều là kẻ thù cùng truy sát, ngươi vùng vẫy giấy chết 3 năm, 5 năm, cuối cùng đều chết thảm, để cho thế nhân. Ha ha, tuy nhiên chỉ là trò cười mà thôi. Cổ Hoa nhân hoàng nói xong, cao ngạo ngẩng đầu lên. Tới đi, giết ta đi, ta ở địa ngục chờ ngươi. Không, ta sẽ tiến địa ngục, vào luân hồi, đầu thai làm người, mà thời điểm ngươi chết sẽ không còn hài cốt, hồn phi phách tán, sẽ triệt để tiêu vong từ trên thế giới này. Tộc nhân của ta sẽ ở tổ từ hoàng thất vì ta mà lập bia, con dân của ta sẽ ở hậu thế nhớ lại chiến công của ta, mà ngươi, sau 3 năm, 5 năm, sẽ không có bất cứ kẻ nào lại nhớ đến ngươi. Khương Phàm hỏi. Thật sự muốn chết? Cổ Hoa nhân hoàng lạnh lùng theo dõi hắn. Muốn giết cứ giết, ta đường đường là chủ nhân hoàng tộc, không thể nào như chó vẩy đuôi mừng chủ với người sắp chết ngươi đây. Ta chỉ đáng tiếc, không thể nào tận mắt thấy ngươi bị bắt sống xử tử, không thể nghe ngươi kêu rên trước khi chết. Khương Phàm ra hiệu triệu thời Việt. Ra tay đi, sau khi xong việc chúng ta đi Cổ Hoa hoàng thành. Cổ Hoa nhân hoàng khinh thường cười lạnh. Muốn cường công Cổ Hoa hoàng thành, nằm mơ đi thôi. Cổ Hoa mặc dù hao tổn mấy vị thánh nhân bán thánh, nhưng nội tình hơn mấy ngàn vạn năm, cũng không phải mấy kẻ các ngươi đây có thể dung chuyển. Đừng nói hai thánh linh, xem như ba người năm người, chúng ta đều gánh vác được. Triệu Thời Việt đi đến trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ Cổ Hoa nhân hoàng. Ai nói tiến vào hoàng thành nhất định phải cường công, một câu của ngươi, chẳng phải chúng ta tiến vào sao? Cổ Hoa nhân hoàng nhíu mày, bỗng nhiên biến sắc. Các ngươi hèn hạ. A, à, trong tay Triệu Thời Việt đột nhiên dâng lên huyết viêm, đốt cháy đầu nhân hoàng, tàn phá ý thức cùng linh hồn của hắn. Cổ Hoa nhân hoàng kêu gào thảm thiết, ý thức bị đau đớn cùng tuyệt vọng tràn ngập, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Bọn người cốc chủ Huyết Nguyệt cốc đứng ở bên cạnh, kinh hoàng khẩn trương, cũng không dám thở mạnh. Lúc trước bọn hắn tiếp nhận lời mời của Cổ Hoa nhân hoàng, mục đích thật sự chỉ là muốn thừa cơ mở rộng mối quan hệ với hoàng tộc phương Bắc này. Chưa từng nghĩ đến thực sự sẽ có cơ hội giết chết Khương Phàm, càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ bỏ ra cái giá thảm trọng như vậy. Triệu Thời Việt tàn nhẫn giày vò lấy Cổ Hoa nhân hoàng, cho đến khi hắn ngừng lại kêu rên, hôn mê ngã xuống đất. Khương Phàm nói, chúng ta không cần phân biệt trước, đi đường vòng đến Cổ Hoa hoàng thành. Sau khi náo ra thanh thế, ta rút lui đến hải vực, các ngươi đến luân hồi bí cảnh ở Tây Bộ. Khương Bá âm thầm rung động. Đây là muốn diệt hoàng tộc sao? Hắn trưởng khống qua hoàng triều, biết rõ thế lực cấp hoàng đạo khủng bố như thế nào, nơi đó giống như là khung trời, đè ép ở phía trên bọn hắn, chỉ có thể nhìn lên, vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Nhưng Khương Phàm lại trực tiếp muốn diệt hoàng tộc, thực sự, quá làm cho người ta hưng phấn.
Cổ Hoa giữ vững tư thái trung lập mấy ngàn năm, chữ hàng tài bảo không kém bất kỳ một hoàng tộc nào. Lông mày Khương Quỳ cao lại nhỏ bé đến không thể nhận ra, lại là thi thể thánh linh, lại là nội tình hoàng tộc, từ sau khi tiếp xúc Khương Phàm, tài nguyên càng ngày càng nhiều, nhưng linh văn của hắn bị hạn chế, không thể nào đột phá đến thánh linh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cơ hội hưởng dụng. Khương Phàm, cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc âm thầm nắm tay lại, chủ động đi đến phía trước. Khương Phàm trực tiếp chặn ngang. Đừng nói nhảm, Ngư Cung, Lãnh Tuyền, các ngươi chọn lựa mấy kẻ có thể tín nhiệm có thể khống chế, mau chóng về Huyết Nguyệt Cốc cùng Băng Tuyết Cung, sau này hai tổ chức do các ngươi khống chế, nắm chết ở trong tay cho ta. Vâng, Ngư Cung, Lãnh Tuyền đồng thời ôm tay, cung kính lĩnh mệnh. Vâng, cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc, cung chủ Băng Tuyết Cung nhìn bọn hắn. Khương Phàm nhắc nhở, không cần tuyển nhiều, hai ba người là đủ, chỉ có chính các ngươi trở về, rất khó khống chế cục diện, phối hợp với hai ba kẻ có thể tín nhiệm, ủng hộ các ngươi, phối hợp các ngươi. Ngư Cung và Lãnh Tuyền lui lại mấy bước, quan sát đến, đồng bạn của bọn hắn. Chờ một chút, Ngư Cung, đây là đang xảy ra chuyện gì? Các cường giả của Huyết Nguyệt Cốc khó có thể tin được mà nhìn Ngư Cung. Đám người của Băng Tuyết Cung cũng đều nhìn chằm chằm Lãnh Tuyền. N sư, lão tổ Kiều gia. Ngư Cung cùng Lãnh Tuyền nói, để đám người Huyết Nguyệt Cốc và Băng Tuyết Cung như rơi vào hầm băng, lập tức đã hiểu xảy ra chuyện gì. Có trưởng lão quỳ xuống tại chỗ, trực tiếp tuyên thệ hiệu chung với Khương Phàm. Bọn người cốc chủ cùng cung chủ liên tiếp kịp phản ứng, cũng thỉnh cầu Khương Phàm tha thứ, yêu cầu hợp tác. Nhưng Khương Phàm lại thờ ơ, chờ đợi Ngư Cung cùng Lãnh Tuyền chọn lựa người thích hợp. Tương lai Huyết Nguyệt Cốc cùng Băng Tuyết Cung nhất định phải do hai người bọn họ hoàn toàn khống chế, như thế này mới có thể yên tâm. Rất nhanh, Ngư Cung và Lãnh Tuyền đã lựa chọn ba người, những khác bị Triệu Thời Việt cùng bọn người Khương Quỳ đánh chết tại chỗ. Đây là chút di cốt thánh linh, có thể trợ giúp các ngươi tăng lên cảnh giới. Khương Phàm lấy ra trọn vẹn hai bình thánh huyết thánh nhục từ bên trong thông thiên tháp, không có vật chứa khác, chỉ có thể dùng cái này. Tạ ơn Hoàng Ân ban thưởng. Ngư Cung cùng Lãnh Tuyền vội vàng quỳ xuống tiếp nhận. Các ngươi bảo trọng, nhiệm vụ thiết yếu chính là khống chế tốt Huyết Nguyệt Cốc cùng Băng Tuyết Cung, sau đó chọn lựa một nhóm sát thủ tiềm lực không tệ cho ta, bồi dưỡng thành thân tín. Những cái khác, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, trà trộn vào Xích Thiên Thần Triều cho ta, điều tra tình huống Hoang Nguyên Vương phủ cùng Trạch Thiên Các, càng kỹ càng càng tốt. Khương Phàm dặn dò hai câu đơn giản, mang theo bọn người Triệu Thời Việt rời khỏi. Bởi vì Thiệu Thanh Duẫn bị đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên Thần Giáo ngăn cản, bọn người Khương Phàm mới thuận lợi rời khỏi Phế Tích Thiên Đãng Sơn Mạch, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Cổ Hoa Hoàng Thành. Phía tây Phụng Thiên Sơn Mạch, tinh kỳ phần phật, túc sát như gió, gần 3 triệu quân đội tập trung hỏa lực bên ngoài dãy núi. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương và các phương hầu, các thống soái tiếp tục tản ra uy thế cường hãn, chấn nhiếp càng kiềm chế lấy cường giả man hoang chiến tộc, cũng đang yên lặng chờ đợi kết quả từ phần thiên chiến vực. Chỉ là bọn hắn tiếp tục đạt được tin tức đến từ trung vực Nam Bộ, nhân gian ngục lại còn đang cùng Khương Phàm hòa giải, hai bên còn bạo phát mấy trận ác chiến. Chẳng lẽ Khương Phàm không có ý định muốn phần thiên chiến vực? Nếu như hoàng đạo khác kịp phản ứng, đoán được phần thiên chiến vực giấu ở thiên quốc, chắc chắn điều động số lượng lớn cường giả chui vào. Đến lúc đó Khương Phàm coi như mở ra phần thiên chiến vực, cũng đừng hòng lại mang đi. Lúc này, không gian phía trước vỡ nát, số lượng lớn cường giả man hoang chiến tộc xuất hiện, cách mấy ngàn mét rằng co với bọn người Vô Thượng Vương. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương và các vương hầu đang muốn đề phòng, lại đồng thời tập trung quái vật uy mãnh mang theo một người đầy máu trong tay. Man hoang chiến vương thân cao hơn 30 mét, khôi ngô hùng tráng, vung người kia lên như vung một con mèo con. Nâng ở trên tay. Nữ tử này, tự xưng là người của Thiên Quân Hầu Phủ, tìm tới chúng ta khẩn cầu hỗ trợ. Phụ thân, là, ta, Thiệu Mẫn. Người đó chính là nữ tử mà Khương Phàm thả đi, nàng thoát khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch, lại xông vào Thiên Quốc Tây Bộ, ngày đêm kiêm trình, thẳng đến Phụng Thiên Sơn Mạch, trên đường đi gặp phải vài chục lần nguy cơ, suýt chút đã chết ở trên đường, thật vất vả mới tiến vào Phụng Thiên Sơn Mạch, lại bị mãnh thú vây công. Suýt chút nữa chết ở nơi đó. Cuối cùng sau khi bị man hoang chiến tộc tuần sát phát hiện, hoàn toàn bất đắc dĩ, bỏ đi tôn nghiêm mới cầu cứu bọn hắn. Thiệu Mẫn, những người khác đâu? Thiên Quân Hầu đi đến phía trước,
vẻ mặt nghiêm trọng. Nữ tử vừa muốn mở miệng, lại bị Man Vương một tay nắm chặt, cười lạnh nói với Vô Thượng Vương. Chúng ta vừa nhận được tin tức, Thiên Quốc Nam Bộ phát sinh kịch biến. Muốn biết tình huống cụ thể sao? Lập tức mang theo quân đội của các ngươi, lăn ra khỏi đại địa Đông Bắc.